Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1016, chúng ta. Một cây gậy dài màu bạc, phù một tiếng quất tới. Vẻ mặt Vitus lập tức nổi giận cầm cây gậy lên, ngẩng đầu, thiếu chút nữa tức giận đến mạch máu cũng nổ tung nhìn về phía học trò, dáng vẻ như muốn đem cô đánh tới chết. Đường khả hình lập tức sợ hãi rụt vai lại, sợ hãi đứng trong phòng nghỉ vip phía sau sân khấu, liếc nhìn vẻ mặt tức giận nghiêm nghị của sư phụ, gương mặt cô hết xoay trái rồi lại xoay phải tầm mắt nhìn loạn khắp nơi cắn chặt môi dưới không dám nói gì phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân tưởng thiên lỗi trang hạo nhiên tô thủy kỳ nhã tuệ mấy người vội vội vàng vàng bước ra sau sân khấu cặp sinh đôi cũng vô cùng hối hận đứng cạnh cửa không dám nhiều lời thi ngữ tiên nhi cùng lạp lạp đỗ uy khương vĩ cả đám cũng lặng lẽ mà cứng ngắc đứng một bên cùng với cặp sinh đôi đứng thành hàng dài tất cả đều im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao khả hình lại ở chỗ này? Tô Thủy Kỳ nhanh chóng bước lên trước một bước, đứng ngoài cửa nhìn về phía cặp sinh đôi, nghiêm khắc hỏi. Cặp sinh đôi cái gì cũng không dám nói, chỉ là cúi đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Vẻ mặt trang hạo nhiên cũng vô cùng lo lắng liếc mắt nhìn các cô một cái, trước một bước rất nhanh lặng lẽ đi vào, Tô Thủy Kỳ hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn các cô một cái mới cứng rắn để lại một câu đợi lát nữa sẽ trừng phạt các cô, sau đó nhanh chóng đi vào, Tưởng Thiên Lỗi cũng lo lắng đi vào bên trong. Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng cũng muốn theo vào trong, thế nhưng chu lệ tình kia dường như vẫn còn như lọt vào trong sương mù, một bên nhìn vào phái trong một bên khoa trương hỏi, rốt cuộc cô ta là ai? Trần Mạn Hồng vẫn chưa đi vào, nghe được câu này liền tức giận quay người lại, Nhìn về phía Chu Lệ Tình cắn răng nghiến lợi gần giọng nói, "Cô ấy là ai?" "Cô ấy là phu nhân tổng giám đốc tương lai." Mắt cũng không mở lớn một chút. Chu Lệ Tình lập tức thở dốc vì kinh ngạc, trợn to đôi mắt như hạt trân châu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, trái tim lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo, nhưng vẫn giống như không muốn sống mà khẩn trương run rẩy hỏi một câu, "Là là phu nhân, phu nhân tương lai?" Mở to mắt một chút mà nhìn, Trần Mạn Hồng trực tiếp không để ý đến cô ta nhanh chóng đi vào phòng nghỉ nói vitus không đợi mọi người tiến vào cũng đã vùng gậy lên nhắm ngay vào cô tức giận đến ruột gan đều đau đớn hỏi không có việc gì con chạy đến đây làm cái gì lúc này không phải con nên nằm ở nhà nghỉ ngơi sao không phải ta dặn dò mọi người con phải lên giường nghỉ ngơi từ lúc 8 giờ sao không nhìn thấy lời nhắn ta để lại sao đường khả hinh trốn phía sau bàn hóa trang nghiêng mặt nhìn sợ hãi liếc nhìn cây gậy trong tay sư phụ sợ đến một câu cũng không dám nói. Nhìn dáng vẻ này của con xem, vừa rồi ở bên ngoài có phải mất mặt không? Rõ ràng bây giờ con không được ban giám khảo hoan nghênh, ấn tượng của mọi người đối với con cũng không tốt, giờ còn làm ra chuyện như vậy. Con thật không để tâm đến trận đấu, uổng cho ta vì con làm nhiều việc như vậy, thật là không hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Vitus nói xong, liền nâng gậy lên hướng đến tay đường khả hình đánh xuống. A, à, hai tay đường khả hình trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ hồng, đau đến khóc lớn. Trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi, Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt đi tới, nhìn thấy một màn này, vội vàng muốn chạy tới ngăn cản. Mấy người không được qua đây, Vitus cầm gậy giận dữ nói, mấy người mà mở miệng cầu xin, ta liền đánh nó hai gậy. Ông không nói hai lời, lại vùng gậy lên, hướng vào lòng bàn tay học trò mình đánh xuống, tức giận nói con thật làm ta tức chết. Ta rốt cuộc còn phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư cho con đây. Hôm nay vẫn còn phải mở họp báo vì con giải thích. Tối hôm nay con lại tiếp tục không hiểu chuyện như vậy. Con xem một chút nhưng tuyển thủ bên cạnh con đều không phải đang rất nghiêm túc túc chuẩn bị cho trận đấu. Còn con vô trách nhiệm như trẻ con vậy. Nếu như con lại bị rắc sờn nắm lấy không buông, con cũng không cần thi đấu nữa. A, à, hai tay đường khả hình bị đánh đem một gậy nữa, cô đau đớn, ủy khuất hối hận muốn khóc. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, đau lòng cùng Khẩn Trương nhìn một màn này, lại sốt ruột nhìn về phía Đường Khả Hinh trách phạt nói, "Khả Hinh, chuyện này đúng là em đã sai. Hôm nay em đập vỡ chậu cây cảnh, thế nhưng đó là chậu cây cảnh sư phụ yêu quý nhất của buổi đấu giá. Em nhanh chóng xin lỗi sư phụ, nói rằng em đã làm sai. Sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm." Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức như đổ dầu vào lửa, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên chết cũng không hối cải tức giận nói em làm sai chuyện có liên quan gì đến anh tối hôm nay em chính là muốn đến chơi đùa chính là muốn tìm người làm sao trang hạo nhiên mi tâm căng thẳng nhìn về phía cô tô thủy kỳ nghe ra hai người này giận dỗi nhưng vẫn vội vàng tiến lên ôm chặt bả vai của cô nói được rồi hơn dỗi thì để sau nói em nhanh chóng xin lỗi sư phụ em thật sự muốn để sư phụ đánh chết đánh chết thì đánh chết dù sao em cũng không muốn sống nữa tối nay đường khả hình cũng tức giận đến nói cũng không nên lời hai tròng mắt fitus nóng lên lập tức tức giận nâng gậy lên tiếp tục hướng vào lòng bàn tay cô đánh xuống vừa đánh vừa tức giận nói ta nói con thật là đánh chết cũng không hối cải ta đánh phạt con như vậy vẫn còn dám mạnh miệng như thế hai tay đường khả hình bị đánh đau đến đổ cả mồ hôi nước mắt trào ra cuối cùng vẫn vội vội vàng vàng nói sư phụ con sai rồi. Sau này con không dám nữa. Thầy bớt tức giận, không phải con muốn lười biếng. Con chỉ muốn đến xem, sau khi nhìn thấy sẽ rời đi. Có cái gì tốt mà nhìn, khiến cho chính mình ngã lăn qua lăn lại ngã vào chậu cây cảnh yêu quý của sư phụ. Trang hạo nhiên rất nhanh khẩn trương nhíu mày nhìn cô nói, nhanh lên một chút giải thích cho sư phụ. Đường khả hình vừa nghe lời này, sắc mặt vừa thu lại liền lập tức hung hăng nói, em muốn tới nhìn ai, mắc mớ gì tới anh dù sao không phải tới nhìn anh em trang hạo nhiên lập tức cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô vẫn còn mạnh miệng vitus liền muốn nâng gậy lên a à, đường khả hình người còn chưa có chịu đòn cũng đã ngửa mặt hình như đau đến hét lên một tiếng chờ một chút vitus tiên sinh cô ấy đến gặp tôi có một thanh âm sốt ruột từ bên ngoài chuyển đến trái tim mọi người liền đập nhanh hơn một chút lặng lẽ xoay người nhìn người phía bên ngoài Lúc này Hạ Tuyết cùng Hàn Văn Kiệt cùng đi đến, vừa nhấc làn váy dài màu đen vừa bước nhanh tới, gương mặt bộc lộ ôn nhu mỉm cười, yêu nhã lại có chút sốt ruột bước vào phòng nghỉ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Hạ Tuyết, mặt của cô lập tức đỏ ửng, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào, cả đời này chưa từng trải qua trường hợp nào xấu hổ như vậy, cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Hạ Tuyết biên cất bước đi về phía trước, nhìn dáng vẻ xấu hổ hận không thể tìm được chỗ nào chui xuống của Đường Khả Hinh, cô nhịn không được bật cười nhìn về phía mọi người, ôn nhu giải thích nói, xin lỗi các vị, thực ra tình huống là như vậy, đường tiểu thư vốn là fan của tôi, bởi vì biết hôm nay tôi có thể tham gia buổi đấu giá từ thiện này, cho nên cô ấy mới lén lút chạy tới khách sạn Á Châu để nhìn tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Đường khả hình trừng lớn đôi mắt, nghe lời này, cô liền trột dạ mà nuốt nước bọt, vô cùng sửng sốt. Khả Hinh, Tô Thủy Kỳ có chút kỳ quái mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh, nhịn không được tò mò nói em rất thích Hạ Tuyết à. Thế nào trước đây cũng không có nghe em nói. Bình thường, đến tin tức em cũng không để ý, thế mà cũng có thần tượng. Ách, đường Khả Hinh trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại sao lại không có? Hạ Tuyết không kìm lòng được cười rộ lên, nói hôm nay lúc cô ấy gặp tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ, nói với tôi đã hâm mộ tôi từ lâu thậm chí để mua vé xem phim của tôi, xếp hàng đứng đợi rất lâu, đúng là làm khó cho cô ấy rồi. Còn nói khi xem tôi diễn, cảm động vừa khóc lại vừa cười. Ca ngợi tôi so với trên màn ảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Đường khả hình thật sự muốn lập tức cầm lấy cái sẻng đào một cái hố để chui xuống. Trang hạo nhiên nghe lời này, lập tức cũng hoài nghi kỳ quái hít mắt nhìn về phía đường khả hình, trong lòng suy nghĩ chuyện này có thể sao. Thật hay giả vậy, tưởng thiên lỗi đứng một bên, cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình, quen biết cô lâu như vậy, quả thật chưa từng cảm thấy cô như một cô gái bình thường, nói chuyện tin tức giải trí, ngoài ra cô luôn cho rằng đó là công việc riêng của họ, sẽ không bao giờ đi xem phim như vậy. Thật sự, Hạ Tuyết lại không kìm lòng được cười rộ lên, cất bước đi về phía đường khả hình, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy bả vai của cô, nói, vừa rồi khi cô ấy gặp tôi ở đại sảnh, còn vô cùng kích động cầm bút nhờ tôi ký tên. Còn đề nghị tôi ký lên chán cô ấy, nói rằng một tháng sẽ không rửa mặt, phải không Khả Hinh? gương mặt Đường Khả Hinh như muốn dán xuống mặt đất. Hạ Tuyết giống như một người chị, nhẹ nhàng gạt tóc mái của cô, nhìn thấy cô vô cùng khẩn trương, liền cảm thấy đau lòng, giúp cô lau bớt mồ hôi trên trán, mềm giọng nói: nhà đầu ngốc đã nói với cô rồi, không được ký trên trán, xem đi. vừa ra mồ hôi liền biến mất. Đường Khả Hinh nghe lời này, chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ làm đôi, thật lạnh. Mặt của cô thật vất vả mới miễn cưỡng mỉm cười, đáp nhẹ ách. "Không sao, có thời gian tôi mời cô đến nhà tôi chơi, tôi ký thật nhiều cho cô." Hạ Tuyết giống như chị em thân thiết, kéo bả vai của cô, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, "Sự thật chính là như vậy, bởi vì nha đầu này nghe nói ảnh hậu muốn biểu diễn, cô ấy liền nhẹ nhàng trốn vào hậu trường, muốn gặp mặt tôi, ai biết cô ấy nhầm, người biểu diễn cùng tổng giám đốc Trang không phải là tôi." Đây là cô ấy hiểu lầm. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức lặng lẽ nhìn về phía đường Khả Hinh. Khuôn mặt đường Khả Hinh lập tức đỏ hồng. Vitas cũng híp mắt nhìn về phía học trò, lạnh lùng hỏi thật là như vây. Ách, đường Khả Hinh khẩn trương cùng ngây ngốc, hai mắt liếc trái liếc phải, liền ngẩng đầu liếc hạ tuyết một cái. Hạ tuyết lập tức cho cô một một ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười động lòng người. Hai mắt đường Khả Hinh lóe ra, không biết xấu hổ gian nan đáp là... Là thật, Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vitus lại nghiêm túc hỏi, vậy có chuyện gì xảy ra với chậu cây cảnh kia? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình vừa nghe lời này, lập tức giật thót. Vào lúc này Trần Mạn Hồng ném một cái nhìn về hướng Chu Lệ Tình, mới vội vội vàng vàng giải thích nói, Vitus tiên sinh. Chuyện này không liên quan đến khả hình, đều là do người này ngu xuẩn. Hôm nay cô ấy vừa mới tới, không biết thân phận của Khả Hinh, nhìn thấy Khả Hinh ôm một chậu cây cảnh, liền cho rằng cô ấy là nhân viên công tác, liền sai cô ấy bê chậu cây cảnh vào hậu trường. Cho nên cô ấy liền thuận ý muốn vào hậu trường gặp Hà Tuyết. Lời này vừa ra, hai tổng giám đốc, hai vị quản lý đồng thời nhìn cô. Chu Lệ tình run rẩy đứng giữa phòng, nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, cô liền phải há miệng run rẩy trái gật đầu đáp, đúng. Đúng là như vậy, chuyện này là do tôi sơ suất, thật sự rất xin lỗi. Nhã Tuệ cũng đứng một bên, vô cùng kinh hãi nói, "Chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm, bởi vì chậu cây cảnh trăm năm này mà thiếu sót." Vitus vừa nghe lời này, vẻ mặt mới thực sự hòa hoãn xuống, nhìn về phía học trò nhíu chặt mi tâm nói, "Nếu như sự thật là như thế này, vì sao không giải thích sớm cho ta? Hiện tại đã gần đến ngày thi đấu, ta vốn không tán thành việc con luôn học tập mệt mỏi trong mấy ngày qua, cho nên mới nhắc nhở người dưới, để cho con nghỉ ngơi hoặc là đi thả lỏng một chút." nếu như con thật sự muốn đến xem thần tượng của con, con nói thẳng cho ta, ta sẽ sắp xếp và thông cảm, chuyện cũng không đến mức như thế này. Đường khả hình nhíu mắt lại, miễn cưỡng cười nói con. Con thật sự, chỉ muốn, qua đây lướt mắt nhìn, sau đó, liền trở về. Hạ tuyết nghe lời này, liền nhịn không được cười rộ lên, hơi cúi người xuống, hai tay phủ lên gương mặt đường khả hình, một lần nữa giống như chị gái, yêu thương nói, được rồi, chuyện này chính là một hiểu lầm, Hiểu lầm mà giải thích rõ thì tốt rồi. Khả Hinh, nếu đã như vậy, vô tình lại gặp được cô, biết được cô chính là chị gái đáng yêu trong miệng hy văn mỗi ngày đều nhắc tới. Tôi thực sự rất cảm kích cô lần trước đã dạy dỗ nó, sau buổi biểu diễn lấy tiền từ thiện, về nhà nó liền hiểu chuyện khôn ngoan hơn. Tôi là mẹ nó vô cùng cảm ơn cô, không bằng chúng ta cùng nhau xem phim. Thế nhưng tôi thực hiện lời hứa không có tiếp cận anh ta nhé. Câu nói mang rõ hàm ý. Đường khả hình nhất thời trở tay không kịp, lúng túng nhìn về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng ôn nhu nhìn về phía cô, không kìm lòng được cười rộ lên nói, đến đây. Đi thôi. Ách, đường khả hình thấy chuyện đã qua, sư phụ cũng đã tha thứ cho mình, thế nhưng đêm nay cô thật sự không còn mặt mũi nào, liền đành phải bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, con. Con hôm nay, xác thực chỉ là muốn qua đây nhìn một chút, chưa từng nghĩ muốn bỏ thời gian học tập, con biết cuộc thi rất quan trọng. Con chỉ là... Chỉ là, nhớ tới người nào đó nói, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tùy tiện không nghe điện thoại, không tùy tiện biến mất, bởi vì đối phương sẽ rất lo lắng. Con, con, cho là anh đã xảy ra chuyện, mới muốn tới đây nhìn một chút. Con sai rồi, là con tự mình đa tình. Trang hạo nhiên nhất thời tim đập thình thịt ngẩng đầu nhìn cô. Con đi đây, đường khả hình không muốn nói nữa, chỉ là nắm chặt bàn tay bị thương, hướng về phía sư phụ khom lưng xin lỗi, liền lập tức lặng lẽ xoay người rời khỏi. Trang hạo nhiên khẩn trương nhìn về bóng lưng cô rời đi, lập tức sốt ruột cất bước theo cô. Tổng giám đốc Trang, Hạ Tuyết lập tức mỉm cười nắm cánh tay anh, nhìn về phía anh ôn nhu gọi, tôi còn có lời muốn nói. Trang hạo nhiên nhất thời ngạc nhiên xoay người nhìn về phía Hạ Tuyết. Phòng yến hội vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, từng vật phẩm đấu giá lần lượt được đưa vào, người chủ trì chính cầm microphone cao hứng tuyên bố từng vật đấu giá, Đường Khả Hinh ở trong đám người nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước, nhớ tới chuyện vừa phát sinh, hai tròng mắt của cô không nhịn được đỏ bừng, chính mình cũng không thể hiểu được, tại sao mình lại làm như vậy. Rõ ràng tâm ý đã quyết, sao vẫn còn bất an như vậy? Có lẽ trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác xoay người liền sẽ gặp chuyện không may, cảm giác không thể gặp mặt, nếu như cách xa nhau mà tồn tại những mối nguy hiểm, thật sự rất lo lắng. Cô nặng nề thở dài một hơi. Biết đêm nay mình quá mất mặt, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt nhỏ xuống, đi về hướng cửa phòng yến hội đang đóng chặt, hai tay đưa lên nắm cánh cửa muốn kéo ra, thế nhưng kéo thế nào cũng không được. Tim cô đập thình thịch, lại dùng sức cắn răng kéo ra, nhưng cánh cửa vẫn bất động như cũ, cô nhíu chặt mi tâm, lại muốn kéo ra lần nữa. Lập tức ánh đèn toàn hội trường tắt đi, một hồi yên tĩnh, không lâu sau, tiếng đàn dương cầm từ từ vang lên, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Đường khả Hinh nghe giai điệu quen thuộc này, trái tim đập thình thịch xoay người nhìn về phía người đang ngồi giữa sân khấu. Ánh đèn thủy tinh xoay tròn chợt sáng ngời, chiếu lên chiếc đàn dương cầm tam giác màu đen giữa sân khấu. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần âu cùng màu. Ngồi trước cây đàn dương cầm vô cùng ôn nhu cùng cao quý, ống tay áo hơi săn lên tùy ý nhưng yêu nhã, lộ ra chiếc đồng hồ kim cương quý giá, hơi xoay người, những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nhưng phím đàn đen trăng, hai chồng mắt đầy mị lực vẫn nhìn về hướng các quý dưới sân khấu, nở nụ cười mê người nói chúc các vị có một buổi tối vui vẻ, tại thời khắc này, có cơ hội vì buổi tối từ thiện này mà đàn một bài. Vốn là một buổi tối rất đẹp, lại bởi vì một lời truyền nho nhỏ, làm cô gái tôi yêu nghĩ lầm hôm nay tôi sẽ biểu diễn cùng khách quý. Đường khả hình nhìn về phía anh, ngẩn ra. Toàn bộ khách quý nghe lời này, nhao nhao ồ lên kinh ngạc nhìn về phía trang hạo nhiên, luôn có tin đồn người đàn ông này còn độc thân, mặc dù bên cạnh anh không ngừng có si căng đan nhưng chưa từng nghe chính miệng anh thừa nhận tối nay không nghĩ đến có thể nghe được tin tức như vậy trang hạo nhiên ngồi một bên cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu ôn nhu cười thế nhưng hai chồng mắt hiện lên một chút hoài niệm cùng thâm tình dừng một chút rốt cuộc hơi đứng lên dựa bên cạnh đàn dương cầm ôn nhu lặng lẽ nhìn về phía thân ảnh đứng trước cửa phòng yến hội có chút đau lòng nói đúng vậy tôi có một vị hôn thê chúng tôi mới đính hôn mấy hôm trước Toàn hội trường lại ồ lên, có một số thiên kim tiểu thư nhao nhao hoảng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Tưởng Thiên lỗi, Tô Thủy Kỳ, còn có Lâm Sở Nhai tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía anh." Đường Khả Hinh cũng không kìm lòng được, hai tròng mắt đỏ bừng ngấn lệ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn vào thân ảnh ôn nhu trước mắt, chậm rãi thở dài, tay vịn vào chiếc đàn dương cầm có chút tiếc nuối, chậm rãi nói, "Hai chúng tôi bởi vì xảy ra một số việc, tạm thời bị ép phải tách ra." sau khi tách ra tôi mới cảm giác được sự nhớ nhung này có biết bao nhiêu trầm trọng. Tôi không thể thở nổi, hận không thể lập tức bay đến trước mặt cô ấy. Tôi rất đau khổ, rất dày vò, tôi biết cô ấy cũng rất đau khổ, rất dày vò. Đối với tình yêu này, đây là khảo nghiệm lớn nhấy. Tôi rất đau lòng cho cô ấy, đã dũng cảm cùng tôi lựa chọn con đường gian nan nhất để bước đi. Đường khả hình hơi kinh ngạc cùng đau lòng nhìn anh. Trang hạo nhiên cũng thâm tình nhìn về phía cô, ôn nhu nói con đường này xác thực không dễ đi bởi vì quá cô đơn quá xót xa trong lòng quá đau khổ tôi bởi vì đau lòng cho cô ấy cho nên đi nhanh hơn một bước đem mọi việc trở thành trách nhiệm của tôi toàn bộ thu xếp xong có lẽ đến ngày đó có thể cùng cô trèo thuyền trên sông cùng cô trải qua những năm tháng yên tĩnh tôi rất yêu vị hôn thê của mình tôi cảm ơn buổi tối cô cầu hôn tôi làm cho tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này tôi yêu cô ấy trái tim đường khả hình tê dần, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn thật sâu về phía người đàn ông trước mặt, trong lòng kêu gào một nghìn lần tên anh. Trang hạo nhiên không kìm được trên mặt bộc lộ sự hoài niệm cùng đau đớn, nhìn về phía cô gái trước mắt, thâm tình cười nói, anh biết chúng ta tạm thời không thể gặp mặt, mặc dù nhớ em muốn điên rồi. Không nghe điện thoại của em, không phải bởi vì giận em, chỉ là bởi vì bận quá, muốn mau chóng đem những ngày bận rộn này mau chóng qua đi, muốn cùng em trở lại Cambridge, bởi vì mùa thu sắp đến cảnh sát ở đó là đẹp nhất đường khả hinh nước mắt tuôn rơi cả người co quắp vì đau lòng không nói nên lời tiêu đồng vào lúc này đau lòng đi về phía đường khả hinh thật tình nói khả hinh cô tha thứ lão đại đi hôm nay đúng là rất bận họp đến tận vừa rồi di động cũng để chế độ im lặng đặt trên bàn làm việc cho đến vừa rồi tôi mới mang về nhà cho anh ấy trang hạo nhiên đột nhiên đau lòng cười nhìn vô số người đang ngồi xem, rồi thâm tình nhìn về phía cô gái trước mặt, thật tâm nói, xin lỗi, vừa rồi không kịp trả lời điện thoại của em, lại sợ gọi điện thoại cho em sẽ không kìm lòng được mà chạy đến. Bởi vì anh quá như em, vị hôn thê của anh. Đường khả hình không kìm lòng được ngẩng đầu, nhìn anh trong làn nước mắt. Toàn bộ hội trường im lặng, nhao nhao nhìn nhau, nói thầm tổng giám đốc hiển hách của Hoàn Cầu, nói người kia là ai. Đang ở trong này sao? có vài người đã vô thức tìm, thậm chí cả nhân viên của khách sạn, quản lý, phó quản lý, nhao nhao nhìn nhau. Trang Hạo Nhiên lại có chút ngượng ngùng cười, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, thật tình nói, xin lỗi các vị, bởi vì có nguyên nhân, tạm thời tôi không thể công khai vị hôn thê của tôi, nói cho mọi người biết cô ấy là ai. Tôi chỉ nghĩ trước mặt toàn thể mọi người, nói yêu cô ấy, từ nay về sau cũng chỉ yêu một mình cô. Mỗi một phút trong tương lai tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cô hiểu lầm, lại càng không bao giờ biểu diễn cùng người phụ nữ khác. Tối nay mong các vị thông cảm, vị hôn thê của tôi bởi vì tôi mà thương tâm. Cho nên tôi muốn mình đàn một bài vì cô ấy, hy vọng cô ấy có thể tha thứ tôi. Đường khả hình trong nháy mắt hai tròng mắt kích động nhìn về phía anh, trên mặt bộc lộ sự cảm động cùng đau lòng. Hạ tuyết lặng lẽ ngồi ở dưới đài, nghe Trang Hạo Nhiên nói, hai mắt của cô rưng rưng, cũng đã từng nghe qua chuyện có liên quan đến tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu, cảm động trên thế gian này còn có một người đàn ông như vậy, không kiềm chế được. Cô kích động vươn tay, bắt đầu vỗ tay, xung quanh khách quý nhìn thấy cũng cảm động mà nâng tay lên, một chàng pháo tay cỗ vũ vang lên. Tưởng thiên lối cùng Tô Thủy Kỳ lặng lẽ ngồi tại vị trí, nhìn Trang Hạo Nhiên như vậy, tất cả đều mỉm cười vươn tay, chậm rãi vỗ tay. Trang Hạo Nhiên đứng trước dương cầm, nhìn mọi người đều tươi cười vỗ tay, anh cũng kích động cười, liền nói, trong sinh mệnh của tôi từng trải qua một buổi tối rất kích động, có một cô gái mặc quần trắng, đội vòng hoa màu trắng, trên tay cầm một bó hoa đi đến bên cạnh tôi, lúc cùng tôi múa, liền hát cho tôi nghe một ca khúc rất êm tai, đó là ca khúc hay nhất từ trước đến giờ tôi nghe, đêm nay tôi nghĩ đem bài hát này trả lại cho cô, làm chứng cho tình yêu của tôi vĩnh viễn không đổi. Một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên cách vô số người nhìn thật sâu về thân ảnh ôn nhu trước cửa phòng yến hội, anh không nói gì thêm mà lặng lẽ trở về trước đàn dương cầm, vươn hai tay, chậm rãi đặt lên những phím đàn đen trắng, hai tròng mắt mị lực hơi dừng lại một lúc, rốt cuộc mới nhẹ ấn phím đàn, bắt đầu khúc dạo nhạc của bài hát. Giai điệu bài hát như lời nỉ non của những người đang yêu lập tức đi vào lòng mỗi người, với giọng hát sâu sắc của mình, mở miệng hát, anh mang chân tình trao trọn nơi em, đau thương anh gìn giữ cho riêng mình. Anh mang tuổi trẻ trao trọn nơi em, tháng năm anh gìn giữ cho riêng mình. Anh mang sinh mệnh trao chọn nơi em, nỗi cô đơn anh gìn giữ cho riêng mình nhanh mang mùa xuân trao chọn nơi em, mùa đông anh gìn giữ cho riêng mình, tình yêu là thứ chẳng ai có thể hiểu được, tình yêu là giai điệu của sự vĩnh hằng. Tình yêu là hành trình giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Tình yêu đã từng là anh và em. Trái tim đường khả hình đập loạn xạ, rơi lệ khi nghe bài hát này, không khỏi nhớ tới buổi tối hai người quen biết nhau, trong lòng tràn ngập thống khổ, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc nhìn nhau rõ ràng đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn cười hai tròng mắt trang hạo nhiên cũng lóe ra mãnh liệt lại tiếp tục chuyên chú hai tay đánh đàn ta đem mùa xuân phó cho ngươi đem mùa đông để lại cho chính ta ta đem lưng của ngươi ảnh để lại cho chính ta lại đem chính mình cho ngươi toàn hội trường lại vang lên một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt trang hạo nhiên lại thâm tình hát anh mang mùa xuân trao trọn nơi em mùa đông anh gìn giữ cho riêng mình anh mang bóng hình em gìn giữ cho riêng mình, nhưng lại mang chính bản thân mình trao gửi nơi em. Anh thong thả biểu diễn đến câu cuối cùng, trái tim cũng không thể kiềm chế, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía cô gái trước cánh cửa phòng yến hội, lại phát hiện ra cửa lớn đã mở, thân ảnh ôn nhu kia thoáng cái đã không thấy, anh hơi giật mình lập tức khẩn trương đứng lên, vẫn nhìn khách quý toàn hội trường đang náo nhiệt kích động, lại không có thân ảnh quen thuộc, trái tim anh tê buốt, nhẹ kêu một tiếng khả hinh, lập tức cất bước đuổi theo đại sảnh khách sạn Á Châu, gió thổi rất mạnh, gió thổi lạnh quá. Đường Khả Hinh vừa khóc vừa đi ra khỏi thang máy, bước nhanh hướng ra đại sảnh, nhớ tới vừa rồi Trang Hạo Nhiên vì mình hát bài hát đó, những giọt nước mắt từng giọt chảy xuống, không kiềm chế được xông tới chiếc xe con màu đen của mình, nhìn về phía thi ngữ giải thích, vừa khóc vừa hướng tài xế kêu to, lái xe. Tài xế hơi giật mình nhìn về phía cô. Thang máy trong nháy mắt mở ra. Trang Hạo Nhiên khẩn trương chạy ra khỏi thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe con màu đen kia chuẩn bị chạy đi, Đường Khả Hinh nghiêng mặt khóc, dừng ở trong suốt cửa sổ xe bên cạnh, tim của anh tê buốt, lập tức bước nhanh đi về phía trước, chạy đến bên cạnh cửa sổ xe, thâm tình cùng đau lòng gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh rơi lệ ngồi phía sau xe, biết người kia đứng ngay bên ngoài cửa, cô liều mạng nhịn nước mắt xuống, không muốn thấy anh. Thế nhưng những kỷ niệm kia, làm cho cô lại không kìm được quay đầu, cách một chiếc cửa kính trong suốt mở to đôi mắt đẫm lệ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài đau lòng nhìn vào trong trái tim cô như bị xé rách nhưng cũng không mở cửa sổ chỉ tùy ý để nước mắt chảy xuống khóc nói em sẽ cố gắng thi đấu yên tâm đi em sẽ không quên trách nhiệm của mình em càng không bao giờ quên ước định giữa chúng ta nếu như mọi người không hạnh phúc chúng ta tuyệt đối cũng không hạnh phúc em sẽ thi đấu thật tốt đợi cuộc thi kết thúc chúng ta sẽ trở về cambridge hy vọng trời thu chờ chúng ta một chút. Trang hạo nhiên đứng trong gió biển bên ngoài cửa xe, thâm tình mà lặng lẽ nhìn đường khả hình ngồi trong xe, vừa khóc vừa nói chuyện, anh dường như nghe thấy, nhìn về phía cô mỉm cười. Đường khả hình nhìn nụ cười của anh, nước mắt càng chảy ra, hiểu rõ anh lúc nào cũng đem mọi việc đặt lên vai mình, lúc nào cũng hy vọng cô có thể tươi cười, cô đau lòng vươn hai tay, chống lên cửa xe trong suốt, lo lắng nói em cũng muốn anh, em cũng yêu anh anh nhất định phải chăm sóc mình thật tốt chúng ta sẽ được ở cùng nhau nhất định sẽ được ở cùng nhau đợi cuộc thi kết thúc không còn bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta ở cùng nhau em yêu anh trang hạo nhiên em yêu anh hai tròng mắt trang hạo nhiên ngấn lệ nhìn về phía cô mỉm cười đường khả hinh rơi lệ kích động nhìn về phía người đàn ông cách một lớp thủy tinh bên ngoài cả hai đều biết nếu như cánh cửa kia hạ xuống chính là bao nhiêu khát vọng được ở cùng nhau không có cách nào tách hai trái tim ra. Lúc này chính là giày vò lớn nhất, lúc này yêu, đã trở thành cái gai trong nỗi đau của bọn họ. Vô luận như thế nào, đều phải đau, đau đến thở không nổi, đau đến hít thở không thông. Cho nên, vì chúng ta, đành phải rời khỏi đây. Xe, chậm rãi đi phía trước chạy. Đường khả hình ngồi trong xe, hai tay chống lên cửa thủy tinh, đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng đón gió biển lạnh lẽo, đứng trước đại sảnh khách sạn, đau lòng nhìn cô gái đang dần rời khỏi thế giới của mình, đau đến không nói nên lời, đành phải nhìn về phía cô mỉm cười. Đường khả hình cũng thâm tình nhìn về phía anh, vừa rơi lệ vừa mỉm cười. Có lẽ giờ khắc này, có thể cho chúng ta, cũng chỉ có thể mỉm cười cổ vũ nhau. chương 1017, đụng ngã. Sáng sớm ngày hôm sau. Sáng sớm đường khả hình rời giường, mặc áo t-shirt màu đen ngắn tay, đem tóc buộc lên, cố định bằng một cây bút trì, ngồi xuống bàn đọc sách, mở tài liệu ra, bình tĩnh đọc một lượt. Tài liệu bao quát toàn bộ lịch sử phát triển hàng nghìn năm của rượu nho, những ghi chép đánh giá về ưu thế phát triển của một số trang trại rượu N nổi tiếng trên thế giới. Cô yên lặng đọc, ánh mắt vô cùng kiên định cùng nghiêm túc. Bên cạnh để một quả cầu gai, nổi lên bề mặt là những chiếc gai nhọn sắc bén. Thỉnh thoảng vào những lúc mệt mỏi, cô liền vươn ngón tay thon dài nhẹ để lên trên. À, cô đột nhiên cảm giác đau thoáng cái thất thần, gương mặt bộc lộ vẻ đau đớn, liền nâng ngón tay lên bỏ vào trong miệng nhẹ mút. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, đường khả hình không để ý nhiều đến đau đớn ở ngón tay, lại chăm chú cúi đầu, lật xem tài liệu, thỉnh thoảng còn cầm bút ghi chú một chút. Cô nhớ lời dạy của sư phụ, đọc hết tất cả, không phải là tiền đề để chuẩn bị thi, nếu như vậy, cuộc thi sẽ không còn ý nghĩa. Vitus cho tới bây giờ, Đối với cách thức dự thi và tiêu chuẩn sinh tồn của người Trung Quốc đều không dám gật bừa. Hơn nữa khi ông phát hiện, học sinh tiểu học của Trung Quốc học toán, độ khó chính bằng toán trung học ở nước ông, vẫn không thể hiểu được, thường hỏi Khả Hinh, rốt cuộc mới nhỏ như vậy, nỗ lực học tập nhiều như vậy, là vì cái gì? Đường Khả Hinh khẳng định nói cho sư phụ, vì tương lai phát triển của đất nước. Vitus nghe được, trên mặt không biết hiện lên vẻ mặt gì, nói chung có chút xấu hổ. Thi ngữ bê thuốc đồng y bác Phúc Bảo Lâm Bạch Bạch đưa tới, còn có thuốc bổ được diệp mạn sai người đặc chế như kẹo ngọt đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn đường khả hinh ngồi trước bàn đọc sách, vô cùng nghiêm túc lật xem tài liệu, thỉnh thoảng còn hạ bút ghi chú vài dòng, điểm này sư phụ cô vẫn không thích, ông cảm thấy làm như vậy sẽ làm tổn hại tới tâm tư người kế tiếp đọc sách, bởi vì cô nghĩ đến những điều mà người khác không nhất thiết phải quan tâm. Đường tiểu thư, đến thời gian uống thuốc rồi, thi ngữ mỉm cười bê thuốc đưa đến trước bàn đọc sách, ôn nhu nhìn cô nói, cô uống trước đã rồi xem tiếp. Đường khả hình cũng không ngẩng đầu lên, một biên bê bát thuốc, một bên vẫn chăm chú nhìn nội dung trên tài liệu, ưng ức uống hết bát thuốc, đến một giọt cũng không để lại. Thi ngữ thấy thấy cô khó chịu, vẻ mặt đau khổ, nói có đắng không? Không đắng, vừa vặn kích thích tinh thần một chút, đường khả hình nói xong, đã nhanh chóng cầm bút máy lên, bắt đầu ghi chép những nội dung có liên quan vào tài liệu, Quả thực cảm thấy từ khi theo sư phụ học tập, đối mặt với dịch rượu, càng có thể nắm giữ những tinh túy của nó. Phải biết rằng Vitus là cố vấn cho trường học rượu đỏ mấy chục năm, là hiệu trưởng của hàng nghìn người. Năm nay sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc sẽ trở về Pháp nhậm chức hiệu trưởng, cho nên ông đã chọn chủ đề Rotate có tính định hướng, phải nói rằng đường Khả Hinh quả thật có một sư phụ tốt. Thi ngữ bê khay, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía dáng vẻ nghiêm túc của đường Khả Hinh, sau đó lặng lẽ rời khỏi lúc xoay người lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, do dự một hồi mới quay đầu lại nhìn về phía đường khả hình, cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng rồi, đường tiểu thư, không phải tôi có ý quấy rầy cô, nhưng tôi nghĩ nên nói cho cô một tiếng, mong cô. Tới xem nhã tuệ tiểu thư một chút, hình như cô ấy có chút không bình thường. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía thi ngữ, hỏi có chuyện gì vậy? Cô đi xem một chút, thi ngữ lộ ra nụ cười khổ nhìn về phía cô, có chút bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình nghi ngờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thi ngữ bất đắc dĩ cười khổ, hai mắt lóe ra, liền kỳ quái đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó chân trần nhanh chóng đi xuống tầng, lập tức nhìn thấy tiên nhi cùng lạp lạp, còn có lâm bạch bạch cùng nhau núp ở cửa dưới cầu thang. Núp ở một bên lén lút nhìn về phía phía trước, cô liền kỳ quái hỏi, mấy người đang làm gì vậy? Lạp lạp cùng tiên nhi giật mình, Vội vã đỏ mặt đứng lên, trốn ở một bên, Lâm Bạch Bạch đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh vô cùng kỳ quái quái nói, "Cô mau tới xem nhã tuệ thế nào." Cô ấy cầm khăn lau, lau sàn nhà, lau cửa sổ rồi lại lau bàn ăn, đã lau hơn 3 giờ rồi. "A, à, Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức nhanh chóng đi chân trần xuống, lập tức phát hiện sàn nhà bằng cẩm thạch màu trắng đã được lau đến sáng bóng, lạnh lẽo. Trời mùa thu tới, cửa sổ màu trắng được lau như đánh bóng chiếc rèm cửa màu trắng không biết đi đâu, cô há hốc mồm nhìn toàn bộ dụng cụ, đồ làm bếp bên trong phòng ăn đều được lau đến trắng bóc. Cô nhíu mày vừa mới muốn nói, cũng nhìn thấy nhã tuệ mặc bộ quần áo thể thao đỏ thấm, mái tóc dài thả tự nhiên đé neo, vài sợi tóc lộn xộn trên chắn, mặt không thay đổi cầm khăn lau đi ra, trên tay cầm một chiếc bình xịt bước nhanh tới sofa bên cạnh, một bên phun một bên lau, liều mạng lau sofa, trong mắt nổi lên vài tia phiền muộn. Nhã, nhã tuệ, đường khả hình kỳ quái đứng trên cầu thang nhìn về phía nhã tuệ kỳ quái hỏi chị 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 làm sao vậy nhã tuệ dường như tỉnh lại từ trong mộng vừa thở dốc vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đường khả hình lập tức ôn nhu mệt mỏi cười nói em tỉnh rồi chị đột nhiên cảm thấy trong nhà có một chút bẩn liền lau dọn một chút tâm tình cũng tốt lên nhiều lời này vừa nói ra thi ngữ liền vươn tay hết sức gõ vào đầu lạp lạp cùng tiên nhi ôi tiên nhi cùng lạp lạp đau đến mức vẻ mặt oan uổng kêu lên nói mỗi ngày chúng tôi đều lau nhà và dọn dẹp đồ đạc mà không liên quan đến các cô ấy nhã tuệ lập tức cười nhìn về phía thi ngữ ôn nhu nói tôi làm mấy công việc nặng nhọc này quen rồi thoáng cái có người hầu hạ ngược lại cảm thấy không thoải mái tự mình làm việc cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút đường khả hinh mở to mắt nghi ngờ nhìn về phía nhã tuệ nói nhã tuệ chị làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì đúng không bình thường em và chị có chuyện gì đều dọn dẹp nhà cửa lau sàn sạch sẽ càng lau thì trong lòng càng phiền muộn nhã tuệ ngẩng đầu vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười nói không có không có việc gì chị và lâm sở nhai chia tay a à, đường khả hinh kinh ngạc nhìn về phía nhã tuệ thất thần gọi chia tay vì sao chia tay đang êm đẹp tại sao phải chia tay không có lý do gì nhã tuệ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình thật tình nói đây đều là nguyên nhân của chị có chút không tin tưởng trái lại anh ấy rất tốt với chị thế nhưng thật sự bọn chị không hợp nhau liền chia tay cô nói xong cũng không có biểu tình gì không ngừng lau sofa không muốn nói nữa ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đường khả hình nhìn người này còn kỳ quái nghĩ sao có thể chia tay nhã tuệ không để ý đến ý nghĩ của mọi người nhanh chóng tiếp tục lau sofa lau xong lại nâng tay lên, nhìn thấy đã sắp đến 10 giờ 30 phút, cô liền kêu lên một tiếng nói, chị còn chút chuyện phải làm, hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị. Khả Hinh, em ngoan ngoãn ở nhà ôn tập, ngày kia chính là ngày thi đấu, khách sạn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hôm nay chị ăn cơm chưa ở khách sạn. Cô nói xong, lập tức buông khăn lau đi vào phòng ăn rửa tay, gương mặt không hiện lên biểu tình gì bước nhanh vào phòng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng lặng lẽ của nhã tuệ, trái tim của cô không hiểu sao cảm thấy đau, bởi vì cô biết nhã tuệ thật sự thích lâm sở nhai. Lúc ở cùng một chỗ với lâm sở nhai, gương mặt thường xuyên ửng đỏ, thường xuyên bị anh chọc cho mỉm cười, mỗi tối về nhà đều vui vẻ, huống chi lúc trước cô bởi vì hồi phục gương mặt, ở tại biệt thự của Tô Thủy Kỳ 3 tháng, thời gian đó vẫn luôn là lâm sở nhai chăm sóc cho nhã tuệ. Không bao lâu sau, Nhã Tuệ cũng đã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô xanh đen, chiếc quần đen bó sát, mái tóc dài vẫn xóa tự nhiên, vẻ mặt yêu thương, đeo chiếc túi sách màu đen nhanh chóng đi xuống tầng, đi xuống dưới mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh, nói chị đi trước. Cô nói xong, cả người đã nhanh chóng đi ra phòng khách, mở cửa ra đón ánh sáng của bầu trời mùa thu bước ra ngoài, không bao lâu sau cô đã biến mất trước mắt mọi người. Đường Khả Hinh sửng sốt đứng ngốc ở một bên, nhìn bóng lưng Nhã Tuệ rời đi, trong lòng cô vẫn còn hoài nghi nghĩ sao có thể chia tay. Xảy ra chuyện gì sao? Buổi trưa, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng âu phục, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên áo cài chiếc châm hoa màu ấm hiện đại, ngồi trên sofa màu đen bên cạnh của sổ sát đất của phòng ăn nhã các, cả người toát ra mị lực, nâng khuỷu tay khẽ tựa vào cạnh sofa, vẻ mặt tươi cười, hít mắt nhìn về phía mấy người trước mặt. Vẻ mặt lâm sở nhai tiểu tủy tức giận ngồi trên sofa đối diện, Tay cầm dao không ngừng cắt miếng bò bít tết, từng miếng từng miếng bỏ vào trong miệng nhau, một câu cũng không nói. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, Lãnh Mặc Hàn ba người cùng nhau trầm mặc nhìn Lâm Sở nhai. Một trưởng phòng nữ trên mặt mang theo ý cười, dẫn ba nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí bày lên một chai rượu Henry Pinot 2000 đến từ Roman và mấy ly thủy tinh, thậm chí cô còn tự mình mang một chiếc ly thủy tinh đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, tinh tế liếc mắt nhìn anh một cái hơi khom người rồi mới lặng lẽ lui ra bên ngoài, lập tức nói nhỏ, nghe nói đêm qua Tổng Giám Đốc Trang thừa nhận anh có vị hôn thê. Đúng vậy, đúng vậy, không biết là vị kia là thiên kim tiểu thư nhà ai, tôi thực sự hâm mộ nha. Mấy người nhân viên phòng ăn nhã các phòng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tới, tất cả đều nhao nhao đứng chung một chỗ, thấp giọng nói nhỏ bàn luận chuyện tối hôm qua Tổng Giám Đốc vì vị hôn thê đánh đàn dương cầm vô cùng lãng mạn. Thậm chí có người khi nghe bài hát đó còn rơi lệ trang hạo nhiên trầm mặc ngồi một bên không có thời gian để ý tới những lời bàn luận nhao nhao của mọi người chỉ là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía lâm sở nhai hỏi tối hôm qua cậu và đông anh đi vào trong đó trở về phòng lên giường rồi lâm sở nhai tức giận nói trang hạo nhiên mi tâm căng thẳng vô thức muốn đưa chân đạp anh nặng nề nói cậu muốn bị đánh phải không chính cậu thanh danh bại hoại đừng có làm liên lụy đến đông anh đông anh cũng không phải là phụ nữ tùy tiện cậu cho là người ta giống cậu à tôi thì như thế nào lâm sở nhai tức giận ngẩng đầu phịch một tiếng đập con dao xuống mặt bàn nhìn về phía trang hạo nhiên vẻ mặt giận dữ nói lão tử làm sai chuyện gì sao hiện tại tôi so với cậu đi ngủ sớm hơn rất sợ lão bà cảm thấy không thoải mái cậu nói cô ấy bắt tôi ở trên giường tôi còn chấp nhận tôi làm sai chuyện gì chỉ là cái lý do chia tay thôi còn đem những phong lưu trước đây đổ lên đầu lão tử lão tử nên làm cái gì bây giờ? vô duyên vô cớ nói không thích hợp, khôi hài. anh nói xong lại tức giận cầm dao lên, bắt đầu hành hạ miếng thịt bò, từng miếng nhét vào miệng nhai. lãnh mặc hàn ngồi một bên cũng theo thói quen lãnh đạm nhìn anh, mở miệng nói: ở trên giang hồ có câu, nợ nần sớm hay muộn cũng phải trả. ăn gian trong sòng bạc lập tức cắt ngón tay. cậu phong lưu nhiều năm như vậy, không biết bị hiểm bao nhiêu lần mới đủ để trả nợ. cậu Lâm sở nhai nhất thời tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có phải anh em của tôi hay không, lại còn nói tôi như vậy. Trong quá khứ ai chẳng có mấy người phụ nữ, trừ cậu bận rộn chuyện hắc đạo không có thời gian mà ra ngoài. Trang hạo nhiên vừa nghe lời này, lập tức nghiêm mặt, tức giận nói, ngoại trừ cậu ấy không vui chơi, mấy người làm cho tôi mất mặt còn chưa đủ. Mỗi lần họp, thiên lỗi đều ở trước mặt của tôi mắng mấy người, nói mấy người phong lưu thành tính đều là do tôi mang lại mất hết cả mặt mũi không biết xấu hổ mà còn nói cậu cũng thật là cho dù hai người cãi nhau không thể đóng cửa giảng hòa hay sao cần gì phải làm ầm lên cho thiên hạ đều biết còn muốn mang theo phụ nữ mà còn là đông anh cậu nói xem tiến vào lâu như thế thật sự kích thích mà cô ấy ghen khẩn trương không cảm thấy an toàn đều là bởi vì cô ấy yêu cậu đúng vậy Tô Lạc Hoành cũng trực tiếp thừa nhận, nhìn Lâm Sở Nhai nói, hai chúng ta trước đây vui chơi như vậy, cô ấy nhìn vào, trong lòng đều có chút không thoải mái, không có cảm giác an toàn, điều này là bình thường thôi. Đại lão ra, thì không thể dụ dỗ một chút sao. Liền dụ dỗ giống như hai chúng ta lúc trước, ôm lấy ném lên giường là được rồi. Cô ấy phải cho tôi ôm mới được. Lâm Sở Nhai cũng lớn tiếng nhìn về phía Tô Lạc Hoành, tức giận nói, thứ nhất, cô ấy nói hai chúng tôi không thích hợp, không có lý do gì khác. Mẹ nó chứ chia tay còn không có lý do. Mẹ nó, hình phạt cũng phải có bản án. Cô ấy chỉ nói câu không tín nhiệm lão tử, lão tử không phục. Cậu không phục cũng không nên mang cô gái khác bỏ đi. Còn không mau một chút tìm cách đem người trở về. Thật sự muốn không có lão bà à. Tào Anh Kiệt quan tâm nhất là chuyện này. Ở trong mắt của anh, lão bà là thứ nhất. Tôi mới không cần, chia tay thì chia tay, có gì đặc biệt hơn người phụ nữ muốn ở cùng lão tử xếp hàng dài cần gì phải cần cô tôi cũng có tự tôn được không lâm sở nhai nói xong cũng tức giận ném khăn ăn đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài cậu đứng lại cho tôi trang hạo nhiên xoay người nói lâm sở nhai vừa nhắc tới hai từ chia tay này trái tim liền cảm thấy đau nhức sắc mặt liền thay đổi lời ai nói đều không nghe vào lập tức đi ra ngoài để cho cậu ấy đi lãnh mặc hàn ngồi một bên Nhàn nhạt nói, cá tính của cậu ấy chính là như vậy, nếu như tức giận lên thì ai nói cũng không nghe, cứ từ từ rồi cậu ấy sẽ hiểu. Cậu giúp tôi một chuyện, giữ chặt Trần Tuấn Nam cho tốt là được. Tô Lạc Hoành một bên cầm cái dĩa đang ăn bò bít tết của Lâm Sở Nhai, một bên hơi ngẩng đầu lên cười cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng liếc mắt nhìn một lượt, không đoán được họ nghĩ gì, lạnh lùng đứng lên nói, tôi không phải là bảo mẫu của mấy người, mỗi ngày đều phải suy nghĩ chuyện tình cảm của mấy người. Có ông chủ nào phải hầu hạ như tôi không?" Anh nói xong liền lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng ăn, Tào Anh Kiệt lập tức bỏ dĩa xuống đứng lên đi theo phía sau anh, mỉm cười rời khỏi. Tô Lạc Hoành cảm thấy ăn bò bít tết đã no, cũng để dĩa xuống, nâng ly uống một ngụm, trực tiếp đứng lên chuẩn bị đi. "Cậu đi đâu đấy?" Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt hỏi. Tô Lạc Hoành nghe lời này liền dừng lại, kỳ quái nhìn về phía anh, cười rộ lên nói, "Ăn uống no rồi còn không đi, ở lại chỗ này làm gì?" lãnh mặc hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tô lạc hoành hai chồng mắt lợi hại chợt lóe nói mấy ngày hôm trước tôi cùng lão đại trở về khách sạn duy tư đinh tìm tài liệu nhưng hai cảnh sát kia không chịu đưa những tài liệu liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó cho chúng tôi cậu giúp tôi một chút tôi đang rất vội muốn xem những tài liệu đó tô lạc hoành hơi xoay người lại nhìn về phía lãnh mặc hàn tim đập thình thịch nói tài liệu kia rất quan trọng sao đột nhập vào hệ thống bảo mật của cảnh sát cũng không hẳn là tốt lắm um, lãnh mặc hàn khẳng định nói. Tô Lạc Hoành dừng lại, hai mắt lưu chuyển, nghĩ một chút liền ngồi xuống, mở máy tính sách tay anh luôn mang theo người, nhanh chóng mở hệ thống phần mềm thế giới lộng lẫy của mình ra, hai tay chậm rãi đặt lên bàn phím bắt đầu hoạt động không ngừng. Trên màn hình máy tính xuất hiện một mũi tên màu đỏ không ngừng di chuyển về phía trước, theo sát hệ thống bảo mật của cảnh sát không ngừng phá giải, một bên nhanh chóng nhập số liệu, một bên nghiêm mặt hỏi vụ hỏa hoạn kia vào năm nào lãnh mặc hàn nâng ly rượu Henry Pino lên uống một ngụm cảm giác chính mình không thích vị này chút nào nhàn nhạt nói năm hỏa hoạt còn có thời gian lúc cảnh sát chu lấy tài liệu qua anh nhìn thấy số đánh đằng sau thuận tiện nói ra tô lạc hoành lên tiếng trả lời hai chồng mắt lại lóe lên mãnh liệt hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím động tác nhanh chóng trên thế giới không có bao nhiêu người có thể sử dụng chỉ thấy chán của anh chảy mồ hôi nhưng hai tay vẫn hoạt động linh hoạt nhìn mũi tên màu đỏ kia một lần rồi lại một lần mở ra cánh cửa bảo mật của sở cảnh sát, từng bước xâm nhập vào từng cơ sở dữ liệu mỗi năm của sở cảnh sát. Lãnh Mặc Hàn có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Lúc này, Lâm Bạch Bạch đột nhiên bởi vì có chuyện khẩn cấp, bước nhanh vào phòng ăn nhã các, liếc mắt liền nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành hai người đang ngồi chỗ gần cửa sổ, cô lập tức khẩn trương chạy tới. Tô Lạc Hoành thấy số tài liệu của vụ án hỏa hoạn năm đó, liền chuẩn bị lấy mẫu tài liệu phó tổng lãnh lâm bạch bạch nói xong nhanh chóng đi tới trước mặt hai người bọn họ lại bỗng nhiên đụng phải một nhân viên phục vụ người nhân viên phục vụ kia kêu lên một tiếng cả người ngã sắp xuống sàn khay chén đĩa đang bê liền phịch một tiếng hướng về chiếc máy tính sách tay kia đổ xuống một loạt âm thanh vang lên tô lạc hoành lập tức buông hai tay cả người nhảy dựng lên chờ anh lấy lại tinh thần bỗng nhiên đứng lên chừng mắt nhìn lâm bạch bạch tức giận kêu to cô lãnh mạc hàn cũng trong nháy mắt đứng lên ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Chương 1018, cha. Lâm Bạch Bạch khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành, vội vã sốt ruột xin lỗi nói, "Xin lỗi, xin lỗi. Vì tôi đột nhiên có việc nên mới chạy đến tìm các anh, không cố tình đụng ngã người khác." Nữ nhân viên tạp vụ cũng khẩn trương đứng một bên, ôm khay, sắp khóc tới nơi khom lưng xin lỗi, xin lỗi, hai vị phó tổng. Thực sự rất xin lỗi cô hại chết tôi rồi, tư liệu bị đảo loạn hết rồi, rất khó để làm lại. Tô Lạc Hoành không có thời gian nghe các cô giải thích, mà một lần nữa ngồi trước máy vi tính, cầm khăn tay không ngừng lau mặt bàn thủy tinh, lại tức giận mở văn kiện ra kiểm tra lại, một chút phản ứng cũng không có, anh tức giận đến đập phanh một tiếng vào máy vi tính, mà tái lại. Lâm Bạch Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lạc Hoành như vậy, sợ đến rất sợ hãi không dám lên tiếng. Lãnh Mạc Hàn nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Lâm Bạch Bạch hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vã như vậy? Lâm Bạch Bạch lập tức nhìn về phía lãnh mặc hàn, khẩn trương cùng vội vàng nói, chị Uyển Thanh đã xảy ra chuyện. Mọi người đều không rõ tình huống ra sao, chú Phúc đã cấp cứu cho chị ấy. Gọi điện thoại anh không nghe, tôi nghe Tiểu Nhu nói có thể anh ở đây, liền vội vàng tới tìm anh. Hình như lúc hôn mê chị Uyển Thanh có gọi tên anh. Lãnh mặc hàn vừa nghe lời này, hai mắt nóng lên, tức khắc xoay người bước nhanh ra ngoài, Tô Lạc Hoành nghe thấy Uyển Thanh gặp chuyện không may, cũng vội vội vàng vàng tắt máy vi tính, nhanh chóng đi theo. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Cửa thang máy mở. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng ra khỏi thang máy, trong lòng lo lắng cho an nguy của em gái, nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đứng trước đại sảnh, tức khắc phân phó, lập tức lái xe của tôi qua đây. Thôi, ngồi xe tôi đi, Tô Lạc Hoành trước đó đã phân phó nhân viên phục vụ lái xe mình ra đường lớn rồi, anh nhanh chóng nhận chìa khóa, bước nhanh ra ngoài, đón lấy từng cơn gió biển thổi vào càng lúc càng mạnh, anh ngồi vào ghế điều khiển, lãnh mặc hàn cùng lâm bạch bạch cũng tức khắc ngồi vào chỗ ngồi phía sau, phịch một tiếng đóng cửa lại, xe phi thẳng đi như tên bắn. Tiểu Nhu ôm hoa hồng, đi ra thang máy, nhìn thấy lãnh mặc hàn cùng lâm bạch bạch vội vã lên xe, mắt cô trừng to, chậm chạp cắn chặt môi dưới, trái tim lại lần nữa bang bang nhảy, xe đua như tên bắn vượt hai đèn đỏ phóng nhanh đến đường tân hải lãnh mặc hàn ngồi sau xe trong lòng lo lắng cho em gái trương dựa vào ở ghế xe im lặng không lên tiếng lâm bạch bạch cũng ngồi một bên khẩn trương cùng trầm mặc quay đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn mặc dù biết chính mình không nên nói nhiều nhưng vẫn là an ủi nói không sao đâu em gái anh là người tốt nhất định sẽ được ông trời phù hộ có ai lại đi an ủi người khác như cô sao tô lạc hoành nói cho hết lời lại nhanh chóng nắm tay lái, lái xe đi lên phía trước, ai ngờ khi chạy ra đường Tân Hải, thiếu chút nữa đụng phải một chiếc xe màu trắng, anh hoảng sợ, vội vã xoay tròn tay lái, nhìn về phía kính chiếu hậu của xe, tức giận kêu lên, mẹ nó, lái xe kiểu gì thế? Nếu không phải là hôm nay có việc gấp, lão tử sẽ không tha dễ dàng thế đâu. Lãnh mặc hàn biểu tình nghiêm trọng, hít mắt, nhìn chiếc xe đua màu trắng đang bám theo phía sau, nhìn thấy có người mặc áo đen đang nấp trong rừng cây, anh bình tĩnh rút súng lục ra, tách một tiếng lên đạn. Lâm Bạch Bạch xoay người, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn rút súng ra, cô trừng mắt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, Khẩn Trương nhìn anh, sợ hãi thở dốc nói: "A, à, đã xảy ra chuyện gì? Anh, sao anh lại rút súng ra?" Tô Lạc Hoành bình tĩnh nắm tay lái, nhìn bóng Lãnh Mặc Hàn trong gương, không nói gì, đạp chân ga tiếp tục đi về phía trước. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời vươn tay, nắm lấy gáy Lâm Bạch Bạch. Ép người cô xuống nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đội chiếc mũ bảo hiểm ngàn năm không đổi của cô lên đầu cô, mới nhàn nhạt nói, "Không có lời của tôi, cô không được ngẩng đầu lên, cứ duy trì tư thế như vậy cho đến khi tôi bảo ngẩng lên, được không?" Lâm Bạch bạch cả người run rẩy nằm bò trên ghế xe, run run rẩy rẩy gật đầu, sợ đến nói không nên lời. Lãnh Mặc Hàn dựa tới gần cửa xe, nhìn chiếc xe màu trắng trong kính chiếu hậu, nhanh chóng đoán được những người này đến vì như mặt bởi vì từ nơi thẩm vấn ven hồ, mình đã đem như mặt nhanh chóng chuyển đến một nơi bí mật, bọn họ muốn bắt chính mình đến để uy hiếp người mình giao như mặt ra, ai có thể lớn mật như vậy, trừ phụ thân của cô ta không còn ai khác, phái thuộc hạ đến huyện Từ Văn không tìm được người, nên trong khoảng thời gian nhanh nhất điều lưu trí đức về. Anh chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe đua màu trắng, đang đuổi theo mình, lại nhấc mí mắt, nhìn về đèn xanh phía trước, còn dư lại 8 giây, anh liền trực tiếp nói với Tô Lạc Hoành, việc tiếp theo nhờ cậu. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, bỗng nhiên đạp chân ga, trong nháy mắt tốc độ xe tăng lên gấp đôi, thấy sẽ phải vượt đèn đỏ, chiếc xe Ferrari màu trắng kia thấy tình trạng đó, trong nháy mắt cũng đạp mạnh chân ga, tránh hai chiếc xe đằng sau, siêu một tiếng phóng đi thật nhanh, lại thấy sẽ phải vượt qua chiếc Lamborghini đằng trước, Tô Lạc Hoành ở hai giây cuối cùng, trong nháy mắt chân phịch một tiếng đạp mạnh chân ga, thắng gấp trước vạch trắng. Chiếc xe màu trắng lại phóng đi như tên bắn, vượt qua đèn đỏ, Hai chiếc xe nhanh chóng lái vượt lên chặn đi tầm ngắm của chiếc xe màu trắng. Cút, Tô Lạc Hoành đắc ý cười, nhìn bóng lãnh mặc hàn trong gương. Lãnh mặc hàn không nói hai lời, cầm súng lục, nhìn vào gương chiếu hậu, mắt của anh lạnh đi một chút, nói, đi. Đèn xanh, Tô Lạc Hoành siêu một tiếng, lái xe chạy thẳng, lãnh mặc hàn trong nháy mắt mở cửa xe, tay nắm chặt xe thân, thân thể rơi xuống, mắt thấy đầu sẽ đụng phải mặt đất, hai mắt của anh nóng lên. Vùng lửa lực uy mãnh Desert Eagle, nhắm ngay hai lốp phía sau của chiếc xe đua, bang 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 tiếng đạn vang lên liên tục, ba chiếc xe đua phịch một tiếng đụng vào nhau. Trong các bụi cây, vô số cao thủ cả nam lẫn nữ đứng lên, cầm súng lục, nhắm ngay chiếc Lamborghini nhanh chóng nổ súng. Bang 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 phanh, lãnh mạc hàn đón sức gió cực lớn, đứng nghiêng người ra ngoài thân xe, chuẩn xác nhắm ngay lồng ngực mà bắn liên tục, làm cho bọn họ thét lên từng tiếng thét chói ai rồi lần lượt ngã xuống một chiếc Audi màu đen, phóng nhanh như tên bắn, trong nháy mắt ngang qua chiếc Lamborghini, trong xe lộ ra hai người mặc quần áo đen, hai mắt lóe ra lục quang, tay như mãnh thú, sức lực rời núi lấp biển, bỗng nhiên đánh về phía cửa sổ thủy tinh đen bên cạnh, phịch một tiếng, thủy tinh văng ra khắp nơi, một khước chuẩn xác nện mạnh vào đầu lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn phốc một một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo ngã khỏi xe. Tô Lạc Hành kinh ngạc gọi, bỗng nhiên nhấn chân ga, kêu to, Mặc Hàn. Lâm Bạch bạch kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cả người ngã ra khỏi xe, mắt nhắm chặt, hôn mê nằm trên đường, cô a à một tiếng kinh ngạc cứu mạng a. Lúc này, Tiêu Yên cùng Giang Thành cũng nhanh chóng lái xe tới, máy bay trực thăng bay quanh trên trời. Chiếc xe con Audi đen đã biến mất từ khi nào, chỉ để lại một câu nói vang dội lại trong không chung trả con gái lại cho tao. Bệnh viện. Tình trạng của Uyển Thanh sau khi được chú phúc cấp cứu đã dần ổn định lãnh mặc hàn lại tại thời khắc này nhanh chóng bị đưa đến bệnh viện cấp cứu tô thủy ký thức khắc mặc áo bác sĩ vội vội vàng vàng đi tới cùng bác sĩ cấp cứu nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu nhìn người này hôn mê nằm trên giường bệnh đóng chặt hai mắt khóe miệng trượt xuống máu tươi anh nhíu chặt lông mày nói người kia là làm bằng sắt sao sao lại đánh được người bị thương nặng đến mức này mau vào phòng cấp cứu bác sĩ cấp cứu nhanh chóng đẩy xe Đi vào phòng cấp cứu, Tô Thủy Kỳ cũng theo đi vào. Lâm Bạch Bạch cùng Tô Lạc Hoành ngồi ngoài phòng cấp cứu, Khẩn Trương nhìn chằm chằm cánh cửa cấp cứu trắng toát, lo lắng vạn phần, lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, Trang Hạo Nhiên, Tào Anh Kiệt cùng Lâm Sở Nhai, Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới, Khẩn Trương hỏi, "Mạc Hàn xảy ra chuyện gì?" Tô Lạc Hoành tức khắc đi lên phía trước, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên Khẩn Trương giải thích nói, "Tình huống là như vậy." Uyển Thanh đột nhiên gặp chuyện không may, Mạc Hàn nghe thấy vô cùng khẩn trương, liền vội vàng ngồi xe của tôi để tới đây. Đột nhiên phát hiện có xe theo dõi chúng tôi, chúng tôi dọc theo đường bỏ rơi ba chiếc xe đua theo sát chúng tôi. Lãnh Mạc Hàn chui ra khỏi xe, liên tiếp giải quyết vài người, đang định trở lại xe, không ngờ một chiếc xe Audi màu đen xe lại chạy sát bên người người bên trong xe kia quá lợi hại, trực tiếp ngồi trong xe mình đập tan cửa sổ thủy tinh, nện vào đầu Mạc Hàn. Mạc Hàn trở tay không kịp, trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiêu đồng đau lòng thở dốc vì kinh ngạc tức khắc lo lắng khóc lên trang hạo nhiên nhíu chặt lông mày nhìn về phía tô lạc hoành khó có thể tưởng tượng nổi nói cậu nói là một quyền liền đem mặc hàn đánh ngất xỉu tô lạc hoành tức khắc gật đầu nhìn về phía trang hạo nhiên nhanh chóng nói đúng vậy một quyền đánh người ngất xỉu người kia thật đáng sợ lực đạo thực mạnh trang hạo nhiên tức khắc trầm mặc nhanh chóng xoay hai tròng mắt muốn nghĩ xem ai làm chuyện này lập tức gương mặt của Như Mạt hiện lên trước mắt, anh tức thì ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ nhanh chóng nói ra suy đoán của mình, cha của Như Mạt. Một chiếc xe con màu đen, tức khắc xông thẳng vào bệnh viện, phịch một tiếng, đụng vỡ cửa chính làm bằng thủy tinh, để lại vết máu quỷ dị. Chương 1019, con cú mèo. Đêm tối, gió thu lạnh rung, phía chân trời xuất hiện một màu tối quỷ dị, vẫn theo ánh trời chiều biến mất, như máu. Đỉnh núi, một ngôi biệt thự nằm giữa cây cối um tùm cùng cỏ hoang theo gió lạnh lẽo sàn sạt lay động thỉnh thoảng có vài tiếng thú kêu từ đỉnh núi chuyển đến rừng núi vẫn giống như thành thị lớn phổi linh thú thường phát ra tiếng hít thở phanh 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 ẩn núp thần bí kéo dài sàn sạt sàn sạt rừng cây bùi cỏ lại nghênh đón gió lạnh như băng chuyển đến từng trận tiếng vang đoàn xe chậm rãi dọc theo đỉnh núi từ từ chạy nhanh đi lên hai bên là rừng cây không biết tên đang đung đưa thay anh mở đường, rào chắn biệt thụ có mấy con cú mèo, giống như bóng tối u linh, rừng tước mạng nhện dày đặt, lăng lệ nhìn về phía trước, cho đến thấy xe hơi màu đen đi đầu, lóe ra ánh sáng kim loại quỷ dị, vèo một tiếng, đập cánh bay đi, phách phách, về phía chân trời sắc hồng ấy, phe phải cánh. Đèn xe chưa mở, chiếc xe chậm rãi ở trong bóng tối đi về phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng ở trước biệt thự. Vô số người thần bí mặc áo màu đen, áo khoác đen, giống như người tàng hình, lại nhanh chóng đi về phía biệt thự ở phía trước, đứng ở trong bóng đêm, lạnh lẽo nghiêm mặt và chờ đợi, một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, một người nữ, duy nhất mặc màu quần áo trắng, khuôn mặt của cô lạnh lẽo, buộc tóc đuôi ngựa cao, nhanh chóng đi về phía chiếc xe đi đầu, tôn kính mở cửa xe ra. Anh, giống như bóng đen, chậm chạp trầm tĩnh bước ra, khuôn mặt cũng giống như ẩn nhẫn, chỉ thấy sắc bén giống như hai mắt thú đang lóe lên, mím chặt đôi môi, lộ ra một chút tư vị khát máu đi về phía trước bước chân tiết tấu trầm ồn có lực nhanh chóng không chút nào vì vạn vật thế gian mà thay đổi hai người đàn ông nhanh chóng mở cửa biệt thự ra anh cất bước đi thẳng vào xung quanh không có một chút ánh sáng không có chút cảm thấy không thích ứng giống như bóng tối mới là thế giới của bọn họ giống như chỉ có bóng tối mới có thể làm cho bọn họ thành thạo cả đám người trong bóng tối bước đi theo anh cùng nhau trầm mặc đi vào biệt thự biệt thự đã lâu không sửa sang lại đèn thủy tinh trong phòng khách kết rất nhiều mạnh nhiệt đang hứng lấy gió lạnh mơ hồ lay động trên mặt đất một vũng máu đỏ trên thảm ở trong màn đêm cũng có vẻ chút mùi máu tưới kéo dài trên hàng lang dèm cửa vừa dày vừa nặng đít đầy bụi bặm anh bóng dáng màu đen nhanh chóng đi phía trước đôi mắt tinh nhuệ đưa mắt nhìn phía trước tùy thời mang theo số liệu ánh sáng vô cùng cẩn thận không có bất kỳ ai biết ý nghĩ của anh không có bất kỳ ai biết tiếp theo anh sẽ làm như thế nào anh không tin ai trên thế giới. Cầu thang, tối tăm mà hiện đầy bụi bẩm trên đường đi, sẽ nghe được tiếng vang lộp bộp. Thời nay, không có ai sẽ dùng gỗ sọc đến tinh khiết mà xây cầu thang, trừ phi là chân chính người giàu có, phú quý, có thể tưởng tượng, năm đó như mặt là người được cưng chiều như thế nào. Biệt thự này mỗi loại trang sức, đến tranh họa thế giới, cũng cẩn thận chọn lựa như vậy. Thì có thể tưởng tượng, người con gái dịu dàng, bóng dáng hoạt bát tự nhiên, ở trên bậc thang chạy đông chạy tây thì vui vẻ biết bao anh rời bước đạp lên cầu thang đi qua mỗi bức tranh họa đều có thể nhìn thấy ánh sáng tần nhẫn như con thú đang ngủ đông giống như đang tự hỏi lại thích giống như không chút cử động bóng dáng tiếp tục chậm rãi đi lên phía lúc xoay người sau lưng đã có rất nhiều người giả dạ hành đuổi theo mấy con cú mèo giống như nhìn trộm linh hồn lập tức đứng ở cửa sổ đối diện cầu thang chăm chú mà theo dõi anh hành lang lầu hai thật dài vẫn im lặng như cũ, cánh cửa phục cổ két một tiếng, chậm chạp mở ra. Anh, giống như linh hồn quỷ dị trong bóng tối, nhàn nhạt đứng ở trước cửa phòng, hơi ngẩng mặt, hai mắt lưu chuyển, tìm kiếm màn cửa sổ bằng lụa mỏng đang rủ xuống, đệm giường lộn xộn, còn có bàn trang điểm, đồ trang sức, đoán chừng bị giã thú ngậm đi rồi, chỉ còn lại hộp trang sức trống rỗng, cùng một cây son môi như máu ở trong bóng tối. Đôi mắt anh nhíu lại, lóe lên ánh sáng lo lắng nhìn về phía bàn trang điểm trong nháy mắt giống như thấy người con gái mặt váy ngắn đầy gợi cảm, trang điểm rực rõ ư. Mười ngón tay sơn màu đen, vẻ mặt quỷ dị mập mờ nhìn vào trong kính, từng bước thực hiện nhiệm vụ của mình. Bước chân trong bóng tối, lặng lẽ đi phía trước. Khuôn mặt anh lạnh lùng trong màn đêm, trầm mặc đi về phía trước, rốt cuộc chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm, hình trong gương cũng xuất hiện giống như bóng dáng của U Linh, anh trong gương, nhàn nhạt cúi xuống, nhìn về phía những món đồ lộn xộn trước bàn trang điểm. Ánh mắt càng ngày càng lóe lên sự tàn nhẫn. Trong bóng tối, một người đàn ông nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn ta, nhanh chóng nói: "Chủ nhân, nơi này chính là đã từng phòng ở của cô chủ, chỉ là sau khi cô gả cho Tần Vĩ Nghiệp, vẫn rất ít trở lại, chỉ là mỗi lần thời điểm làm nhiệm vụ, cũng sẽ bí mật trở lại chỗ này, sau đó tài xế của cô chủ đưa cô về." Hắn ta yên lặng đứng ở trong bóng đêm, cúi đầu nhìn hộp trang sức trên bàn trang điểm, cùng một chai nước sơn móng tay màu đen một âm thanh đáng sợ quỷ dị, truyền đến. Có người ở hoảng sợ, khóc thút thít, cầu xin tha thứ. Sau đó, mấy người trong bóng tối, đem người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vẻ mặt trung thực ném tới bên cạnh bàn trang điểm, người nọ run lẩy bẩy ở trong bóng tối, quỳ dạp ngẩng đầu lên, run run sợ hoảng sợ nhìn mấy người trong bóng tối, đôi mắt của ông kịch liệt rung rẩy kêu to, không liên quan đến tôi. Không liên quan đến tôi, là bọn họ ép tôi là bọn họ ép tôi. Hắn ta vẫn trầm mặc đứng ở trước bàn trang điểm, rốt cuộc hơi di chuyển tay, nhẹ chạm trai sơn móng tay màu đen kia, hơn 30 năm không gặp con gái, không biết con gái trông như thế nào rồi. Hai người đàn ông trong bóng tối, tóm tài xế kia lên, tiến tới gần trước mặt của ông ta. Chuyện không liên quan đến tôi, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi, ông ta đứng ở trong bóng tối, hoảng sợ run rẩy kêu, giấy rựa, hai người dạ hành trong bóng tối kìm chặt tay trái tay phải của ông ta, lóe ra tia sáng khát máu tàn nhẫn. Hắn ta im lặng không lên tiếng, giống như tử thần, đôi mắt lóe lên nhìn chai sơn móng, vẫn không nhìn ra một chút đầu mối. Trong nháy máy tài xế thừa dịp hai người dạ hành hơi buông lỏng, liền mãnh liệt dẫy ruộng, khóc chạy về phía trước. Giống như móng vuốt dã thú, veo một tiếng, năm ngón tay như âm chảo, trong nháy mắt cắm thẳng vào vào vị trí trái tim của ông ta, rắc một tiếng vang dội, xương ngực gảy liệt chỉ cần hơi dừng lực, trái tim cũng sẽ bị xé rách. Máu, tí tách chảy xuống ở trên sàn nhà bằng gỗ. Tài xế nhất thời trợn to đôi mắt, giống như thể xác đã bị cướp đi linh hồn, không hề có sự sống mà cứng lại nhìn lên người trước mặt, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Ông ta thậm chí cảm thấy có người nắm chặt trái tim của ông ta, không để cho nó đập, như lửa đốt rất đau đớn, lại tê dại khiến ông ta lạnh lẽo, mồ hôi thoát ra, không có một chút thở dốc, sắc mặt tái nhợt, chỉ cần dùng lực, thì sẽ hoàn toàn mất đi máu sắc trên mặt. Tất cả người dạ hành giống như thế linh hồn đứng ở đó, hết sức trầm mặc nghiêm túc. Phản bội là hành động đáng xấu hổ nhất trên thế giới này. Chỉ có chết mới có thể chuộc tội. Lời nói giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong nháy mắt đôi mắt như con cú mèo sắc bén đưa mắt nhìn trong nháy mắt, âm chảo liền cắm vào trong cơ thể một linh hồn bị xé rách. A à, một âm thanh thê lương kinh khủng truyền đến ba con cú mèo nhanh chóng xông vào vây quanh cơ thể ông ta hắn ta lạnh lùng xoay người giống như đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của con gái trong bóng tối ở trong tã lót thuần khiết mà cười ánh trăng lạnh lẽo mới vừa vẽ loạn trên mặt hắn ta giống như ánh sáng màu trắng ánh mắt của hắn ta nhíu lại rốt cuộc có một tia âm trầm tức giận lay động lên tàn nhẫn hỏi bây giờ như mạt ở đâu người trong bóng tối đến gần bên cạnh hắn ta nhanh chóng nói bị lãnh mặc hàn chính là người đứng đầu người áo đen bắt đi nghe nói dùng mọi cách lăng nhục cô chủ đêm đó ở trong ám thất ven hồ bọn họ di chuyển quá nhanh hắn ta đứng ở trong bóng đêm trầm mặc nghe chúng tôi gần đây biết được nhưng mà tiểu thư giống như đã được bí mật đưa đến mật thất của tưởng ra anh ta dừng lại ở trong màn đêm hơi dừng một lát không dám lên tiếng nhưng lại không dám chỉ hoãn chỉ tiếp tục nói nghe nói tiểu thư chính là bị đưa đến huyệt động mà năm đó đem tưởng tuyết nhi bị dọa sợ muốn dùng cái này đến bức tiểu thư giao ra danh sách quan viên có tội chứng tham ô chính tôi nghĩ tiểu thư không nghe lệnh cho nên bên kia tạm thời còn không có động tính bây giờ tất cả ánh mắt toàn bộ đặt ở trong trận đấu rượu đỏ lần này trong nháy mắt đôi mắt của hắn ta lóe lên tranh tài rượu đỏ giọng nói lạnh lùng vang lên đúng vậy gần đây khách sạn á châu cử hành cuộc so tài phục vụ rượu thế giới hình như trận thi đấu vừa bắt đầu tất cả mọi người ẩn núp rồi bên kia cũng không hề có động tác, đường trí long tạm thời được cứu ở bên ngoài bệnh viện, cũng không có động tác, toàn bộ kềm chế bất động. Ủy viên trương bên kia cũng chỉ là phái người bảo vệ chặt chẽ tuyển thủ so tài. Người trong bóng đêm tiếp tục tôn kính báo cáo. Hắn ta tỉnh táo nghe, sau đó dừng ở trong bóng tối, chậm hỏi, ủy viên trương phải bảo vệ tuyển thủ, là ai? Người trong bóng tối, dừng một lát, mới nhanh chóng trả lời, đường khả hinh. Con gái ruột của đường Trí Long yên tĩnh, rất yên tĩnh, giống như chỉ có tiếng tim, thình thịch thình thịch. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, đều an tĩnh chờ đợi chỉ thị. Đường Trí Long, nhớ mang máng, ông ta từng ở trong thôn trang này có phong thái nghiêm nghị, là một người không bị vùng đất đó chôn sâu, nhớ lại năm đó những người đó đi vào thôn trang, cuối cùng tạo thành chém giết, mỗi người đều phải chết, huống chi người đó cường ngạnh hơn bình tĩnh ở trên đất, lái giống như một đóa hoa người máu, càng muốn chết. Số mạng là bình đẳng, Tôi có con gái, ông ấy cũng có con gái. Nhà trọ màu trắng. Ai ya, đường khả hình đang mê mẫn đọc sách, tay lơ đáng lại đặt lên cây kim, lập tức cảm giác được máu đỏ tươi, thằng tuôn trào ra, cô nhíu mày mà giơ ngón tay, mượn đèn bàn, nhìn giọt máu tươi kia có chút quỷ dị, liền vội vàng nghĩ xoay người, muốn lấy khăn giấy tới lau. Nhưng tìm tới tìm lui, cũng không tìm được khăn giấy, cô đang kỳ quái lầm bầm. Một luồng gió lạnh thẳng xông vào, một đôi mắt quỷ dị tròn xoe, đang nhìn chằm chằm máu tươi đang tràn ra trên ngón tay cô gái. Nó đâu rồi? Đường Khả Hinh vừa cầm tay, vừa kéo ra ngăn kéo tìm khăn giấy. Đôi mắt sắc bén, càng ngày càng nhìn chòng chọc vết máu trên ngón tay, càng ngày càng nhìn chằm chằm, càng ngày càng nhìn chằm chằm. Âm thanh gió đêm như quỷ. Đến cùng, Đường Khả Hinh đứng dậy trong nháy mắt, lại không khỏi cảm giác có bóng đen đến trước bàn đèn, quỷ dị có chút đáng sợ tim cô đập mạnh và loạn nhịp, đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh lẽo, cô nặng nề nháy đôi mắt, bắt buộc mình tỉnh táo lại, nhưng trong nháy mắt xoay người, nhìn phía ngoài cửa sổ. Bóng đen lao thẳng tới mà đến, trong nháy má bao trùm cô gái ở trong phòng. a à, một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, liền vang dội trong bầu trời đêm tối tăm này. chương 1020, đấu sĩ. Một đoàn bóng người màu đen, nhanh chóng tập hợp lại trước nhà trọ, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ móng tay sắc nhọn như báo bám vào cây trước phòng, vèo một cái nhanh chuyển hung ác xông thẳng cửa sổ vào trong gian phòng, hai chân mới chạm đất, lập tức nhìn thấy đường khả hinh một thân mặc quần áo ở nhà, đứng ở một bên thở dốc, cặp song sinh cũng đã nghiêm túc băng lãnh, ngưng mặt nhìn con cú mèo chết trên mặt đất, đám người nhã tuổi cùng thi ngữ cuối cùng xông tới, còn chưa kịp hỏi phát sinh chuyện gì, cũng đã nhìn thấy trên mặt đất con cú mèo tràn đầy máu. Toàn bộ đều giật nảy mình. Trời à! tại sao có thể có con cú mèo ở đây? Thi ngữ nói cho hết lời, người đã kinh nhanh chóng đi tới bên người đường Khả Hinh, hai tay nâng cánh tay của cô, lo lắng cô bị khiếp sợ. Khả Hinh, cô không sao chứ, nhã tuệ cũng liền đi tới trước mặt cô, lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh vẫn cảm giác tim mình đang bang bang đập loạn, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, cả người rét lạnh nhìn con cú mèo đã chết trên mặt đất kia, cảm giác được nó rất hung dữ và đáng sợ, chính mình có chút sợ hãi rời mắt, thở hổn hển nói, không có việc gì, chỉ là đang say mê đọc sách, bất chợt bị cái thứ gì đó bay vào, dọa em giật mình thôi. Lúc này, con cú mèo này ở đâu ra vậy? Đỗ Huy nghe lời này, chậm rãi tiến lên, cất bước đi đến con cú mèo chết kia, hơi nhíu mày, dựa vào ánh sáng đèn thủy tinh, nhìn về phía cánh chim của nó lấm tấm đen trắng, trầm giọng nói, giống con cú mèo này đa số đến từ khu vực châu Phi và Âu Á, Ấn Độ cũng có, là loài cú mèo đáng sợ nhất trong mảnh thú bóng đêm, còn gọi là đại bàng không giống với những loài cú mèo khác nó là giống cú mèo hoạt động cả ngày cả ngày lẫn đêm đều hoạt động với lực như nhau thế nhưng loại này ở châu á rất hiếm thấy không biết sao có thể bay đến đây nó có tính công kích rất mãnh liệt tiểu vi cũng bật đầu nói chúng tôi bảo vệ ở bên ngoài con cú mèo này đột nhiên xông tới đụng vào cửa sổ tia tử ngoại tôi liền chạy vào nhìn thấy nó đang giơ móng vuốt muốn bổ nhào về phía đường tiểu thư tôi liền xuất dao giải quyết có một nơi cực kỳ quỷ dị là ánh mắt lúc thân thể nó bị thương, thập phần giống được thuần dưỡng, không giống loài chim hoang dại. Khương Vĩ hai tròng mắt thâm trầm chớp lóe, cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn về phía con cú kia, rắn chắc có thịt, anh từ từ vươn ngón tay ra, chạm vào vết máu kia. Mấy người Thi Ngữ, Khả Hinh, Nhã Tuyết tất cả đều quay đầu đi chỗ khác, không hiểu sao luôn có một loại sợ hãi hít thở không thông. Đúng là được thuần dưỡng. Khương Vĩ trực tiếp trầm lạnh khẳng định nói, con cú mèo được thuần dưỡng, hai cánh đến xương sườn bắp thịt, so với các vị trí khác chắc hơn, bởi vì đã được huấn luyện lâu dài. Xem ra có người hiểu rõ tự mình vào không được, muốn mượn chim bay cá nhảy đến làm việc. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, cả người không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác cứng rắn cùng khẩn trương. Cố ý, nhã tuệ nhất thời cảm giác tim mình rét lạnh, tức khắc vươn tay vịn bả vai đường Khả Hinh, lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Người chúng ta còn phòng được, chứ loài chim này từ trên trời bay xuống, phòng như thế nào đây? Chim dù sao cũng chỉ là chim thôi, muốn giết một người cũng không dễ dàng, đoán chừng là muốn mượn con cú mèo đến thăm dò thực hư. Không cần hoang mang, chúng ta đã có biện pháp ứng phó. Khương Vĩ đứng lên, khẳng định nói. Mọi người nghe lời này, đều chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đường khả hình cũng thở nhẹ, đứng một bên, sắc mặt ngưng đọng, hiểu rõ cuộc thi đấu này hẳn sẽ không được tiến hành thuận lợi như vậy. Một trận tiếng bước chân, từ dưới lầu nhanh chóng chuyển đến, ở trong bóng đêm như vậy, có vẻ trầm ổn lại thần bí. Mọi người cùng nhau trầm mặc theo bản năng lắng nghe âm thanh dưới lầu, Khương Vĩ thì đi tới bên cửa sổ, dùng ngón tay vén nhẹ rèm cửa sổ, hướng dưới lầu quan sát, chỉ thấy dẫn đầu là một bóng dáng màu đen ôn nhu, nhanh chóng hướng bên trong phòng di chuyển, đi theo phía sau là vài vệ sĩ, bước chân trầm ổn mà có tiết tấu, bên ngoài vệ sĩ phòng thủ nghiêm ngặt, sẽ là ai? Nét mặt của anh ta căng thẳng. Tiếng bước chân nhanh chóng hướng trên lầu đi đến. Sau cùng, cửa phòng mở ra, tịnh kỳ đã dẫn theo vài vệ sĩ, ôn nhu tươi cười, hết sức thoải mái bình tĩnh đi tới, giống như vừa không hề xảy ra chuyện gì, chỉ tôn kính kêu lên một tiếng, đường tiểu thư. Tịnh kỳ tiểu thư, đường khả hình nhìn thấy cô, có chút kinh ngạc kêu lên. Cặp song sinh nhìn thấy cô, tức khắc tôn kính gật đầu. Định Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại lần nữa nở nụ cười ôn nhu, vô cùng khéo léo lịch sự, mềm giọng nói: "Thực sự xin lỗi, đột nhiên lại mạo muội tới quấy rầy cô như thế, vì đêm nay thủ tướng chúng tôi lúc viết sách sử, đột nhiên rất nhớ Đường tiểu thư thông minh lanh lợi, nói mời ngài đến quý phủ thủ tướng ở hai ngày, bồi ông lão trò chuyện, ngài không để ý chứ?" Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi giật mình kinh ngạc, lại không biết làm thế nào mới tốt. Mọi người lại trầm mặc đều hiểu ý tứ thủ tướng trong lời mời đó. Nhã Tuệ trái lại rất khẩn trương về vấn đề an toàn của Đường Khả Hinh, lập tức kéo nhẹ bả vai của cô, sốt ruột nói, "Chuyện tối nay, tôi vẫn cảm giác có chút dọa người, nếu như không có việc gì, đi đến phủ thủ tướng ở hai ngày đi." "Hả?" Đường Khả Hinh nghe, vẫn có chút do dự, dù sao đi đến nhà thủ tướng vẫn có chút áp lực. Tịnh Kỳ trầm mặc mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh do dự như vậy, liền ôn nhu nói thủ tướng cũng biết đường tiểu thư sắp sửa tham gia cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn cho nên tối nay cố ý cử người đem một phòng khác dành cho thượng khách bên cạnh thư phòng ngài ấy cho đường tiểu thư nghỉ ngơi căn phòng kia được trang hoàng yêu nhã nhưng cũng không quá xa hoa tránh người ta rơi vào trần tục ngược lại đi vào năng lực thần kỳ của một người bên ngoài cửa sổ sát đất là ban công cỡ lớn cùng với vô số những mây khói trúc xanh quanh quần nhất định có thể tính tâm ninh thần hơn nữa ông ấy đã căn dặn người ngoài không được quấy rầy cô. Tô lão gia và tô phu nhân của chúng tôi trong khoảng thời gian này, vừa vặn đến châu Âu du lịch, trong nhà chỉ có tô tiểu thư cùng tô thiếu gia làm bạn, nhưng thủ tướng chúng tôi vẫn luôn không vừa ý hai cháu nội này, một người nói quá nhiều, một người lại nói quá ít, chính là thua đường tiểu thư cô thông minh nhanh nhạy, được lòng người. Đường khả hình nghe lời này, mình cũng có chút lúng túng cười rộ lên, biết thủ tướng khách khí. Đường tiểu thư, Ngài đồng ý đêm nay sẽ theo tôi đến phủ thủ tướng chứ? Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ, cũng biết an nguy của mình là một việc quan trọng, đành phải gật gật đầu. Tịnh Kỳ vừa nghe lời này, tức khắc mỉm cười, nói cảm tạ Đường tiểu thư thông cảm, xin mời lập tức chuẩn bị vài thứ nho nhỏ, đi vào phủ thủ tướng. Các vị tiểu thư hầu hạ cô cũng sẽ đi theo, để cô không cần quá khẩn trương, cũng có người trò chuyện bầu bạn mấy người thi ngữ, Tiên Nhi, Lạp Lạp nghe xong, tức khắc gật đầu. "Vậy nhanh lên một chút đi, thời gian cũng không còn sớm, qua đến bên kia liền nghỉ ngơi thật tốt." Nhã Tuệ nói cho hết lời, liền lập tức quay người đi đến tủ áo quần bên kia, cùng Thi Ngữ, lôi ra một cái vali màu hồng phấn, từ trong tủ chọn một ít áo quần dùng hàng ngày của Đường Khả Hinh, Tiên Nhi cùng Lạp Lạp cũng lập tức đi tới trước bàn đọc sách, lấy tài liệu ghi chép bình thường cho cô. Tịnh Kỳ thì mỉm cười nhìn đường khả hình mặc ti shirt trắng đơn giản cùng quần đùi màu đen, mặc dù đơn giản, lại hết sức đơn thuần động lòng người, liền tiện tay cầm lên một áo choàng màu đen, khoác ở trên người của cô. Tự mình kéo cô xoay người hướng phòng khách đi đến, lúc xoay người, hai chồng mắt lại quét qua vết máu con cú mèo tràn đầy trên mặt đất kia, lập tức biểu cảm nhàn nhạt nói, nếu như không có việc gì, nhanh chóng dọn dẹp cái đống dơ bẩn đó đi, nhìn thật khó chịu và đáng sợ. Cặp song sinh đứng một bên, lập tức gật đầu đáp lại, vâng. Tịnh kỳ nghe xong, mặt liền nhàn nhạt nở nụ cười, đỡ đường khả hình trầm mặc hướng ngoài phòng mà đến. Vào thu, sương mù có chút nặng hạt, theo sức gió to, bao quanh bãi đất trống trong bóng đêm tại nơi này, mặt trăng sớm đã không biết phiêu bạt nơi đâu, xe chuyên dụng của chính phủ, dừng trước một nhà trọ nhỏ, bên ngoài tiểu khu lóe lên ánh đèn xanh đỏ của đội cảnh sát, tất cả đều lặng lẽ không tiếng động, tiến hành long trọng, mà lại khiêm tốn, vô số vệ sĩ, chờ đợi xe cộ hai bên, hệt như quân đội nghiêm cẩn, nhìn định kỳ đỡ đường khả hình đi ra, người dẫn đầu tức khắc mở cửa xe. Đến nhà thủ tướng, em nhất định phải ngoan ngoãn đừng bướng bỉnh, đừng trêu chọc ngài ấy tức giận, ngài ấy cũng không phải thầy hay cấp trên em đâu nha. Nhã tuệ vừa kéo đường khả hình đi về phía xe chuyên dụng chính phủ, tim gan vừa có chút run sợ nói. Em biết, đường khả hình vừa đi về phía trước, vừa lo lắng quay đầu, nhìn về phía nhã tuệ, nắm tay cô, lo lắng nói chị ở nhà hãy cẩn thận em ở hai ngày sẽ trở lại được nhã tuệ cười đỡ cô ngồi vào trong xe thuận tiện đóng cửa sổ xe cho cô tịnh kỳ đầu tiên là đối nhã tuệ mỉm cười gật đầu liền cũng xoay người ngồi vào trong xe phân phó tài xế lái xe cứ như vậy đoàn xe nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới nhã mộng cùng thần phong vừa đi vào tiểu khu thấy một màn như vậy liền cũng dừng lại nhìn đường khả hinh ngồi vào xe dần dần chạy ra khỏi tiểu khu, ánh mắt bọn họ chợt lóe, xoay người nhìn về phía xe cổ thông thả chạy đi. Bệnh viện, một chiếc Ferrari màu đỏ thấm, cấp tốc dừng trước bệnh viện, tiêu đồng tức khắc đón cơn mưa nhỏ, tay cầm một phần tài liệu, vội vàng đi vào bên trong bệnh viện. Chân trời xuất hiện những đám mây đen, cuồng phong càng lúc càng dữ dội, đánh xuống những vệt sáng trắng cửa sổ sát đất bang bang rung động, toàn bộ chim muông đều bay đi ẩn núp, chỉ còn lại một vài cây cối lưa thưa phát ra tiếng vang, xào xạc còn có tiếng gió phù vu, khắp nơi một trận mùi máu tanh dày đặc trang hạo nhiên mặc áo sơ mi màu đen quần thường màu đen sắc mặt ngưng trọng nhìn về cây cối phía trước lay động đôi mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén mà mãnh liệt giống như anh hùng chết cũng không khuất phục lý doanh dẫn theo một vài vệ sĩ nghiêm chỉnh dừng lại phía sau lưng anh chăm chú nhìn bóng lưng anh cũng không nói câu gì một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới mặt anh hơi nghiêng hơi thu lại ánh nhìn sắc bén im lặng chờ đợi. Lý Doanh cùng với vệ sĩ đứng cách hai bước, nghiêm túc đứng ở một bên, cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía trước. Nhã mộng cùng thần phong bước nhanh trên hành lang quanh co, đón gió thật lớn, ngay ngắn đi tới trước mặt trang hạo nhiên, nhìn về phía anh tôn kính nói, tổng giám đốc. Chúng tôi vừa nghe phân phó của ngài, đi đến nhà trọ xem đường tiểu thư, thế nhưng chúng tôi vừa tới, cũng đã nhìn thấy tịnh kỳ của phủ thủ tướng đem đường tiểu thư đi rồi, nói là thủ tướng gần đây vì thân thể bị bệnh nhẹ, ở trong nhà nhàn rỗi không có gì làm, muốn mời đường tiểu thư đến quý phủ ở vài ngày, giải sâu. Trang hạo nhiên nghe lời nói này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển mấy vòng, trầm ngâm nửa khắc, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Lúc này, hai người tô lạc hoành cùng Tào Anh Kiệt từ phòng bệnh nặng đi ra, vừa nghe nói như thế, liền trầm mặc đi tới, nói thủ tướng gần đây, vẫn tuyên bố với bên ngoài cơ thể bệnh nhẹ, tránh một vài tai mắt thị phi, bây giờ xem ra ngài ấy đối với khả hình hết sức thương yêu a à, thậm chí mở cửa dẫn đường cho chúng ta kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào trang hạo nhiên đứng ở một bên sắc mặt lại ngưng động nhìn cây cối lay động phía trước lạnh lùng sâu xa nói mãnh thú trong rừng rậm sở dĩ dũng mãnh là bởi vì nó ẩn nấu rất tốt mà đấu sĩ trong tường vây vĩnh viễn thắng nhân loại lão đại tư liệu đến rồi tiêu đồng lúc này nhanh chóng cầm một phần tài liệu vòng qua hành lang bước nhanh tới audio điện tử võ tấn bền. Chương 1021, cơ tình vô hạn. Gió tiếp tục điên cuồng gào thét, thổi quần áo mọi người bay phần phật không ngừng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhanh chóng tiếp nhận tài liệu Tiêu Đồng đưa tới, từ bên trong rút ra tập giấy A4, tờ thứ nhất là một ảnh chụp đen trắng, trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ước chừng 50 tuổi, mặc trang phục võ đạo Trung Quốc, lại đứng dưới tàng cây anh đào ở Nhật Bản, mặt hóp lại gầy gò lại tạo cho người ta cảm giác tàn nhẫn, nhất là ánh mắt như xà kia, khi nhìn trực diện ta sẽ cảm thấy giống như dã thú đang nhìn mình tỏa ra tia sáng mê hoặc nhân tâm, nếu ai định lực không đủ sẽ có cảm giác như lồng ngực bị xé rách. Chạm nhẹ vào tấm ảnh. Trang hạo nhiên mặt bình tĩnh người đàn ông trong ảnh, dường như bị ánh mắt đáng sợ kia làm cho lay động, thân thể mỗi mạch máu đều căng lên, từ trước tới nay chưa ai từng cho anh cảm giác này. Tiêu đồng nhìn về phía bộ dáng bình tĩnh của anh, đi theo anh nhiều năm đương nhiên biết tư thái khi làm việc của anh việc càng trọng đại anh sẽ càng bình tĩnh tức khắc giải thích cho anh về tài liệu đây là do ký giả tiêu hào doanh làm theo ý ngài vừa được điều tra từ tài liệu bên mỹ cha của như mạt chính là người ở đầu mục tên là hách dục hải là thủ lĩnh hắc đạo ở nhiều quốc gia cũng nhúng tay vào một số cuộc tranh cử chủ tịch nước ở một số nước trên địa bàn châu á rồi ở đây xây dựng trụ sở huấn luyện bí mật bồi dưỡng sát thủ nhưng những điều có liên quan đến lai lịch cá nhân của hắn không thể tra ra được, không biết sao hắn lại xuất đạo, cũng không hiểu hắn lập nghiệp như thế nào. Mọi người vẫn chỉ nghe danh, chưa từng gặp người này, nhưng hắn rất tàn nhẫn và thủ pháp cực kỳ ác độc, khiến cho người trong hắc đạo đối với hắn nghe thôi đã sợ mất mật. Trang hạo nhiên yên tĩnh nghe, tiếp tục thông thả lật xem tài liệu tiêu đồng đưa, hai tròng mắt bình tĩnh, ngẫu nhiên mím môi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tiêu đồng tiếp tục giải thích nói, bên cạnh hắn có 10 thân tín, phân bố khắp nơi thế giới, nhưng chỉ có duy nhất tiểu thư như mặt là con gái. Mặc dù hai người bọn họ đã lâu không gặp mặt, nhưng vẫn là cha con tình thâm, bởi vì hách dục hải mặc dù không thể gặp mặt con gái thường xuyên, nhưng vẫn phái mấy chục cao thủ, canh giữ xung quanh bảo vệ con gái, trong đó có người câm điếc có tốc độ vượt xa người thường lần trước, còn có các cao thủ tuyệt mật. Lần này chúng ta bắt giữ tiểu thư như mặt, làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nghe ngóng trong giới hắc đạo, thỉnh thoảng thu được tiếng gió, nói rằng nếu tìm được tiểu thư Như Mạt, thưởng 100 triệu. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt chợt lóe. 100 triệu, Tô Lạc Hành nghe lời này, a à một tiếng, cười chế nhạo nói, bọn họ thật có tiền. Tiêu Đồng cũng nghiêm mặt nhìn về phía anh, nói, đúng. Bọn họ rất có tiền, theo người điều tra vụ cướp rượu, bọn chúng cũng góp một phần. Được biết, người này khôn khéo đáng sợ sở hữu một tạp đoàn sát thủ phân bố trên toàn thế giới. Tất cả sát thủ đó đều là những người buôn bán giàu có. Trên tài liệu, ba ngày trước bọn họ làm một vụ mua bán, chính là người thừa kế công ty Sơn Đằng của Nhật Bản, một người đàn ông chừng 25 tuổi. Định giá là 600.000 đô la Mỹ. Vậy sao? Tô Lạc Hoành cười một tiếng, không thể tưởng tượng nổi. Trang hạo nhiên lật xem đến đoạn tiêu đồng nói đến, vừa vặn nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng, một người đàn ông tuổi chừng hơn 20, mặc tây trang ngắn màu đen thời thượng, cà vạt màu đen tế, thập phần tuấn tú đẹp trai, nghiêm túc nhìn phía trước, hai tròng mắt còn bộc lộ nhiệt huyết của tuổi trẻ, cực kỳ bất đồng với văn phong đạm bạc sớm đã thấu sự đời, nhưng đều là người trẻ tuổi giống nhau, tràn đầy mị lực thanh xuân. Anh liền như vậy nhàn nhạt dừng ở ảnh chụp của người đàn ông, còn có cánh hoa anh đào màu trắng phía sau chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc mới mở miệng vì sao ảnh chụp đều là đen trắng. Tiêu đồng ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, nói thẳng, thế giới của hắn, dự đoán chỉ có trắng hay đen. Coi như là màu trắng, cũng bất quá chỉ là không gian sinh tồn. Trong tài liệu, trừ tiểu thư như mặt kia trẻ con ảnh chụp có một chút màu sắc, bình thường hắn muốn giết người, hay là hắn muốn hợp tác với người, lưu lại căn cứ chính xác, cũng chỉ có này hai loại màu sắc này. Thật là một người cực kỳ đáng sợ. Trang hạo nhiên mắt híp lại, không nói lời nào, lại lật xem tiếp tư liệu, tiêu hào doanh quả nhiên là ký giả đẳng cấp thế giới, cô ấy có khứu giác cường liệt như mèo, có thể ngửi tới được cả đầu mối chí mạng. Tào Anh Kiệt lúc này trực tiếp mở miệng nói, người này thoạt nhìn thực sự không đơn giản. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là sát thủ bình thường, nhưng là chúng ta sớm nên nghĩ đến, quyết đấu sống mái với chúng ta mà hắn vẫn có thể duy trì thực lực, mà liên tục công kích chúng ta, điều đó cho thấy hắn là một người ẩn mình rất sâu, làm việc cũng rất biết tính toán. Tôi đoán hắn muốn lập kế hoạch để chúng ta đối phó đến khi chúng ta hao tổn tinh lực quá đáng sợ. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhàn nhạt lật xem tư liệu. Tiêu đồng nhanh chóng nói với trang hạo nhiên, hơn nữa bản thân hắn còn thập phần thích dùng động vật có tính công kích, tiền vốn hắn đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu này cực kỳ khổng lồ. Thân thủ hắn cũng rất cao, quyền pháp hình như xuất phát từ một loại thái cực, không biết lập nghiệp ở đâu. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, hơi nhớn mày nhớ tới Tô Thủy Kỳ vừa từ trong phòng bệnh đi ra, giải thích cho mình, nói bởi vì một quyền kia, làm cho đầu lãnh mặc hàn bạo liệt, do bị chúng đòn quá nghiêm trọng nên đã tạo thành chấn động não không hề nhẹ, thiếu chút nữa tổn thương đến tổ chức tế bào não của cậu ấy. May mắn vì tốc độ xe, người nọ không có cách nào suốt toàn lực, cho nên mới bảo toàn được tính mạng, nhưng trước lồng ngực, lại bị chúng ba quyền, thế mà không ai phát hiện ra, cho đến khi đưa đến bệnh viện. Vì trước ngực tích quá nhiều máu tụ, mới biết được, người này thân thủ lại có thể nhanh như vậy. Tô Lạc Hành nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn hổ thản, đau lòng cùng khổ sở nói, hôm nay nếu như không phải là bởi vì tôi và Lâm Bạch Bạch, chắc chắn cậu ấy có thể tự mình thoát thân, mà không bị thương nặng như vậy, đến nỗi bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Buồn chết tôi, cả ngày nay rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Trang Hạo Nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt, nhớ tới lãnh mặc hàn sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang phải theo dõi, nhận thức được điều này làm cho anh phải kiểm chế tâm trạng một loạt tiếng bước chân, nhanh chóng truyền đến. Lâm sở nhai nhanh chóng dẫn chú Phúc, còn có Lâm bạch bạch ôm hòm thuốc khẩn cấp đi theo sau, đi qua hành lang bệnh viện thật dài, mới nói chú Phúc tới rồi. Trang hạo nhiên hai tròng mắt chợt lóe ngẩng đầu nhìn thấy Lâm sở nhai đã nhanh chóng dẫn chú Phúc và Lâm bạch bạch đi về phía bên này, anh hơi thu lại sắc mặt ngưng trọng, ngược lại lo lắng cùng khẩn trương, quay người đi tới chỗ chú Phúc, hết sức xin lỗi nhìn về phía lão nhân ra, cảm kích tươi cười, nói chú Phúc, thực sự rất xin lỗi, bạn của cháu thân thể bị thương nặng, vừa phẫu thuật xong, đang khôi phục, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, muốn mời ngài tới xem thử. Chú Phúc nghe lời này, cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu, sảng khoái khoát tay nói, đi, đi xem thử. Trang hạo nhiên tức khắc dẫn chú Phúc đến phòng bệnh của lãnh mặc hàn, lâm bạch bạch cũng vội vàng ôm hòm thuốc theo chú Phúc đi về phía trước, lúc đi qua người to lạc hoành, vô ý đạp phải chân đang bị thương của anh. Ôi, Tô Lạc Hoành kêu một tiếng, nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn Lâm Bạch Bạch. Lâm Bạch Bạch vừa đeo hòm thuốc, vừa quay đầu, biểu tình thập phần kiêu ngạo nhìn anh thẻ lưỡi, nhìn vẻ mặt đau muốn chết của anh, đắc ý cười cười, theo chú Phúc tiếp tục đi về phía trước. Nhà đầu chết tiệt kia, cô hôm nay ở trên xe sợ đến phát run, trông cực kỳ nhát gan, thế mà là thầy thuốc. Tôi coi thường cô, cẩn thân ngày nào đó tôi phao bạn cô tới tay rồi hung hăng vứt bỏ, tôi cho cô ấy khóc. Tô Lạc Hoành nói cho hết lời, liền hư một tiếng, cũng tiếp tục xoay người theo đi về phía trước, ai ngờ nhìn thấy tiêu đồng đứng ở một bên, cười như không cười, nhìn mình, anh hơi giật mình, dừng bước lại, nhìn cô hỏi, cô nhìn tôi làm gì? Tiêu đồng không lên tiếng, tiếp tục nhìn anh. Tô Lạc Hoành hung hăng nhìn lại cô, có chút khẩn trương nói, cô nói chuyện A. Chuyện gì xảy ra? Tiêu đồng cười một tiếng, cũng xoay người đi về phía trước, không thèm để ý anh. Uy, Tô Lạc Hoành thoáng cái nắm chặt cổ tay của cô, nói cô sao thế? Cho rằng lão gia tử thật sự muốn tán tỉnh cô ấy. Đừng mơ. Anh giải thích với tôi làm chi? Lâm Bạch Bạch này cũng không ngu, cô ấy cũng không muốn cùng anh quậy mấy thứ đó. Cô ấy còn là bạn thân của Tiểu Nhu. Cô nói cho hết lời, liền giãy tay anh, xoay người rời khỏi. Tô Lạc Hoành lại thoáng cái nắm chặt cổ tay của cô, kéo người cô lại, kìm lòng không được suốt ruột kêu lên, nói cô nói bậy bạ gì đó a. À? lão tử mới vừa rồi là thực sự đang nói đùa tôi không có muốn phao cô ấy lão tử nếu như muốn phao cô ấy còn không bằng phao cô phi tiêu đồng thoáng cái quay đầu lại tức giận nói phao tôi dù cho đàn ông trên thế giới này chết hết tôi gả cho súc vật cũng không gả cho anh anh chỉ là một loài vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi cô tô lạc hoành nghe lời này tâm căng thẳng nhịn không được kêu lên cô đừng nói bậy lão tử ngọc thụ lâm phong anh Tuấn tiêu sái, điều đó ai cũng biết. Lão tử muốn nghe ít lời ca ngợi một chút cũng không được. Ha, à, Tiêu Đồng thấy người này thật hết thuốc chữa, vẻ mặt coi thường, chế nhạo nói thôi đi. Trên phi cơ trực thăng sợ chết khiếp, muốn bảo toàn mạng sống của mình, dám nói muốn đi vào buồng lái, anh tới bảo hộ anh ấy nói dối, mọi người sao không biết anh là ai? Cô vẫn là chưa tin tôi. Tô Lạc Hoành rất chú ý chuyện này. Sao tôi lại phải tin anh? tiêu đồng cũng nhịn không được nữa kêu to lên. Lâm sở nhai cùng Tào Anh Kiệt lập tức bay tới trước mặt bọn họ, cười như không cười, nhịn không được nhìn trái nhìn phải, cố ý thần bí nói, hai ngươi. Cơ tình, vô hạn sao? Tiêu đồng nghe lời này, hai mắt lập tức bốc hỏa, xoay người nhìn hai người, đỏ mặt đẩy ra gọi anh mới cơ tình vô hạn. Trong mấy người, cũng chỉ có mặc hàn coi tôi là nữ nhân. Tôi xem anh ấy, các người cập thận trời mưa bị sét đánh. Cô nói cho hết lời, người cũng đã mài giày cao gót, bước nhanh đi về phía trước. Phốc, lâm sở nhai cùng Tào Anh Kiệt nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được cười đi về phía trước, Tô Lạc Hoành cũng đứng một bên, cao chặt mày, một bộ biểu tình đương nhiên, nói thẳng, lão tử đương nhiên coi cô là nam nhân, còn phải coi cô là nữ nhân chắc. chậc chương 1022, đi theo. Bên trong phòng bệnh, sen lân tiếng mưa rền gió giữ bên ngoài cửa sổ là tiếng vang rất nhỏ và chậm rãi của máy móc, không ngừng phun trào sương mù màu trắng, vì đã vào thu, khắp bầu trời một mảnh âm u, một y tá mặc màu áo trắng, nghiêm túc đứng bên cạnh giường bệnh, dơ lên ống tiêm trong suốt, nhìn lãnh mặc hàn trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, đắp chăn màu lam, ngủ mê man, theo thói quen nhíu chặt mi tâm, dường như trong mộng cũng không an ổn. Cô yên lặng nhìn anh một cái, mới nhẹ nhàng giơ tay lên truyền dịch trong ống tiêm vào bịch nước truyền đang kéo dài tính mạng của anh. Tô Thủy Kỳ cùng hai bác sĩ giỏi đứng trong phòng bệnh, cầm bệnh án chụp x quang của lãnh mặc hàn, xương sườn không bị gãy, chỉ là có máu tụ lại, lục phủ ngũ tạng đều bị thương ở các mức độ khác, cần một thời gian mới có thể hồi phục, mới nói đến đây, nghe thấy tiếng đập cửa, Tô Thủy Kỳ dơ bệnh án, nhìn về phía cánh cửa kia, chậm rãi nói, vào đi. Trang hạo nhiên tức khắc dẫn chú Phúc, còn có lâm bạch bạch cùng đi vào. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy chú Phúc, tức khắc tôn kính mỉm cười cầm bệnh án đi qua, theo lễ nghĩa hơi cúi đầu, nói nhỏ, chú Phúc, ngài rốt cục đã tới. Chú Phúc không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Bác sĩ Tô, lâm bạch bạch đeo cái hòm đen to, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, mắt sáng rực, vui vẻ gọi tôi đã tới. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, liền mỉm cười ngẩng đầu, gật đầu với lâm bạch bạch, mới nghiêm mặt giải thích cho chú Phúc về bệnh tình của lãnh mặc hàn, chú Phúc đứng trước cửa phòng bệnh. Vừa nghe vừa nhìn về phía lãnh mặc hàn nằm thoi thóp trên giường bệnh, miệng mang mặt nạ oxy, hô hấp yếu ớt, nhìn vào ấn đường, phía dưới mắt, sâu trong mũi đều có sự tụ máu khác nhau, thậm chí hô hấp cũng đứt đoạn. ông tức khắc trầm mặc cất bước đi vào, tay trong nháy mắt bắt được của tay lãnh mặc hàn, bắt đầu nghiêm mặt nghe mạch. Trang hạo nhiên cùng tô thủy kỳ trầm mặc lại hơi khẩn trương đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn về phía ông. tô lạc hoành cùng lâm sở nhai, tiêu đồng cũng lập tức đi tới bên cạnh giường bệnh của lãnh mặc hàn, nhìn chú phúc ở phía đối diện cũng có chút khẩn trương bởi vì sau khi lãnh mặc hàn phẫu thuật xong, đến tận bây giờ vẫn không tỉnh lại, lòng của bọn họ vẫn không được kiên định. Lâm Bạch Bạch cũng nhìn thấy thần thái của chú Phúc có chút nghiêm trọng, vừa đặt hòm thuốc xuống lấy hết vật dụng trong đó ra vừa nhỏ giọng hỏi, chú Phúc, thế nào rồi ạ? À? Chú Phúc không nói, chỉ là trầm mặc nghe mạch, khuôn mặt gầy gò, nghiêm lại một lúc lâu, mới thả cổ tay lãnh mặc hàn xuống, vừa nhanh chóng sắn tay áo lên, vừa phân phó, lấy rượu thuốc thất tùng ra đây. Vâng, Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, lập tức xoay người mở hòm thuốc, lấy ra một bình rượu thuốc màu giám nắng, bên trong có độc xà, độc rết, thậm chí mấy con rắn độc còn nằm bên trong. Ba y tá vừa đi tới, chỉ mới liếc mắt một cái đã a một tiếng, sợ đến kêu lên. Lâm Bạch Bạch trong lúc nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía các cô cười rộ lên nói, sợ cái gì? Đều đã chết rồi, chỉ còn duy nhất con này sống. Ba y tá nhỏ nghe lời này, càng sợ đến xương cốt mềm nhũn đứng cạnh cửa, nói không nên lời. Tô Thủy Kỳ hơi xoay người, nhìn về phía các cô, bất đắc dĩ cười nói, các cô sợ thì đi ra ngoài trước đi, tiểu hằng ở lại. Vâng, ba tá nhỏ tức khắc chạy mất, trốn ở ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất của phòng bệnh, tò mò nhìn vào trong. Cởi áo của cậu ta ra, chú Phúc vừa nói, vừa nhanh chóng đi tới chỗ rượu thuốc, chỉ nhẹ lấy nắp bình ra, đổ rượu thuốc vào hai khay trắng, lấy bật lửa nhanh chóng đốt rượu thuốc trong khay. Lập tức lửa màu lam ầm một tiếng, nhanh chóng bùng lên, Lâm Bạch Bạch trực tiếp cầm lên hai khay lửa để chú Phúc nhúng tay vào. Ầm một tiếng, hai tay chú Phúc lập tức bốc cháy, một mùi rượu nồng lan tỏa khắp phòng. Mọi người giật mình ngẩng đầu, Khẩn Trương nhìn về phía hai tay bốc cháy của chú Phúc, nói không nên lời, ba y tá ngoài cửa càng mở to mắt, cảm thấy thật thần kỳ, thế nhưng y tá bên trong phòng bệnh là một thực tập sinh gần đây được Tô Thụy Kỳ trọng dụng không có thời gian quan tâm đến con rắn sống trong bình kia, hay là hai tay đang bốc cháy kia, mà là khẩn trương đáp lời phân phó, hơi quỳ gối tựa ở trước giường bệnh, thủ pháp nhanh nhẹn nhấc chăn màu lam lên, lại nhanh chóng cởi hàng cúc đen trên áo bệnh nhân. Nhấc hai vạt áo lên, tức khắc lộ ra lồng ngực trắng kiện rộng lớn cùng bắp thịt kiên cố, chỉ thấy ở vị trí xương sườn bị thâm đỏ. Trang Hạo Nhiên nghiêm mặt đứng bên giường bệnh, nhíu chặt mi tâm nhìn về phía vết thương lãnh mặc hàn, hơi đau lòng thở dốc chú Phúc không quan tâm đến người khác, chỉ là hai tay đang bốc cháy lên ngọn lửa màu lam, trầm mặc xoay người, nhìn về phía lãnh mặc hàn đang hôn mê lãnh mặc hàn, hơi vận khí một chút, mới rốt cuộc bắt đầu hạ hai bàn tay xuống, đặt lửa tại các huyệt vị trên ngực lãnh mặc hàn, bắt đầu dùng thái cực quyền di động trên lồng ngực màu đông của anh. Mọi người trong nháy mắt vô ý thức khẩn trương nhìn về phía lãnh mặc hàn đang hôn mê, chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt, không có phản ứng gì, tiếp tục hôn mê. Chú Phúc trầm mặt không lên tiếng, bàn tay trái tiếp tục ở chỗ tụ máu thâm đỏ của anh chuyển động, thỉnh thoảng híp chặt mắt, dường như con người lợi hại kia có thể nhìn thấu, có nhìn thấu mọi thứ, nhìn được chiếc xương sườn thứ ba của Lãnh Mặc Hàn, có tụ máu đen, ông xoay tròn hai tay lửa phía trên nơi có máu tụ, không bao lâu sau. Tô Lạc Hoành cùng vài bác sĩ, thần kỳ phát hiện, nơi có máu tụ trên ngực Lãnh Mặc Hàn dần dần khôi phục trở lại màu da lúc đầu, bọn họ nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chú Phúc cảm thấy quá thần kỳ, thậm chí ngoài sự hiểu biết của y học. Chú Phúc nhấc mí mắt, tinh nhuệ nhìn sắc mặt lãnh mặc hàn hồng hào trở lại, ông không để ý đến mọi người, mà là nhanh chóng phân phó Lâm Bạch Bạch nói, chuẩn bị châm. Vâng, Lâm Bạch Bạch tức khắc cầm lên bao châm của chú Phúc, nhanh chóng mở ra, lấy ra mấy châm ngắn, toàn bộ ngâm vào rượu thuốc, cũng thuận thế, tiếng bật lửa vừa vang lên, rượu thuốc bên trong bình ầm một tiếng bốc cháy, chú Phúc tức khắc dò vào trong bình, lấy ra một ngân châm đang bốc cháy, dơ lên, nhìn về phía lãnh mặc hàn đang hôn mê, hai mắt híp lại, chuẩn xác tìm ra huyệt vị trên đầu anh, bắt đầu hạ châm, tô lạc hoành cùng lâm sở nhai cực kỳ khẩn trương, lâm bạch bạch lại thấy nhưng không thể trách. Cầm lên châm cửu mai ngắn khác, đưa cho chú Phúc. Phúc bá nhanh chóng nhận thêm ngân châm, nhanh chóng phân biệt được huyệt dương trước sau của lãnh mặc hàn, hạ châm, không bao lâu sau, máu tụ bên dưới mắt của anh cũng nhanh chóng được tiêu trừ, máu tụ bên tai cũng biến mất, Tô Thủy Kỳ luôn luôn tôn sùng y học phương Tây, nhìn thấy một màn này hoàn toàn ngây ngốc. Một lúc sau, chú Phúc đặt đầu của lãnh mặc hàn xuống, lấy ngân châm ra, quan sát màu sắc của ngân châm, chỉ cảm thấy ngân khí sắc bén làm lóa mắt người. Ông liền hài lòng gật gật đầu, nói thân thể cậu ấy mặc dù bị thương nặng, nhưng vì cậu ấy trường kỳ huấn luyện, cơ thể khôi phục rất mau. Cho nên thường nói ba phần bệnh, bảy phần người, tất cả cũng còn cần nhờ bệnh nhân có khôi phục năng lực cùng ý thức hay không hơn nữa trước đó nhất định cậu ấy có ăn nhân sâm ngàn năm, nhân sâm ở trong thân thể của cậu ấy, phát huy tác dụng to lớn, hôm nay châm cứu, dự đoán ngày mai sẽ có thể tỉnh lại. Mọi người vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều cười tươi, Trang Hạo Nhiên càng kích động nước mắt nhìn lãnh mặc hàn, rồi đến trước mặt chú Phúc, chân tình nói cảm ơn chú, chú Phúc. Thầy thuốc như cha mẹ, không có gì phải cảm ơn với không cảm ơn. Chú Phúc chỉ nhanh nhẹn vén tay áo mình xuống, để tránh vừa rồi hỏa khí quá mạnh, bây giờ làn da lại lạnh xuống nhanh chóng, dẫn tới hàn khí xâm lấn, chỉ thấy ông một bên buông tay áo xuống một bên nhanh chóng nói, mặc dù lần này đã điều trị tốt thân thể cậu ấy, nhưng mặc kệ thế nào, nhưng dù sao thân thể con người cũng là máu thịt, không chịu nổi được mấy lần như vậy, cậu ấy đã bị thương mấy lần, một ngày này phải để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bất cứ cái gì ảnh hưởng đến cậu ấy, nếu không thần tiên cũng không cứu nổi. Ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nghe, tức khác gật đầu nói vâng nhất định cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt chú phúc nghe lời này liền gật gật đầu nói được dù gì cũng đã tới đây rồi chú cũng đi thăm đứa nhỏ kia một chút tô thủy kỳ nghe thấy tức khắc cất bước tiến lên sau khi chào hỏi chú phúc cùng nhau đi đến phòng bệnh của uyển thanh nặng chứng tô lạc hoành lâm sở nhai lại trầm mặc đứng bên giường bệnh nhìn lãnh mặc hàn bình thường khỏe như người sắt nay lại yên lặng nằm trên giường bệnh Dường như chỉ là bởi vì mệt nhọc, đang ngủ say. Trang Hạo Nhiên cũng đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang ngủ say, bình thường cậu ấy không nói nhiều, tiết kiệm lời như vàng ngọc, lại luôn luôn phấn đấu quên mình, hy sinh tất cả. Nhớ tới Uyển Thanh gặp chuyện không may, cậu ấy vì tìm em gái mà bất chấp tất cả. Trang Hạo Nhiên tâm bỗng nhiên đau đớn, cúi đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hai tròng mắt hiện lên mấy phần kích động, may mắn là không có việc gì Tô Lạc Hoành càng đau lòng nhìn Lãnh Mặc Hàn, nhịn không được mang theo vài phần phẫn nộ nói, lão tử cũng không tin, chúng ta thực sự đấu không thắng bọn họ. Để cho bọn họ nấp trong bóng tối, công kích chúng ta. Lâm Sở Nhai cũng mang theo vài phần tức giận, đau lòng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nắm chặt nắm tay nói, đúng. Bọn họ nghĩ có thể thích làm gì chúng ta thì làm sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Lão đại, tiếp theo anh có kế hoạch gì không? Tào Anh Kiệt kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sốt ruột hỏi. Một bầu không khí quỷ dị nổi lên. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, chậm chạp thu lại biểu tình, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng thần bí, ngưng thần nhìn về phía lãnh mặc hàn, kế hoạch lặng yên theo phẫn nộ mà phát lên, cuộc đọ sức chân chính đọ sức, sắp sửa bắt đầu. Gió, gió lớn đập vào cửa sổ sát đất. Bóng cây điên cuồng lay động, mưa to, ánh chớp chiếu lên bóng dáng quỷ dị trên cây, mắt sáng như mắt mèo, trốn trong tán cây ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của lãnh mặc hàn, sau đó liền, siêu, một tiếng, tức khắc bay ra khỏi bệnh viện, dường như sắp sửa mang đi tin tức nào đó. Một thân ảnh lấm liệt mà cường thế đứng trên đình nghỉ mát, mặc dù ướt sũng nhưng vẫn không mất đi vẻ phiêu giật, quỷ dị như loài thú. Điệp y mặc váy dài màu tím, tóc dài đến ao, như thường ngày, thần sắc ngưng trọng u lãnh, hai tròng mắt màu xanh sấm khẽ nháy, giữa trời mưa to, đứng trong đình nghỉ mát, nhìn chằm chằm con cú mèo đang bay xa dần, trong nháy mắt cô phi thân ra khỏi đình nghỉ mát, hai chân lại đạp vào tán cây tương tư, linh hoạt nhảy người lên, nhanh chóng đuổi theo con cú mèo, chương 1023, muốn sống. Thành phố, người xe như nước, theo cơn mưa phùn dai dẳng điên cuồng lướt qua, ánh sáng đèn neon màu vàng, màu hồng, màu lam, lóe lên thật chói mắt, thật gấp gáp. Một con cú mèo, vù một tiếng, sắc bén bổ nhào qua một tòa cao ốc kim loại màu đen, chuẩn bị vòng qua khách sạn West trung tâm thành phố, bay về phía trước. Một chiếc xe thể thao Audi R8 đen, trong nháy mắt hệt như tên bắn, từ chân trời lao thẳng đến, tức khắc xông qua vạch kẻ đường, vô số bọt nước bắn lên tung tóe, lại hướng về khách sạn West phía trước mà đến, Điệp Y bình tĩnh ngồi trong xe thể thao, hai tay nắm chặt tay lái, vừa ổn định cẩn thận lái xe, vừa ngẩng đầu, hai mắt sắc bén liếc nhìn con cú mèo đang bay trên bầu trời, hai tay không ngừng cầm chặt tay lái, chân đạp mạnh chân ga, không cho nó bay ra khỏi tầm mắt của mình. Con cú mèo kia nhanh chóng bay qua tòa cao ốc West, lại lướt qua công viên chính phủ, rồi lượn qua cổ thành xanh biếc, phù một tiếng, hướng về phía hẻm nhỏ đông đúc phía trước bay đến. Chiếc Audi màu đen kết một tiếng, thắng gấp bên cạnh hẻm nhỏ ẩm ướt, điệp y trong nháy mắt như mũi tên bàn lao thẳng ra, đón mưa gió chạy thẳng vào hẻm nhỏ, vừa chạy vừa nóng mắt ngẩng đầu, nhìn con cú mèo kia đang hướng về một tòa cao ốc 10 tầng nào đó bay đến, Cô tức khắc giơ tay bắn ra dây thép, một móc câu nhỏ sắc nhọn trong khoảnh khắc dường như tên, bám chặt vào tường, cô làm động tác kéo, cả người bay vút lên, trái phải hai bên vừa đạp vách tường, vừa như mèo nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Con cú mèo hướng phía đường ngang nóc nhà, lại hướng về bên phải nhanh chóng bay đi. Điệp Y nhảy lên nóc nhà, nghiêng nhìn con cú mèo kia đã bay theo một tầng lầu khác của tòa cao ốc, đôi mắt cô nóng lên, trong nháy mắt lại như mũi tên cấp tốc tiến lên, chạy như bay về phía trước mắt thấy sắp đến rìa nóc nhà, cô lập tức tung người lên, hệt như chú chim én tinh khôn xoải bước ngang qua giữa hai tòa nhà, phịch một tiếng, thân thể lại ngã giữa đỉnh cao ốc, nhìn thấy con cú mèo kia lại muốn lách mình bay đi, cô quỳ gối xuống đất, ném ra dây thép, lợi dụng đầu móc thép, đang móc chặt vách tường. Lại tung người lên, hướng về phía bầu trời tối tăm kia, bay theo con cú mèo. Hai bóng người màu đen, đột nhiên xuất hiện, phù một tiếng, hướng về điệp y bắn ra độc tiêu sắc nhọn, Điệp Y một cú tung mình 360 độ nhảy ngược về, trong khoảnh khắc nửa quỳ trên nóc nhà, hơn 10 người giả hành chợt xuất hiện, lại cùng lúc cấp tốc phóng độc tiêu về phía cô, Điệp Y lại tung người nhảy lên, trong tay hơn 10 viên lựu đạn, ném về phía hơn 10 người giả hành kia. Bang 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 bang, bang tiếng phá vỡ rất mạnh chợt vang lên, chiếu ra vô số tia sáng nóng rực, đâm vào đám người giả hành đang nhao nhao né tránh, một nam một nữ người giả hành, trong nháy mắt phóng qua hỏa thạch điện trưởng pháp như xà nhanh chóng hướng về phía điệp y, điệp y nhanh như chấp đón trưởng pháp của bọn chúng tới, hóa gai yê từng chiêu một, một nữ sát thủ mắt chợt lóe lên, trong tay lập tức cầm một tiểu kim xà cực độc, lao về hướng điệp y. Điệp y trong nháy mắt mặt lộ vẻ hung ác bắt được tiểu kim xà kia, hai tay lập tức siết chặt ba tắc thân rắn, tùy ý kim xà kia hung ác nhe răng cắn chặt mở u bàn tay trắng nõn của mình, tràn ra máu đỏ tươi, cô vẫn không biến sắc, bỗng nhiên dùng hết sức, mật rắn phun thẳng ra, năm ngón tay kia cũng đã kẹp chặt lựu đạn hướng về đám người giả dạ hành phía trước ném thẳng ra. âm một trận tiếng nổ dữ dội tức khắc vang lên, vô số đoàn người đã ngủ say bắt đầu từng trận kêu gào. xe cảnh sát cũng từ phương xa vang lên. một nam một nữ thấy tình hình này tức khắc tung người cùng đám người kia trong nháy mắt biến mất ở đỉnh cao ốc. còn lại điệp y một thân một mình đứng trên đỉnh đón mưa to gió lớn. hai chồng mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén mà tinh anh nhìn đám người giả hành đã biến mất tiếp tục để cho thân thể phát ra hơi thở mạnh mẽ mà quỷ dị bệnh viện vạn vật vẫn vắng vẻ như vậy chỉ còn lại tiếng róc rách của mưa rơi xuống mặt đất tô lạc hoành cùng lâm sở nhai tiếp tục canh giữ bên trong phòng bệnh trầm mặc chờ đợi lãnh mặc hàn tỉnh lại y tá cũng vẫn ở bên trong phòng bệnh theo lời dặn dò của tô thủy kỳ cứ cách một giờ sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho anh trang hạo nhiên một mình đứng trước cửa sổ sát đất hai tay đút túi quần khuôn mặt đông lại, nhìn hoa viên tôi tăm kia, từng bụi cây chuối tây lay động, lá hình bầu dục to vẫn bị nước mưa, đập vào sáng lên một mảnh bóng loáng, trong bóng đêm, vẫn tỏa ra màu xanh sinh mệnh. Di động chợt vang lên, trang hạo nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt, trầm ngưng một hồi, mới từ trong túi phía trước lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, mới nhấn nút nghe, nhàn nhạt đáp lại, ừ. Một trận lời nói phía bên kia truyền đến. Trang hạo nhiên cầm di động, ngưng mặt trầm mặc nghe, không có chút biến hóa nào, cho đến cuối cùng nghe thấy kết quả, anh mới nhíu mày, hai tròng mắt sắc bén chợt lóe, nói, làm tốt lắm. Tô Lạc Hoành nghe thấy như vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, mà thu hồi điện thoại, hơi xoay người, lại nhìn lá chuối tây kia, bị nước mưa ập vào sáng bóng, bức tường thủy tinh trong suốt kia, phản chiếu bóng dáng nghiêm nghị của anh. Toàn bộ thành phố, dường như đã bị mưa rền gió giữ gột rửa ướt đấm con cú mèo màu đen kia bay qua vô số nhà cao tầng cuối cùng dương cánh xoay quanh tới trước một tòa biệt thự nào đó theo huấn luyện nghiêm chỉnh cảm nhận được ánh sáng màu tím kia tức khắc lại như mũi tên lùi về phía ánh sáng tím kia buông lỏng móng vuốt máy nghe trộm rơi xuống giữa chiếc đĩa cd màu tím kia một người đàn ông áo đen nhanh chóng cầm máy nghe trộm lên tức khắc xoay người đi vào một mật thất nào đó trong biệt thự sau khi nghe qua nội dung tức khắc báo cáo lại với chủ nhân trên tầng 2. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Một nữ sát thủ, mặc y phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, bước nhanh về phía cầu thang u ám, đi tới sảnh đãi khách trên tầng 2 bám đầy mạng nhiệt, dừng trước bóng đen ngồi trên ghế sofa đỏ thấm, nhanh chóng nói, chủ nhân. Đường khả hình đang được tịnh kỳ phủ thủ tướng đón đi, lãnh mặc hàn cũng được cứu sống. Hắn ngồi trên sofa, nhìn bóng đen nào đó giữa màn hình LCD, đang phát hình sát thủ do chính mình huấn luyện, đang tiếp nhận huấn luyện ma quỷ trong rừng sinh thái hoang dã. Những sinh vật trong rừng sinh thái hoang dã kia, có bọ cạp độc, rết độc, rắn hổ mang, thậm chí còn rất nhiều mãnh thú ăn thịt người khác, còn có thực vật độc, cùng với nước axit và vi khuẩn độc hòa tan sát người, thậm chí còn có một vùng đầm lầy nuốt chừng người, trôn giấu vô số những hài cốt. Bọn họ trong rừng rậm ma quái này đã ở lại ước chừng 90 ngày, lúc khát, tìm không được nguồn nước, liền xoay vặn dây đay lấy nước uống, khi đói bụng, ăn bò cạp chết, run, thậm chí cầm cả con kiến sống để lót dạ. Hắn cứ như vậy lạnh lùng sâu xa nhìn một người đàn ông nào đó chừng 30 tuổi giữa màn hình đang tiếp thu huấn luyện, bị kiến độc cắn đến toàn thân sưng phù, ngã vào giữa cành lá hư thối, đau đến toàn thân đỏ lên, nhỏ giọng rên gì kêu gọi, đau đớn không chịu được lại rút dao nhọn, cắt đứt khối thịt hư thối đã bị con kiến kia cắn, dường như hài lòng với kết quả, hắn hơi thở mạnh một cái, tùy ý ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt gầy gò của chính mình, yếu ớt nói, muốn sống mới khó, muốn chết. Rất dễ. Nói xong, nữ sát thủ phía sau, sắc mặt cứng lại, tức khắc gật đầu, hiểu ý nói, chúng tôi lập tức xuất phát. Hắn im lặng không lên tiếng, tiếp tục ngửa mặt, nhìn một tuyển thủ khác giữa màn hình, làm sao để hoàn thành huấn luyện ma quỷ trong 365 ngày này. Hành lang thật dài tại bệnh viện, có một cánh cửa vẫn đóng chặt, thỉnh thoảng có vài y ta cũng khó hiểu, nghĩ bên trong là cái gì. Tô Lạc Hoành ngồi trong phòng máy vi tính, ngẩng đầu nhìn toàn bộ máy vi tính tình hình giao thông cả thành phố, nhao nhao sáng lên bản đồ giao thông toàn thành, anh vừa di chuyển ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, vừa căn dặn mấy người Mỹ Linh cùng Thanh Bình phía đối diện, nói, mau, tìm ra chiếc xe con của phủ thủ tướng. Mỹ Linh cùng Thanh Bình ngồi trước máy vi tính, nhai kẹo cao su, nhanh chóng di chuyển ngón tay, gõ bàn phím, Nhập vào chiếc xe chính phủ mà Tịnh Kỳ đờ nát ngồi, triển khai tìm kiếm trên mạng lưới giao thông toàn thành, rốt cuộc tìm được bọn họ ở đường ven bờ biển, Tức Khắc nói, tìm được rồi. Tô Lạc Hoành Tức Khắc ngẩng đầu, nhìn thấy số liệu máy vi tính mà Mỹ Linh chuyển qua cho mình, quả nhiên thấy xe chính phủ của Tịnh Kỳ. Anh Tức Khắc khởi động hệ thống mạng lưới thế giới lộng lẫy, ấn bộ đàm gọi cho Điệp Y, nói, Điệp Y, tôi hiện tại bắt đầu phân tích tia tử ngoại dọc đường xe chúng ta đi qua chỉ cần có người tiếp cận bọn họ trong phạm vi một dặm, chỗ nào vang lên báo động đỏ. Bất kể là chim hay thú, cũng không được phép đến gần. Cô theo xe của Khả Hinh, một đường hộ tống bọn họ đến phủ thủ tướng. Tòa cao ốc nào đó. Điệp Y đứng trên đỉnh, đón mưa rền gió dữ, nghe thấy chỉ thị của Tô Lạc Hoành, nhìn xuống dưới lầu chiếc xe mà tỉnh kỳ cùng đường Khả Hinh ngồi đang chậm rãi qua đây. Cô trong nháy mắt sang hai tay, cả người lập tức từ cao ốc cao vạn trượng phi thân xuống, ngay khi cơ thể cách mặt đất chừng 10 thước, xoay người một cái giữa không chung, cánh tay phía trước vung lên, phóng ra dây thép, móc câu bám chặt góc tường, sau đó nhanh nhẹn rơi xuống một cách an toàn. Cô lập tức thu hồi dây thép, nghiêng mặt nhìn chiếc xe màu đen mà đường khả Hinh đang ngồi, ở ngay trước mắt, tức khắc cất bước chạy thẳng về phía trước, một đường chăm lo bảo vệ đường khả Hinh, tiêu yên cùng Giang Thành cũng theo sát phía sau, theo đuôi đến. Đừng khẩn trương, rất nhanh sẽ tới thôi. Tịnh Kỳ ngồi sau xe, xoay người, mỉm cười vươn tay nhẹ nắm lấy mờ u bàn tay Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng quay mặt sang, nhìn về phía Tịnh Kỳ mỉm cười. Xe chuyên dụng của chính phủ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, lướt qua đoạn đường tối tăm phía trước. 12 chiếc xe cảnh sát đồng thời sáng lên đèn cảnh báo màu đỏ xanh, vang lên tiếng còi báo động, chạy về phía trước. Mỹ Linh cùng Thanh Bình ở bệnh viện theo căn dặn của Tô Lạc Hoành nhanh chóng hoạt động hai tay trên bàn phím máy tính gõ gõ, nhanh chóng khởi động hệ thống thế giới lộng lẫy, tại hai bên trái phải con đường giao thông tối tăm này, sáng lên mạng lưới ti tử ngoại hình võng 3D, đem 12 chiếc xe chính phủ vây quanh bên trong một cách chặt chẽ, theo sự di chuyển của chúng mà di chuyển. Đồ chơi này chơi quá vui, Mỹ Linh vừa hoạt động tay, vừa phấn khởi nhìn hệ thống tia tử ngoại hình võng giữa màn hình, đến chỗ nào sẽ đem mọi thứ đồ vật kim loại và sinh vật xung quanh, tự động phân tích và sàng lọc. Đương nhiên, Lạc Hoành hơi nhíu mày, đắc ý cười rộ lên nói, tiền bạc của phó tổng tôi đây cũng không phải là uổng phí. Thanh Bình lại phát hiện, nó còn có một công năng, sẽ tự động phá giải nguồn gốc tín hiệu bên ngoài, đã là ánh sáng tia tử ngoại do súng bắn tỉa từ xa chiếu ra, cũng có thể nhanh chóng gây nhiễu loạn, thậm chí một vài tín hiệu từ xa, toàn bộ đều loại bỏ hết, xây dựng hệ thống này, cùng với quá trình thu thập nguồn gốc tư liệu, Trang Hạo Nhiên bỏ ra 3 triệu, chính là vì an toàn của Đường Khả Hinh toàn thành phố vẫn tiếp tục mưa gió điên cuồng. 12 chiếc xe cảnh sát tiếp tục dẫn chiếc xe chính phủ màu đen, thong thả chạy về phía trước, cho đến khi tới trước tòa cao ốc chính phủ, Phương Di mặc áo sơ mi trắng bó sát, váy ngắn màu đen, mái tóc thẳng dài đến eo, dẫn theo vô số cảnh sát, đã chờ từ trước, nhìn thấy chiếc xe của tỉnh kỳ đang chậm rãi lái tới, cô không nói hai lời, rút súng lục phi ưng ra, ngưng mặt nhanh chóng nạp đạn, dẫn theo cảnh sát, phân ra đứng hai bên đường, theo sự chỉ thị của ủy viên trương, hộ tống đường khả hình cô con gái nuôi này. Đến phủ thủ tướng cho đến đoạn đường cuối cùng. Đường khả hình ngồi sau xe tỏa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bóng người điệp y, vẫn trầm ổn đi về phía trước. Cô không hiểu sao bóng cảm giác vừa rồi chỉ là một chiếc xe chính phủ đi trước, đột nhiên lại có một đám người, chặt chẽ canh giữ hai bên đường xe chạy, cô có chút kỳ quái cùng khẩn trương. Tịnh kỳ lưu chuyển ánh mắt, nhìn đường khả hình đang dần khẩn trương, liền nhịn không được cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, ngày kia chuẩn bị cử hành cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn, cô khẩn trương sao? Đường Khả Hinh quay mặt sang, thật sâu liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ một cái, không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Tịnh Kỳ dường như có chút xúc động nhìn về phía Đường Khả Hinh, dịu dàng cười nói, kỳ thực, có đôi khi một cuộc thi đấu, thể hiện chẳng qua là năng lực tập trung, nhưng mà chúng ta ở rất nhiều thời điểm, đều quên đi ước nguyện ban đầu của cuộc thi đấu, chẳng qua là vì tiến bộ, hư vinh là những thứ rất đáng sợ. Thủ tướng thường nói, cảm giác sợ hãi thường đến từ chính góc tối trong nội tâm, dù cho chúng ta cảm thấy không cách nào phá bỏ, nào ngờ, sợ hãi không phải là một loại chướng ngại, chẳng qua chỉ là một chút tâm tình mà thôi. Thay đổi tâm tình là có thể. Đường khả hình hiểu ý trong lời nói của tịnh kỳ, trầm ngưng một hồi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn cứng rắn. Hàng dài những chiếc xe chậm rãi theo con đường Đông Hoàn, chạy về phía con đường lớn Trung Hoàn, lướt qua vòng xoay đài phun nước giữa con đường lớn trung hoàn xe cộ hệt như con thuồng luồng vòng quanh vòng xoay đài phun nước bắt đầu xoay tròn bọt nước bảy màu kia lộ ra ánh sáng đầy sắc màu thập phần trói mắt tạo thành hình võng như những đóa hoa dưới suối phun đang tuôn chảy kia đón mưa phùn phất phới không chút nào phát hiện bên trong có bất kỳ biến hóa gì hệ thống tia tử ngoại của thế giới lộng lẫy theo dòng xe cộ từ từ bắt đầu phân tích những biến hóa số liệu của suối phun nước mỹ linh hơi nhíu mày Nhìn về phía đài phun nước giữa màn hình máy vi tính kia, nhanh chóng hỏi, "Tô tiên sinh, hệ thống phân tích số liệu và kiểm tra đo lường phản ứng nhiệt năng của chúng ta, có phải dưới âm 5 độ C sẽ không cách nào tiến hành hay không?" Ừ, Tô Lạc Hoành hơi lặng im không chú ý lên tiếng trả lời, cũng lưu chuyển hai mắt nhìn về phía đài phun nước kia, có một loại dự cảm không tốt lập tức dâng lên, nhìn nhiệt độ dưới hồ đài phun nước, dự đoán gần âm 10 độ, hai mắt anh sáng ngời, tức khắc đè xuống bộ đàm hướng về phía nhân viên tổng bộ bên kia của tỉnh kỳ khẩn trương hô to, dừng xe. Phương Di cùng những người khác nhận được lệnh, trong nháy mắt rút súng xoay người, nhắm ngay đài phun nước, người già dạ hành ẩn nấp trong hồ của đài phun nước, đã mặc áo màu trắng, bỗng nhiên đứng lên, giơ súng lục tản đạn, bỗng nhiên bóp cò súng, viên đạn tức khắc bắn trúng chiếc xe con màu đen mà tỉnh kỳ cùng đường khả hình đang ngồi, phịch một tiếng nổ mạnh. Xe bỗng nhiên bốc cháy, ánh lửa trong nháy mắt cháy sáng khắp bầu trời tối đen, còn vô số nước mưa tung bay lên. Điệp y nghe tiếng nổ mạnh bên kia, lập tức quay mặt sang, nhìn về phía chiếc xe nổ tung bắn ra tia lửa kia, hai tròng mắt lóe ra tia sáng sắc bén, lập tức nói không nên lời. chương 1024, phiêu Hương Phủ thủ tướng. Sáng sớm, khói xanh vấn vưởng, bóng trúc xanh xanh, lộ ra bầu không khí trung thu nồng đậm, trong tròi nghỉ mát trái phải nối tiếp chiếc cầu tre quanh co, cứ ba bước lại có một chiếc đèn cung đình chế tác bằng đồng, ngọn đèn trải qua một đêm ngột rửa của mưa gió, càng sáng rõ mãnh liệt, giữa giải lụa mỏng với hình đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi lóa mắt, làm bạn với những đóa hoa thiếu nữ nhẹ khiêu vũ, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động bóng trúc giữa không trung, tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ. Toàn bộ vẫn dưới ánh sáng đèn, giống như điệu múa duyên dáng vui tươi của buổi sớm mai đẹp nhất, vô cùng náo nhiệt. Ba thiếu nữ, mặc sườn xám màu xanh, tay bưng chiếc đàn tranh 12 dây kiểu cổ, mặt mỉm cười, từ cầu tre thong thả đi đến bước qua bóng trúc lưu lại dáng vẻ mềm mại của anna trung thu đã đến tô linh tiểu thư chuẩn bị ở trong nhà cử hành thịnh yến mừng trung thu cô vẫn luôn trong việc xã giao được mệnh danh vô cùng duyên dáng đối với chuyện chủ trì có vài chuẩn mực hành vi cẩn thận tỉ mỉ mọi việc lớn nhỏ trong tô ra đều được cô xử lý một cách gọn gàng ngăn nắp nhưng mà vẫn không rõ lắm tất cả chuyện này chỉ vì muốn người em trai mà cô yêu mến nhất có thể không chịu áp lực tiếp tục hoàn thành ước vọng làm bác sĩ. Gió nhẹ lại lướt qua, truyền tới tiếng nước róc rách. Đại sảnh cổ kính xa hoa, cửa kính khung gỗ đàn hương, đóng thật chặt, trái phải hai bên hành lang những bông hoa trắng, điêu khắc cổ đại chiến cảnh huy hoàng, hai đường từ trên núi dẫn xuống suối nguồn, trải qua ven hành lang, tám bức tượng rùa đá lớn được điêu khắc vô cùng sống động, đang ngồi bên cạnh dòng suối, từ trong miệng không ngừng phun phun ra bọt nước trắng xóa, trải qua đáy nước ánh đèn màu vàng dòng soi sáng giống như suối vàng nối tiếp nhau. Một bà lão tuổi chừng 60, mặc đồng phục màu đen, trên mặt lộ vẻ nghiêm cẩn, bước chân bình ổn có lực, dẫn theo ba người hầu mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn đen, dọc theo hành lang trắng đi về phía trước, thỉnh thoảng từ cửa sổ không hòa tiết, nhìn thấy người dẫn đầu bưng một nồi cháo thơm ngon đã được hầm như, mặt trên nắp đậy hơi hé mở ra, vài người tiếp theo bưng theo vài món điểm tâm, chỉ là cải bông chế biến cơ bản, rau trộn dưa chuột giòn ướp lạnh, còn có củ cải ngọt giòn dưới lên một chút dầu ớt đỏ. Người thứ ba thì bưng đĩa măng cụt dưới chấn đã được ướp lạnh, để lộ nửa vỏ quả màu tím đen, thịt quả trắng muốt cũng lộ ra bên ngoài, vào buổi sáng sớm này, tỏa ra một chút hương vị đặc biệt dụ hoặc. Cửa kính phòng khách, chợt mở, ánh ra ngọn đèn cung đình bảy sắc giữa phòng khách xa hoa, còn có những bức bích họa thư pháp cao vài thước huy hoàng khí phách, vẽ những chữ thư pháp lớn với khí thể hào hùng. Hàng lang tầng hai cứ vài bước chân lại là những giải lụa đỏ thấm tung bay, đã được dây vàng cột lại, trái phải hai bên là tấm bình phong rồng bay cao tám thước dựng đứng lên, bên trái sảnh đài khách với bóng trúc nhẹ nhàng chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy bên trong là bức bích họa khổng thước vương cùng với chín lò đàn hương. Gốc cây trăm năm được chạm khắc thành bàn trà gỗ với cách bài trí yêu nhã. Sau một bức bình phong rồng bay khác, lại là phòng ăn cổ hương tao nhã, thiết kế bán trong suốt, bên ngoài bức tường thủy tinh, trồng 12 bụi cây kim trúc, rời tầm mắt ra bên ngoài, viên lâm mỹ cảnh thu hết vào đáy mắt, bốn cột trụ gỗ lim được điêu khắc thành đồng tâm kết của Trung Quốc, thập phần khí phách canh giữ bốn góc phòng ăn, bàn ăn gỗ lim dài năm thước, được trải khăn thêu rồng vàng màu đỏ thấm, trái phải hai bên được bài trí chén ngọc, đĩa ngọc, lót đũa ngọc, còn có thiền ngọc, ở giữa bàn xoay là một chiếc mâm ngọc được đặt ngay ngắn. Vài đóa sen trắng nở rộ vô cùng khí phách, Tô Linh vẫn luôn hiếu thuận, vì biết mẹ là nhân sĩ quê quán ở vùng Tô Châu, từ trước đến nay đối với vườn cây và thiêu thùa, đều vô cùng yêu thích, cho nên cách sắp xếp trong nhà, cứ một khoảng thời gian, liền sẽ vì mẹ mà thay đổi một lần, bình thường trong nhà, từ ông nội, cha, mẹ, cho đến vị hôn phu và em trai, cô đều nhất nhất chiếu cố một cách chu đáo, rất được thủ tướng yêu thích và thoải mái. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Ba người hầu cùng lão quản gia đứng tại phòng ăn, chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua khe hở của tấm bình phong, nhìn thấy Tô Linh, mặc áo sơ mi kiểu dáng mới nhất năm nay của Gucci cùng với chiếc quần dài màu trắng bó sát, hiện ra cái eo mảnh khảnh của cô, cùng đùi thon dài đẹp, mang đôi giày cao gót trắng, mái tóc thẳng dài xỏa tự nhiên lúc đi xuống cầu thang, vừa dịu dàng động lòng người mỉm cười gọi, chào buổi sáng tình di. Tình di đứng tại phòng ăn, mỉm cười quay đầu, nhìn về phía tô linh hôm nay tinh thần dễ chịu xuống lầu, liền cũng mỉm cười đáp lại tôn tiểu thư, chào buổi sáng. Tô Linh vừa đi về phía phòng ăn, vừa hỏi, điểm tâm của ông nội, đã chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong rồi tình di mỉm cười gật đầu tô linh gật đầu cất bước đi vào phòng ăn nhìn thấy điểm tâm của ông nội quả nhiên đã được đặt trên bàn cơm cô liền trầm mặc đi tới trước mặt cầm lên một đôi đũa ngọc gắp một món trước bán ăn lên bỏ vào trong miệng nhẹ nhai trung quốc có câu ngạn ngữ chính là bách thiện hiếu đứng đầu sao thời cổ những truyền thuyết bi tình về mẹ rất có phẩm chất khí khách tô linh cùng tô thủy kỳ từ nhỏ được giáo dục rất tốt càng hiếu thuận cùng săn sóc hơn hiểu được cha mẹ vì bận rộn lo liệu gia nghiệp vô cùng vất vả cực nhọc. Ông nội lại địa kỳ cao quý là thủ tướng của một đất nước, mỗi ngày kiếm bạc tỷ, vì quốc gia mà hiến dâng toàn bộ sức khỏe và tinh thần của mình. Hai chị em liền thay thế cha mẹ ở trước mặt ông nội đều cố gắng đạo hiếu, phàm là chuẩn bị từng bữa ăn trong ngày cho ông nội, đều phải do hai chị em nhất nhất dùng thử trước, nếu bọn họ không ở nhà, cũng phải do một người có chuyên môn thay bọn họ nếm thử, thứ nhất vì lòng hiếu thảo, Thứ hai là để bảo đảm an toàn khỏe mạnh cho sức khỏe của ông nội. Sao trong số trăm điều thiện thì chữ hiếu đứng đầu. Tô Linh nhẹ nhai xong phần điểm tâm, liền có chút hài lòng mỉm cười gật gật đầu, nói: "Mấy loại tỏi nhỏ trong nhà Tình Di càng lúc càng thơm, trộn chung với rau trộn và dưa chuột, thập phần nhẹ nhàng khoan khoái hương nồng ngon miệng. Đoạn thời gian trước, ông nội còn hỏi, tỏi nhỏ trên ban công nhà Tình Di sao không có?" Tôi còn tức giận nói với ông rằng: "Đã không có, lại hái hết." cũng không trở lại chút cho người ăn sao. Tình Di nghe lời này, nhịn không bật cười. Tô Linh cũng đặt đũa xuống, nhận lấy một tách hồng trà táo tàu mà người hầu bưng qua, vừa mở nắp uống một hớp, mới nhìn xung quanh không gian đầy tĩnh lặng, mỉm cười hỏi, khả hình đâu. Tình Di tức khắc trả lời cô nói, dự đoán còn chưa thức dậy, tối hôm qua đến quá muộn, cũng có chút mệt mỏi, lúc đỡ cô ấy xuống xe, còn chưa kịp xem kỹ tình hình, lại do tỉnh kỳ đỡ cô ấy lên lầu ngủ. Tô Linh mỉm cười gật gật đầu, hỏi lại, vậy Thủy Kỳ đâu? Tô Thiếu ra tối hôm qua ở bệnh viện trực đêm, vẫn chưa về. Tình Di lại nhanh chóng cười nói. Ừ, Tô Linh lại nhẹ uống một ngụm trà, mới yếu ớt nói, sáng sớm hôm nay, lúc tôi lên, phát hiện thời tiết có chút lạnh, mặc dù trời mưa, nhưng vẫn cảm giác gió thu buổi sáng sớm rất thoải mái, khiến cho không khí có chút khô. Cô mau đi chuẩn bị hai máy gia tăng độ ẩm tôi mang từ Pháp về, một cái đặt ở phòng của Tô Thiếu ra, một cái đặt ở phòng đường tiểu thư đừng để quá khô đối với làn da hay sức khỏe cũng đều không tốt vâng tình di tức khắc gật đầu tôi có việc đi ra ngoài trước tô linh ôn nhu đem tách xứ màu lam đặt xuống liếc mắt nhìn bên trong chén cháo sa ngọc kia nhàn nhạt, nhạt nói sau này đừng dùng tách lam để đựng trà táo tẩu nữa cánh hoa hồng tươi đẹp kia đều nhìn không thấy vâng người hầu đứng bên cạnh đáp nhẹ tô linh xoay người nhận lấy chiếc túi sách chi màu vàng mà người hầu đưa tới, nhìn mọi người mỉm cười, liền cất bước đi ra ngoài. đúng lúc này lại phát hiện trong hoa viên đang lái tới mấy chiếc xe chính phủ màu đen. cô hơi ngừng lại trước cửa chính, nhìn về phía những chiếc xe quan chức lớn kia, biết bọn họ có chuyện quan trọng cần báo cáo. gần đây thân thể ông nội vẫn còn bệnh nhẹ, vẫn ở trong nhà tiếp kiến quan viên trước. cô im lặng không lên tiếng, theo thói quen tránh né quan viên, quay người đi hành lang bên trái màu trắng, vừa đi về phía trước vừa cách những đóa lan nhìn thấy cả đám quan viên mỗi người mặc âu phục màu đen hết sức cẩn thận bước xuống xe cũng không dám đi về phía trước đầu tiên là tôn kính hơi sửa sang âu phục một chút lúc tịnh kỳ nhanh chóng cất bước đi ra để chào hỏi mới nghiêm túc đi về phía trước quản gia người hầu bên trong phòng khách còn có một đám người nhìn thấy cảnh này nhao nhao lảng tránh xin mời tịnh kỳ mặc đồng phục váy ngắn đen sáng sớm đã thức dậy hầu hạ thủ tướng đến biệt huyền viết sử sách nghe nói có quan viên tới chơi, tức khắc xoay người xuống lầu nghênh tiếp, khi cô dẫn quan viên đến thư phòng của thủ tướng, vô thức liếc nhìn cánh cửa hoa văn cuối hành lang một cái, trái phải hai bên tường, còn có những tác phẩm điêu khắc vô cùng danh tiếng của đất nước, từng trận mùi thơm gỗ đàn hương, tỏa ra, nghĩ cô hôm nay hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt. Đã đến thư phòng thủ tướng, tịnh kỳ trước tiên đi vào thông báo một tiếng, sau đó liền dẫn quan viên nhanh chóng đi vào trong. Cửa, nhẹ nhàng khép lại, cạch một tiếng. Trong một căn phòng nào đó, nhẹ nhàng bay tới một luồng gió mang theo hương hoa sen thơm mát, khiến cho những bóng trúc rơi ngoài cửa sổ kia cũng nhẹ nhàng lay động, những bông hoa tương tư nhỏ màu hồng phấn cũng theo cơn gió nhẹ kia, đong đưa qua lại, thỉnh thoảng bay một vài cánh hoa, cách đó không xa vài nhánh cây nho nhỏ, lá vàng cũng đã nhẹ nhàng tung bay. Cảnh thu đan sen vô số màu sắc, giống như một bức họa cầm tú diễm lệ đầy sắc màu, lướt qua mùa hè tối tăm, cứ tiêu sái mà nghênh đón mùa chân chính thuộc về nó trên chiếc giường màu trắng xưa kia, người nào đó, theo tiếng đóng cửa kia, không hiểu mở hai mắt ra, nhìn về phía chiếc đèn trùm cung đình trên đỉnh trần nhà kia, mông lung mơ màng nháy mắt. chương 1025, chấn động lòng người. Một bầu không khí khẩn trương, theo bóng hình xinh đẹp của những chú bướm nhỏ, trắng muốt và dịu dàng bên cạnh cửa sổ sát đất. Đường khả hình trong nháy mắt ngồi bật dậy, dường như mới vừa tỉnh lại từ trong mộc, hai tròng mắt mở to, mê man nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, lặng yên chiếu qua cửa sổ thủy tinh vào trên sàn gỗ. Cô nhìn xung quanh căn phòng xa hoa, được chia làm phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, ở giữa có chắn một tấm bình phong gồm chín bức hoa mộc lan di động. Giờ phút này tấm bình phong hơi mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng gian phòng khách, một chiếc sofa nhỏ được trang trí theo phong cách mùa thu ấm áp, bên trên là những chiếc gối nhỏ hình vuông theo hình hoa mộc lan. Ở giữa là chiếc bàn nhỏ để uống trà, bên trên vẫn còn chén trà từ đêm qua, trên bức tường phía trước treo một chiếc đồng hồ bằng kim loại quý, bên cạnh là bức vẽ chim khổng tước, ngay bên dưới đặt một cây tử đàn thấp, hai bên trái phải đặt hai chiếc bếp lò cửu đỉnh cỡ nhỏ, làn khói bay vấn vít, xung quanh là những gốc mẫu đơn. Bên ngoài ban công rộng lớn, do đêm qua mưa to nên có chút ẩm ướt, bởi vì tiết trời mùa thu vô cùng thoải mái, những làn khói từ từ bay lượn, những khóm trúc xanh lay động nhẹ nhàng, bên cạnh cửa sổ sát đất có đặt một chiếc ghế dựa có hình hoa cúc vàng chiếc đệm ngồi màu tím nhìn vào vô cùng thoải mái bên cạnh ghế dựa là một chiếc đèn lồng cao hơn một mét như trong cung điện của quý phi thời nhà đường trên tấm lụa mỏng là hình ảnh những chú bướm nhẹ nhàng bay lượt dường như cũng tham lam khí trời mùa thu tất cả điều này đều thoải mái giống như trong giấc mộng có chút không chân thực đường khả hinh mặc váy ngủ tơ lụa màu trắng cổ chữ v ngồi trên giường vẻ mặt mông lung như cánh hoa đào toát ra sự mê người, mấy sợi tóc mái lộn xộn càng lộ ra sự gợi cảm từ sự lười biếng của mình. Cô tiếp tục thích thú nhìn vào tấm lụa mỏng trên đèn lồng bên cạnh của sổ sát đất kia, hình bóng xinh đẹp của những chú bướm, giống như chúng nó đã chờ đợi rất lâu, đợi chủ nhân của nó tỉnh dậy, vì vậy chúng nó mới toát ra một vẻ thống khổ như vậy. Cô nhìn hình ảnh này, không kìm được lòng liền nhấc chiếc chăn hình hoa mẫu đơn lên, chân trần bước xuống sàn gỗ, đi về hướng chiếc đèn lồng cung đình Mỹ lệ kia, tùy ý để cho làn gió nhỏ làm làn váy dài bay phấp phới đây chính là hương khí trời ban của cô làm cho người khác đều nghĩ đến những chú bướm vẫn bay nhẹ nhàng như cũ giữa lồng đèn vẻ mặt đường khả hinh lộ ra vẻ kỳ lạ giống như trẻ em đi tới bên cạnh chiếc đèn lồng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy chiếc đèn lồng nào đẹp như vậy không kìm lòng được buông sự phòng bị cùng tâm trạng khẩn trương của bản thân nở ra nụ cười ôn nhu vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay tròn chiếc đèn lồng Tò mò thưởng thức thiết kế cùng vẻ đẹp của chiếc đèn lồng, lúc này mới phát hiện trên chiếc đèn lồng có một cánh cửa nhỏ, có chốt mở ra. Cô nghĩ ngợi một lúc, liền nhịn không được mà nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ giữa chiếc đèn lồng kia ra, lập tức nhìn thấy hơn 10 chú bướm nhỏ xinh đẹp màu tím, màu xanh, màu hồng, màu vàng và màu trắng, chậm rãi bay nhẹ nhàng giữa lồng đèn. Qua gương mặt trắng nõn chăm chú của cô hướng về phía cửa sổ sát đất bay đi, dường như đến những chú bướm cũng hiểu Bên ngoài bầu trời giá lạnh kia tuy không ấm áp được bằng bên trong đèn lồng, thế nhưng khát vọng được tự do chính là kỳ vọng của mọi sinh linh trên thế giới. Đường Khả Hinh lập tức có chút xúc động đứng trước cửa sổ sát đất nhìn những chú bướm dần bay xa, trong lòng liền cảm thấy chút yên bình. Cô xoay người nhìn toàn bộ căn phòng, lúc này mới phát hiện trên hai ống tay chiếc váy ngủ rộng thùng thình có thêu phong cảnh con đường tơ lụa nổi tiếng, đều là thêu thủ công không giống với bình thường liền có chút hiếu kỳ cúi đầu nhìn chính mình đang mặc một chiếc váy ngủ hình hoa mẫu đơn có giá trị xa xỉ, cổ áo khoét chữ V. Cô thậm chí còn phát hiện ra chính mình có chút gợi cảm, khuôn mặt lập tức đỏ lên, lấy tay che ở ngực tiếp tục cất bước đi về phía trước, lúc này liền phát hiện bên cạnh giường có một tấm bình phong hình lá trúc. Sau tấm bình phong là một quầy ba nhỏ kiểu châu Âu, ở giữa có bầy tất cả các loại rượu nho mới trên thế giới, có rượu đỏ, rượu trắng, sâm panh, rượu ngâm, thậm chí còn có những loại rượu cũ trên thế giới như rượu vang hồng, rượu nho hoa hồng. Chỉ cần tiếp xúc với các loại rượu trên thế giới, cô gái này không hiểu sao liền có cảm giác an toàn, giống như tính chất trời sinh của dịch rượu như màu máu. Đường khả hình lặng lẽ tiến lên, mở to mắt nhìn các loại rượu đang được bày trong phòng, theo thói quen vươn tay lấy một chai rượu ra từ trên giá, xoay tròn chai rượu nhìn nhãn hiệu trên vỏ chai. Cô lập tức nhận ra đây là Fosnet rượu được sản xuất từ tập đoàn rượu vang lớn nhất Tây Ban Nha, áp dụng phương pháp sản xuất sâm panh của Pháp, cộng với việc áp dụng tiêu thụ trên 140 quốc gia trên toàn thế giới, luôn đi theo hướng bình dân, thế nhưng lại được nhà thơ nổi tiếng Rabindranath Tagore rất yêu thích, biết những loại rượu này nhất định là tô linh cất giữ rất kỹ lưỡng, có thể nhìn ra mặc dù địa vị của cô rất cao quý, lại không phải là người cố chấp cổ hủ, phô trương hư vinh. Bên ngoài căn phòng có âm thanh truyền đến, giống như tiếng bước chân. Đường khả hình kỳ lạ cầm trên tay chai rượu màu xanh, xoay người liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, xuất phát từ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, liền lặng lẽ để chai rượu xuống, xoay người đi về phía cửa phòng. Đứng cạnh cửa một hồi, rốt cuộc không nhịn được vươn tay, nắm lấy tay nắm cửa nhanh chóng mở hé của ra, trong nháy mắt kinh ngạc mở to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nhìn thấy ngoài sảnh tầng 2 của tô ra, cách hai bước chân là một hàng dài lính đặc công đứng nghiêm túc. Hơn 10 viên chức cấp cao của quốc gia nhanh chóng đi về phía trước, dẫn đường là một người phụ nữ, mặc áo sơ mi trắng, váy công sở màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa trông rất nhanh nhẹn, vẻ mặt nghiêm túc ôm trong tay một tập văn kiện, dẫn một số viên chức cấp cao vào trong. Hai đặc công đứng hai bên cửa phòng, cửa nhanh chóng bị tỉnh kỳ mở ra, bên trong liền truyền ra giọng nói của thư ký đang dùng tiếng Nga để giải thích, hai viên chức đang đứng trước bàn như đang chờ nghe chỉ thị. Tịnh kỳ phảng phất dường như không có chuyện gì xoay người cẩn thận khép của phòng lại, cửa cười vừa suy nghĩ, lại có thâm ý nhìn lướt qua cánh cửa phòng khách. Phanh, đường khả hình lập tức sợ hãi giật mình đóng cửa lại, sắc mặt tái nhật xoay người dựa lưng vào cánh cửa kia, tay che ngực, khẩn trương mắt nhìn về phía trước, thở dốc. Tịnh kỳ lặng lẽ đứng trước cửa phòng làm việc của thủ tướng, nhìn về phía cánh của đang khép kia một lúc lâu, rốt cuộc thong thả cất bước, đôi giày cao gót màu đen nhẹ nhàng bước đi về phía cánh cửa kia. Đường khả hình vẫn như cũ dựa vào cánh cửa, nuốt khan nơi cổ họng, Hơi nghiêng đầu muốn nghe âm thanh ngoài cửa, không hiểu sao rất khẩn trương, trên trán cô đổ đầy mồ hôi. Tất cả đều có liên quan đến chính trị, thật sự bí ẩn và không thể xâm phạm, mang theo sự kinh hoàng và bối rối, nhất là lúc cô mở hé cánh cửa ra, thủ tướng mặc bộ quần áo ở nhà màu nâu, ngồi sau bàn làm việc, đeo mắt kính, lặng lẽ kiểm tra văn kiện, cảm giác khẩn trương này làm cho chính cô hít thở không thông. Tịnh Kỳ đã đi tới trước cửa phòng, lại do dự một hồi mới mỉm cười vươn tay, nhẹ gõ cửa phòng kêu nhỏ, đường tiểu thư. Một giọng nói ôn nhu cất lên. Đường khả hình đột nhiên cả kinh, cô biết tịnh kỳ không phải là quản gia bình thường, là người thân tín nhất của thủ tướng, tương lai tiền đồ rộng mở, lại là một cao thủ bí ẩn. Bình thường đều thấy biểu hiện của cô ấy vô cùng thân thiết hòa thuận nhưng vẫn mang đến một loại cảm giác khẩn trương, nhất là lúc này đang ở Tô Gia, nơi này cất giấu bao nhiêu bí mật làm chấn động thế giới. Cô nặng nề thở ra dựa vào cửa phòng, Suy nghĩ một lúc lâu mới biết mình như vậy là không lễ phép, liền chậm rãi xoay người cúi xuống, hai mắt nặng nề nhắm lại một chút, mới đưa tay nắm tay nắm cửa cẩn thận mở cửa ra, vẻ mặt có chút sợ hãi cùng lúng túng. Tịnh Kỳ Ôn Nhu đứng ngoài cửa, nhìn qua khe cửa vào bên trong, thấy Đường Khả Hinh khẩn trương mà hai mắt mở to, cô không kìm được mà cười, giống như chị gái mà quan tâm hỏi, cô tỉnh rồi. Đường Khả Hinh nhìn Tịnh Kỳ than thiết tự nhiên như vậy, lại liếc mắt nhìn ra ngoài sảnh tầng 2 nhưng đặc công vẫn đứng thành hàng dài nghiêm túc như vậy, đành phải lúng túng cười, đáp, vâng. Tịnh kỳ gật đầu, cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếp tục đứng ngoài cửa nhìn về phía đường khả hình cười nói, thật sự rất xin lỗi, bởi vì thủ tướng có chuyện gấp cần phải xử lý ngay, liền hẹn mấy viên chức cấp cao tới nhà, lầu 2 bây giờ là giờ giới nghiêm, phải canh phòng cẩn thận, bởi vì nghĩ cô có thể vẫn còn đang ngủ nên không có thông báo trước cho cô. Không nghĩ đến, mới có 7 giờ sáng mà cô đã tỉnh dậy. Giờ giới nghiêm, đường khả hình có chút khẩn trương lầm bẩm hai mắt nhanh chóng di chuyển, tự nhiên hiểu ra không giống với hội nghị cấp cao của hoàn cầu, có lẽ là chuyện đại sự quốc gia, thế giới, cô không khỏi nâng mi mắt liếc nhìn tịnh kỳ một cái. Hai tròng mắt tịnh kỳ có chút lợi hại, mỉm cười nhìn về phía đường khả hình. Trái tim đường khả hình chợt lạnh lẽo, hai tay lại nắm tay nắm cửa, vẻ mặt bộc lộ sự khẩn trương, vội vàng nghĩ muốn giải thích một chút, lúng túng cười nói, ách. Tôi, Tôi vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không có nghe thấy, chính là hiếu kỳ bên ngoài phòng có tiếng bước chân cho nên hé cửa nhìn một cái, tôi hiện tại lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Cái gì cũng không quan tâm, cô yên tâm, cô không đói sao, tịnh kỳ vì thấy đường khả hình khẩn trương như vậy, nhịn không được cười rộ lên hỏi. Không, không đói, đường khả hình lập tức khẩn trương đáp. Cô cũng không cần rửa mặt trải đầu, tịnh kỳ mỉm cười hỏi. Tôi tự mình làm được rồi. Đường khả hình lập tức nói, lại nghĩ đến thi ngữ, tiên nhi cùng lạp lạp. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tịnh kỳ trầm mặc mà ôn nhu nhìn đường khả hình, mới nói cô không cần khẩn trương, đường tiểu thư. Tôi không có khẩn trương, tôi chỉ là, đường khả hình lập tức nháy hai mắt, cảm giác mình đầu có chút đau, liền vươn tay đặt nhẹ lên chán, có chút mệt mỏi nói tôi chỉ là hơi mệt một chút. Lập tức cảm thấy buồn ngủ, lập tức buồn ngủ. Cô không nói hai lời, liền lập tức muốn đóng sập cửa lại. Đường tiểu thư, Tịnh Kỳ đột nhiên không nhịn được chống tay vào cánh cửa, bất đắc dĩ nhìn cô đang khẩn trương, cười rộ lên nói, tối hôm qua mới trải qua một trận chiến tranh chấn động lòng người như vậy, hôm nay cô hẳn là phải nhạt như mây khói mới đúng. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức mở to đôi mắt, giật mình nhìn về phía Tịnh Kỳ, không đề cập tới thì thiếu chút nữa không nghĩ ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1026, đứng đấy làm gì? Đêm qua, lúc đi trên đường, đường khả Hinh bất chợt nghe thấy trên đường trung hoàn vang lên một tiếng nổ mạnh, làm cả tiên nhi cùng lạp lạp sợ hãi, mọi người liền ngẩng đầu. Nhìn thấy những tấm kính thủy tinh màu đen của tòa cao ốc trăm tầng trên đường Trung Hoàn, phản chiếu ánh lửa lớn mãnh liệt, còn có một chiếc xe con màu đen, nổ tung trên không trung, cảnh tượng giống như trong mấy bộ phim hành động của Hollywood, vô số những con chim cú mèo như U Linh, Hai tròng mắt lóe ra lợi hại, bay theo vòng tròn có tiết tấu trên không trung. Con chim cú mèo dẫn đầu liền vượt lên trước nhằm về phía xe cảnh sát, phịch một tiếng, tiếng nổ mạnh truyền tới, ánh lửa mút trời, máu bắn tung tóe. Chỉ cách có một con phố, Thi Ngữ cùng Tiên Nhi, còn có Lạp Lạp các cô ở cùng một chỗ, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ phía đối diện, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, hai mắt run run hiện rõ sự sợ hãi cùng kinh hoàng, nói không nên lời đến. Tịnh kỳ trong nháy mắt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đường khả Hinh, khuôn mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt lợi nhìn xuyên qua cánh cửa xe màu nâu, nhìn về phía đường phương di đối diện. Tay giơ khẩu súng lết màu đen, dặn dò ba thuộc hạ, đứng trên mui xe chỗ ngã tư, hướng về phía con cú mèo trên bầu trời bắn ra tia phóng xạ, chỉ thấy trên bầu trời sáng lên như ban ngày, cả người xoay tròn 360 độ tìm kiếm. Con cú mèo trong không trung nhất thời bay loạn xạ đập phải nhau, bom trong bụng phịch một tiếng nổ mạnh. Dường như muốn làm nổ tung bầu trời tối tăm này À, lạp lạp cùng tiên nhi lập tức ôm nhau ngồi một chỗ Sợ đến nỗi âm thanh sắc nhọn kêu to Đường khả hình cũng nặng nề thở dốc Ngồi phía sau xe, khẩn trương nhìn về phía đường trung hoàn Những ngọn lửa nổi lên cuồn cuộn Một con chim cú mèo giống như phát hiện con mồi mới Tức khắc như mũi tên lao đi Hai tròng mắt màu xanh lợi hại sắc như lưỡi dao Có một loại khứu rác cùng linh tính trời sinh cảm giác được người huấn luyện muốn tìm, lao đến chiếc xe con màu đen có rèm che cách một con phố. Đường khả hình mở to mắt, nhìn con động vật kỳ quái kia đang lao về phía chính mình. Tịnh kỳ bình tĩnh vươn tay đặt ngang cơ thể đường khả hình, khuôn mặt lạnh lẽo, sơ khẩu súng đe dợt Eagle hỏa lực mạnh gấp 10 lần súng lục màu đen, quay cửa xe xuống, hai chồng mắt sâu thẳm, nhắm ngay đầu con cú mèo kia. Con cú mèo kia dường như tiếp nhận huấn luyện rất mạnh mẽ, có cảm giác được nguy hiểm từ đối phương ở phía trước, nó lập tức như mũi tên xoay người muốn bay thẳng lên bầu trời tối tăm. Muốn chạy, tịnh kỳ chợt nhíu mày, cười lạnh lẽo, nhắm ngay vào đầu con cú mèo đang định bay đi kia, ngay khi nó chỉ còn một điểm nhỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy, mới phịch một tiếng bấm cỏ, viên đạn như mũi tên lao đi, như tốc độ ánh sáng bắn chuẩn xác vào con cú mèo, xác nó liền rơi xuống nổ tung, trên bức tường thủy tinh của cao ốc lại hiện lên ngọn lửa mãnh liệt. Vô số xe cảnh sát từ bốn phương chạy đến, Đèn xanh đèn đỏ nháy loạn xạ khắp nơi. Tịnh Kỳ chậm rãi thu hồi súng lục, thấy Đường Khả Hinh vẫn như cũ khiếp sợ cùng Khẩn Trương, lấy đạn ra, lạnh lùng nói, "Đi." Tài xế bình tĩnh liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ qua gương, liền thong thả xoay tròn tay lái, đạp nhẹ chân ga, chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước. Phòng ngủ. Đường Khả Hinh vẫn mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc thẳng thả tự nhiên, đôi mắt có chút lim dim, Khẩn Trương cùng lúng túng ngồi trước gương trên bàn trang điểm nhìn tịnh kỳ trong gương, rất yêu nhã và lịch sự, giống như người cầm khẩu súng lục trong tay trong nháy mắt bắn rơi con cú mèo đêm qua không phải là cô ấy. Cô ấy đứng một mình trước gương, ánh sáng màu cam của đèn tường nhẹ nhàng nhấp nháy, nhìn quần áo rực rỡ muôn màu, tinh xảo hoa lệ, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng chọn một chiếc áo vải si phông màu trắng của hang Sanen. Cầm lên tay hài lòng nhìn vào vị trí cổ áo bằng gen, kéo dài xuống tận cổ tay áo, nhìn vào rất đoan trang, lại mơ mộng, Đường Khả Hinh nhìn Tịnh Kỳ trong gương, có chút khẩn trương nói: Thật sự không cần phức tạp như thế, tùy tiện chọn là được rồi. Tịnh Kỳ nghe lời này, lặng lẽ mỉm cười, lại cẩn thận chọn quần đùi cùng màu cho cô. Nhìn như không chú ý cầm lên một hộp trang sức cổ bằng đồng. Ôn Nhu đi ra nói: Hôm nay thủ tướng gặp mặt mấy vị viên chức cấp cao, đoán rằng còn phải mất một chút thời gian. Thừa dịp lúc này cô hãy đi thay trang phục, rửa mặt, trải đầu một chút. Sáng nay ngài ấy muốn cùng cô ăn bữa sáng. À. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt trắng bệch, có chút bị dọa sợ nói, ách, tôi cùng thủ tướng dùng bữa sáng sao. Đúng, tịnh kỳ mỉm cười đem quần áo vắt lên tay, cẩn thận nâng cô đứng lên, mới mềm giọng nói, đúng vậy, cùng nhau dùng bữa sáng, hai ngày nay ngài ấy vẫn suy nghĩ, muốn cô qua đây cùng trò chuyện. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim không hiểu sao thu lại, hai tròng mắt mạnh mẽ lóe ra sự ngổn ngang. Tịnh kỳ nâng mí mắt liếc nhìn đường khả hình một cái, lại không kìm lòng được mỉm cười cùng đi đến trước cửa phòng tắm mới đưa quần áo cho đường khả hinh, mới ôn nhu nói cô vào trong rửa mặt trải đầu tôi ở ngoài đợi cô đường khả hinh ôm quần áo nhìn cô ấy một cái liền trầm mặc gật đầu mang theo vài phần tâm tình khẩn trương đi vào phòng tắm nhẹ tay khép lại cánh cửa đầy hoa và cây cảnh tịnh kỳ đứng trước cửa phòng tắm nhìn cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại nhớ tới dáng vẻ khẩn trương của đường khả hinh lúc vừa mở cửa phòng cô không khỏi cúi đầu bật cười thời gian trôi qua một lúc. Đường khả hình rốt cuộc rửa mặt trải đầu xong, mặc vào chiếc áo si phông màu trắng hiệu sanen, quần đùi cùng màu, lộ ra đôi chân thon dài trắng nón, tóc buộc cao đuôi ngựa, thoạt nhìn đoan trang giống như tiểu thư khuê các, chân đi đôi giày cao gót 4cm màu bạc, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi ra, lại nhìn thấy căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những làn khói mờ ảo lượn quanh cây tử đàn, cũng không thấy tịnh kỳ, cô liền nghi ngờ bước ra, ôn nhu kêu một tiếng, tịnh kỳ tiểu thư xung quanh không có tiếng đáp lại trước bàn trang điểm vẫn đặt chiếc hộp trang sức cổ bằng đồng như cũ để kia đồng chất tinh xảo hộp trang sức còn có tranh cúc vạn thọ bạc hà cùng bảy mùi hương khác được đốt lên hình thành làn khói mờ ảo bay lượn trong không khí một âm thanh nhỏ cũng không có không gian yên tĩnh thậm chí có chút quỷ dị đường khả hình đứng giữa phòng lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng tâm trạng không khỏi nghi hoặc có phải thủ tướng bỗng nhiên có việc cho nên gọi tỉnh kỳ đi rồi Chẳng lẽ xảy ra chuyện quan trọng, cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ngoài sảnh tầng 2, có rất nhiều viên chức cấp cao, vẻ mặt mỗi người bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, hết sức cẩn thận. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cô liền nhịn không được mà lặng lẽ cất bước đi về hướng cửa phòng, vô thức nghiêng mặt dán lên cánh cửa, muốn lắng nghe âm thanh bên ngoài. Một âm thanh dù nhỏ cũng không có. Cô mở to mắt, kỳ quái cầm lấy tay nắm cửa, nghĩ, không có âm thanh gì, chẳng lẽ bọn họ đều đi rồi? Cô nghĩ một lúc, lại nghiêng mặt áp tai vào cánh cửa muốn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vẫn như cũng một âm thanh nhỏ cũng không có. Đường khả hình đứng cạnh cửa, hai mắt mạnh mẽ di chuyển một chút, nghĩ đến không thấy tịnh kỳ đây, không biết đã phát sinh chuyện gì. Hơn nữa thủ tướng muốn dùng bữa sáng cùng mình, chính mình vẫn đứng ngốc trong phòng cũng không được. Cô nghĩ ngợi một chút liền cố lấy dũng khí cầm tay nắm cửa nhẹ xoay, cánh cửa kêu cạch một tiếng mở ra phịch một con chim nháy mắt vọt vào mảnh rèm cửa trên của sổ sát đất không ngừng vùng vẫy mẹ ơi đường khả hinh trong nháy mắt giật mình xoay người sắc mặt tái nhợt nhìn vào rèm cửa trong suốt có một chú chim đang dẫy ruộng không ngừng vỗ cánh cũng không biết là đang cùng mình chơi trốn tìm còn không thoát ra được chiếc rèm kia không ngừng học vẹt nói tiểu hinh hinh cẩn thận tiểu hinh hinh cẩn thận không biết rốt cuộc nó gọi là gì Đường khả hinh tức giận liếc mắt nhìn nó một cái mới khẩn trương xoay người vô thức nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ló đầu ra, mở to mắt kinh ngạc nhìn vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, viên chức cùng đặc công đứng thành hang trong sảnh tầng 2, lúc này chỉ còn một mảng yên lặng, chỉ còn lại một bầu không khí nghiêm túc, còn có những tác phẩm điêu khắc hùng vĩ cùng rèm cửa trang trí màu đỏ thấm. Người đâu hết rồi, chẳng lẽ toàn bộ đều chen chúc vào phòng làm việc của thủ tướng? Không thể nào, đường khả hình tăng thêm một chút can đảm, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mở cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí bước ra khỏi phòng, tò mò nhìn xung quanh, cơ hồ đều không có ai, hơn nữa cũng không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong phòng làm việc của thủ tướng, cô liền tò mò nhẹ bước, giày cao gót đạp xuống sàn vang lên những âm thanh thanh thúy. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Đường khả hình lập tức có chủ ý không thể đứng trước cửa phòng mình, nhìn toàn bộ sảnh tầng hai rộng rãi, xác định mọi người đã rời đi rồi, thế còn tịnh kỳ đâu. Hai mắt cô di chuyển nghĩ ngợi, Cảm thấy cứ đứng ngốc ở đây cũng không phải là biện pháp, đem chút can đảm mang theo lòng hiếu kỳ liền bước về phía cầu thang hình xoắn ốc, nhìn cầu thang được làm bằng gỗ lim, được lau chùi đến sáng bóng, lộ ra hương thơm gỗ mộc lan. Cô nặng nề thở hổn hển một hơi, liền quyết định vươn tay nắm lấy tay vịn cầu thang có điêu khắc đầu rồng, cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang. Lúc này đã là giữa thu, khí trời xanh biếc chậm rãi còn chưa tới, khắp bầu trời lộ ra một mảng trắng, xen kẽ là một vài điểm u ám khắp rừng trúc, trúc xanh liên tục lay động róc rách, một vài lá xanh rơi xuống nhẹ nhàng trong không khí, có chút cô đơn. Tầng 1, phòng khách, phòng ăn, toàn bộ đều yên tĩnh lạ thường, chỉ thấy bóng dáng những khóm trúc thỉnh thoảng lay động, làn khói xanh trong hồ còn chưa tan, có lẽ vì giờ giới nghiêm cho nên không thấy bóng người. Đường khả hình hết sức tò mò đứng bên cạnh cầu thang, nhìn toàn bộ không gian tĩnh lặng này, thậm chí còn nhìn ra phía ngoài cửa lớn, xung quanh đình nghỉ mát, lá rơi nhẹ nhàng, âm thanh từ con suối phun ra róc rách truyền đến cô muốn kêu lên hỏi xem có ai không nhưng lại sợ có thể ảnh hưởng tới thủ tướng dù sao ông cũng là người quyền cao chức trọng bản thân bình thường giải quyết công việc theo thói quen cùng chăm sóc sức khỏe rất tốt cho nên cô không dám quấy dày tiếp tục cất bước đầu tiên là đi về hướng phòng ăn thấy phòng ăn xa hoa cũng không có ai chỉ là trên bàn đã bày đồ ăn sáng còn có nồi đất giữ ấm thức ăn hương thơm của nồi cháo tỏa ra làm cho người ta vô thức nuốt nước bọt bụng cô lập tức réo lên. Đường khả hình đưa tay che bụng, gương mặt lộ ra vẻ ngưỡng nhịu nhìn về phía đồ ăn trên bàn, biết mình thật sự đói bụng thế nhưng dù đói cũng không thể ăn, liền đành phải thở dài nuốt một ngụm nước bọt, lại muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lúc xoay người, liền nhìn thấy một nhánh cây tử đàn lộ ra sau tấm bình phong giữa phòng ăn, hình ảnh khoám trúc liên tục lay động, có bóng người đang hoạt động, một mùi hương bay đến, mang theo một loại hương thơm độc nhất của giấy tuyên thành. Ai? Đường khả hình không hiểu nghĩ ngợi, không khống chế được lòng hiếu kỳ liền im lặng tiến lên, đi qua phòng ăn, vòng qua tấm bình phong, cư nhiên nhìn thấy trên khoảng đất trống phía sau hoa viên, một khóm trúc xanh lay động trong gió, những làn khói xanh quanh quẩn chưa tan, mặt trời còn chưa xuất hiện, những chú chim nhỏ đậu trên những cành cây xanh, đầu phe phải nhìn người phía dưới. Một đình nghỉ ngơi màu nâu giữa không gian, hai bên trái phải là hai con sư tử bằng đá, trên chiếc bàn còn có các loại bút lông, bút mực, nghiên mực bày ra, nghiên mực dường như vừa mới mài, còn chưa khô. Thủ tướng mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, đeo kính, ánh mắt cho thấy một chút tiêu tụy nhưng lại mang đến một khí thế tuy không giận mà uy, chỉ thấy trên tay ông cầm bút lông, nhanh chóng viết lên trên giấy tuyên thành câu thơ, quan binh lội qua sông, dòng nước chảy cuồn cuộn, qua giáo mác núi rừng, ánh mặt trời chói lóa, dũng tướng nổi giận, dũng khí chính là tung hoành. Ai nói sông rộng, cỏ lau có thể làm thuyền, không khuất phục trước địch, binh lính xưng hiền lương suy tính vận mưu ứng biến, lục quân đều khỏe mạnh. Giống như thơ ca Đông Sơn, nhiều lo lắng, nhiều yêu thương. Tờ giấy tuyên thành kia thật dài, lộ ra trong gió, nhẹ nhàng dựng lên, có thể thấy được từng nét chữ, lại vì lực quá quá mạnh mẽ, vẫn chưa có thể như dòng nước chảy. Đường khả hình trốn sau tấm bình phong, nhìn về phía bài thơ kia trên tờ giấy tuyên thành, ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, nội tâm không hiểu sao căng thẳng. Quả nhiên, thủ tướng tay cầm bút lông, khuôn mặt chăm chú nhìn bài thơ viết trên giấy tuyên thành, hai tròng mắt lưu truyền, cũng phát hiện trong đó không đủ chỗ, không khỏi nhớ tới vừa rồi định ngày hẹn mấy chục viên trước gặp mặt, trong lòng khó tránh phải phiền muộn, đành phải cố gắng nâng bút, lúc ngồi bút sắp sửa tiếp xúc giấy tuyên thành, động tác của ông tạm dừng một chút, rốt cuộc sâu xa nói, đứng đấy làm gì? Qua đây, đường khả hình đứng bên cạnh tấm bình phong ngẩn ra, trường 1027, phía sau sẽ có bươm bướm một trận gió mát rượi giống như từ thiên đường tới, nhẹ nhàng lướt qua từng lá trúc xanh, truyền đến một trận âm thanh xào xạc ôn nhu đến lạ thường. Thủ tướng chậm rãi buông bút lông, đặt lên nhiên mực, đón làn gió tươi mới, đem miếng ngọc sư tử đặt lên sấp giấy tuyên thành bên cạnh, lúc này ông mới đứng thẳng người, quay mặt sang nhìn về phía người con gái dịu dàng phía sau bình phong kia, nét mặt vừa mới còn trầm ngưng, giờ chỉ còn ý cười tùy ý, Thanh âm từ tính cắt lên, đã tới nơi này rồi thì không cần run rẩy như cầy sấy vậy đâu, lại nói cũng không phải là lần đầu tiên cháu tới đây. Đường Khả Hinh lập tức có chút xấu hổ khẩn trương đứng sau Bình Phong, mặt đỏ hồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngài thủ tướng xin lỗi nói, "Xin lỗi ngài, cháu không phải cố ý muốn quấy lầy ngài, cháu chỉ là cảm nhận được mùi hương của mực, liền muốn tới đây xem thử, không nghĩ đến là ngài viết chữ ở đây." Thủ tướng nghe xong, trên khuôn mặt liền ẩn hiện ý cười nhàn nhạt xoay người, đôi tay già nua cung kính chấp bút mài mực, đặt nhiên, động tác mài mực xoay tròn theo chiều kim đồng hồ thong dong mà hữu lực nói, ta gọi cháu vào trong nhà, vốn chính là muốn cùng cháu nói chuyện phiếm, cùng nhau trò chuyện. Vậy thì có cái gì gọi là quấy giày hay không đạo lý đâu? Qua đây đi. Đường khả Hinh nghe thấy lời này, hai mắt lập tức phụt sáng, cuối cùng lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí bước lên những tán lá mềm mại nơi mặt cỏ hoa viên. Đạp trên những cái bóng trúc in bóng xuống nền cỏ xanh, đi tới bên người ông ấy cùng lão nhân ra người nhìn về phía nét bút vừa hạ xuống trên giấy trắng vừa tới quảng lăng đôi mắt cô liền dịu lại im lặng không lên tiếng ngài thủ tướng liền chậm chạp quay đầu lại ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái trước mặt khẽ cười nói khả hinh cháu hiểu thư pháp chứ đường khả hinh nghe thấy mặt hơi hồng hồng nhưng cũng rất thẳng thắn khiêm tốn cười nói hồi bé cha thường dạy cháu viết chữ bằng bút lông một là vì đây là cái gọi là kế thừa những tinh hoa của đất nước hay là vì muốn cháu tu tâm dưỡng tính. Cháu nhớ ông ấy thường xuyên nói với cháu một câu, thuyết thư Pháp có bát trọng cảnh giới. Bát trọng cảnh giới, Thủ tướng khó có được ngày cùng đàm luận những cái tinh túy của quốc gia với người trẻ tuổi, nên có vẻ rất thú vị, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, hỏi. Đường khả hình cũng cười rộ lên, mềm giọng nói, thành thơi, bình tâm, thành tâm, dung tâm, khiêm tốn, nhân tâm, nhẫn tâm, chuyên tâm. Định kỳ tâm, ứng biến việc thiên hạ, Bình kỳ tâm, luận bàn việc thiên hạ, Thành kỳ tâm, đối đãi với người trong thiên hạ, Dung kỳ tâm, bao dung với mọi vật trong thiên hạ, Hư kỳ tâm, ban phát thiện tâm cho thiên hạ, Nhân kỳ tâm, yêu sự sống trong thiên hạ, Nhẫn kỳ tâm, kiên nhẫn với thiên hạ, Tiềm chi tâm, quan tâm đến việc sống chết của thiên hạ. Thủ tướng có một chút kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười tán thưởng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại có chút ngượng ngùng, tiếp tục giải thích, cười nói, ở trong mắt người xưa thư pháp không những để nung đúc tính tình, bên trong còn bao hàm rất nhiều đạo dưỡng sinh, tâm trí được hun đúc cùng bồi dưỡng, là một loại vận động tinh thần hết sức đặc thù cho mỗi con người, có ích cho sự khỏe mạnh của thân thể, cho nên phàm là yêu sách trị người, tất sẽ có tứ trí. Cái gì gọi là tứ trí? Thủ tướng lấy làm thú vị, mỉm cười hỏi. Đường khả hình kìm lòng không được tiện tay cầm lấy nghiên mực tàu, mỉm cười mai mực, ôn nhu nói, ý chí cứng cỏi tất có trí thì nên, trí cao xa thì mục tiêu rộng lớn, trí cao nhã thì thần thái thành thơi, trí đạm bạc thì cảm xúc tịch mịch, cuối cùng là ý chỉ vui vẻ với nghèo khó, tâm trí cao thượng. Dưỡng sinh bằng thư pháp, chính là con đường mộc mạc nhất, do bắt đầu tuấn mỹ, tu luyện thâm hậu, do nghiêm cẩn chỉnh chu nên hướng đi bình tĩnh tự do, cho đến cuối cùng, do đi theo ý niệm trừu tượng nên cái đạt được cuối cùng chính là phong tao độc nhất vô nhị. Thủ tướng nghe hết những lý giải này, nhìn về phía cô gái ngây thơ đơn thuần ngồi bên, mỉm cười gật đầu, nói, đã rất lâu rồi không có nghe được người nào cùng ta đàm luận như vậy, dù sao những cái thuần ví của quốc gia cũng đã cách xã hội hiện đại càng ngày càng xa rồi. Đường khả hình lại khiêm tốn cười, nhìn về phía nghiên mực sóng sánh, cô thêm một chút nước vào nghiên mực, tiếp tục ôn nhu nói, một quốc gia trọng ở một người thủ tướng, khi phách vốn đã bao phủ khắp non sông. Không người nào có thể dùng những thứ văn bản giải thích ấy để luận giải cùng ngài được. Cái này hẳn đã sớm được ngài vận dụng nhuần nhuyễn rồi, bút pháp cùng kỹ xảo dung nhập ở trong đó từ hữu hình tới vô hình nhìn như không có gì nhưng lại vô cùng ảo diệu thủ tướng nghe những lời này đành từ chối cho ý kiến cười cười đôi mắt thâm thúy nhìn về phía những câu thơ mình vừa viết âm thanh chậm rãi vang lên nếu khả hình cháu đã hiểu được một chút thư pháp như vậy cháu hãy đánh giá một chút xem chữ hôm nay ta viết như thế nào đường khả hình lại liếc mắt nhìn nét chữ hiền hách trên giấy tuyên thành có chút không có ý tứ cúi đầu cười Thủ tướng có lẽ hiểu được ý của cô, liền trực tiếp mỉm cười nói, cứ nói đi đừng ngại. Đường Khả Hinh nghe những lời này, cô mới trầm mặc buông nhiên mực, đến gần xem những nét chữ trên giấy tuyên thành, nhìn thơ câu đầu tiên, quan binh lâm nước sông, thon thon ngón tay ngọc nhẹ điểm binh tự, mỉm cười nói, tục ngữ có nói, thư pháp tốt nhất định binh thư sẽ đủ, tâm trí hợp nhất, mà thủ tướng ngài lại là một người lòng mang chí hướng cao xa, diệt ác hướng thiện, làm mất đi cái sự bình tĩnh của con người nhưng bút pháp ngày hôm nay có vẻ quá sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với khí chất đạm bạc ung dung của ngài. Cháu đoán ngài hôm nay hẳn là có tâm sự. Thủ tướng trầm mặc nhìn về phía giấy tuyên thành, hơi chuyển động hai tròng mắt, nhưng cũng không lên tiếng trả lời. Đường khả hình liếc mắt nhìn bộ dáng bất ổn của ông, liền mỉm cười nói, Tào Phi bị tố, nói hắn là người ích kỷ hẹp hòi, nhưng hắn lại là vị hoàng đế đứng đầu ngụy quốc, văn võ song toàn, là một vị hoàng đế tốt, hơn nữa tính tình cũng tương đối kiềm chế nhất là câu này vừa tới quảng lăng càng cho thấy ánh mắt độc đáo của hắn quả là một phong thái phi phàm cháu hiểu được ý tứ của bài thơ này thủ tướng nghe xong lời này thật không thể không quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ này mỉm cười đường khả hình mỉm cười nói chỉ là hiểu sơ qua một hai điều thôi ạ à. dù sao quãng thời gian cha dạy cháu thư pháp cũng muốn cháu hiểu thêm chút thi từ ca phú bài thơ này đại ý chỉ Tào Phi lúc dẫn binh đường thủy đánh bại Ngô Quốc, cưỡi ngựa kinh qua sông, trong lòng là hào quang vạn trượng, quyết tâm giành thắng lợi, viết ra bài thơ này. Câu đầu thể hiện khí thế như trẻ tre của hắn, câu sau là đề ra thời gian để đất nước nghỉ ngơi lấy sức, phát hiện kinh tế quốc gia. Thử tướng nghe xong, liền mỉm cười. Đường khả hình lại có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, mềm giọng nói, cháu chỉ nghĩ, chỉ có chính nhân quân tử, mới có thể chân chính hiểu được hai chữ quân tử. Cha cháu thường nói, người anh hùng thiện chiến chân chính, không phải là cái loại làm cho xác quân thù trải dài trăm dặm, máu chảy thành sông, một giọt máu cũng không tha, liền có thể khiến cho thiên hạ thần phục, đây mới là cảnh giới cao nhất. Nhưng điều này có dễ vậy sao? Thủ tướng trầm mặc, đường khả hinh lại ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền hiểu ý tứ trong ánh mắt ông, cô không kìm nén được nói, cháu nghĩ hoài niệm chỉ là quá khứ, chung quy lại vẫn có một phần hình ảnh, đó là khi cha đứng sau lưng cháu, để cho cháu đón những tia nắng ban mai, tay cầm tay cháu, đứng ở trước thư án, nghênh ngang một nét, cháu lúc nào cũng nhớ, đó là một ngày mùa đông hưu quạnh, lồng ngực kiên cố vững chắc của cha, kề sát phía sau lưng cháu, hơi ấm kia, đã làm cho cháu cảm giác thật an toàn, từng câu từng chữ ông dạy cháu. Đã giúp cháu đi đến được ngày hôm nay, cháu nghĩ ngài vì vạn dân thiên hạ, cái làm ngài khát vọng hẳn là đứng ở phía sau đứa nhỏ, cho bọn chúng cảm nhận được sự ấm áp, lặng yên dưỡng dục chúng thành người. Cái gọi là chiến tranh, không chỉ có thể hiện ở việc chống lại kẻ địch, mà nó còn được thể hiện ở cái tâm trong chiến tranh. Hy vọng lão nhân ngài, mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng cũng thông cảm cho sự ích kỷ cùng hẹp hòi của chúng cháu, đừng quá tức giận để tránh có hại cho sức khỏe. Thủ tướng nghe thấy những lời này, cuối cùng cũng đã cười rộ lên, tâm tình vui mừng thả lỏng nói, nào có đứa nhỏ nào nói mình như vậy. Đường khả hình cũng có chút xấu hổ, mỉm cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? giống chúng ta là những người phàm trần, không phải khổ vì nghiệp thì chính là khổ vì tình, khẳng định là nếu không có ánh hào quang của ngài, ánh mắt nhìn xa trông rộng thì chúng cháu hẳn là không có cuộc sống ngày hôm nay. Thủ tướng nhìn Khả Hinh cười, nói, Khả Hinh chẳng lẽ đã trải qua cái khó khăn thứ hai rồi. Khuôn mặt đường Khả Hinh, soạt một cái đỏ lên, có vẻ có chút ngượng ngùng cười nói, Thủ tướng ngài lại cười nhạo cháu, cháu so với đám phàm phu tục tử kia thì lại càng phàm phu tục tử hơn, thường thường bị sư phụ trách phạt, chê cháu không đủ tâm trí, không đủ thành thục, thành sự chưa đủ, bại sự có thừa, lão nhân ra người hận không thể đem cháu treo lên, thuận tay cho cháu vài vụt. Thủ tướng nghe những lời nói này, gương mặt thả lỏng, nụ cười lại treo lên, tâm tình khoái trá nhìn về phía cô bé này, xác thực có mang theo một chút tiếc nuối, liền an ủi nói, phàm là đứa nhỏ có chút thiên phú, đều có một chút y tứ phóng túng hơn những đứa trẻ khác, trời sinh tính tình. Đây không phải là cái khuyết điểm gì cả. Đường khả hình chính mình cũng không nhịn được nữa liền cười nói, vậy thủ tướng ngài lần sau nhìn thấy sư phụ cháu nhất định phải nhắc nhở lão nhân ra ngài ấy, để ông ấy mắng cháu ít đi một chút. Sư phụ của cháu, truyền thống nhưng không hề mù quáng, là một người có nguyên tắc, cho nên dạy dỗ học trò, linh hoạt lại không mất đi cá tính, tôn trọng truyền thống, nhưng vẫn không ngừng đổi mới. Cháu có một người thầy tốt, cháu lại càng là một người học trò tốt. Thủ tướng mỉm cười nói xong, cũng đã thấy mình nói chuyện khá lâu, Nét mực đã khô, liền muốn bắt tay vào làm, theo thói quen mài mực. Đường khả hình vội vàng nhận lấy, khôn ngoan vì lão nhân ra người vui vẻ mài mực. Thủ tướng dừng lại động tác, đôi mắt thâm thúy, nhìn đường khả Hinh dịu dàng nhã nhận lịch sự đứng ở một bên, tay nhỏ bé nắm trụ mài mưu xê có tiết tấu, nhưng mặt cũng có thể thấy được tính cách ôn nhu của cô, thập phần săn sóc hiểu lòng người, nhất là cặp mắt kia, thanh sáng thiện lương, nhưng cũng mang một sức hút lạ kỳ. Ông liền chậm lãi gật đầu. Đường khả hình vừa mài mực, vừa ngẩng đầu, khôn ngoan nhìn về phía thủ tướng tươi cười ngọt ngào. Lúc này, gió thu từng trận, bóng trúc lay động liên tục, giống như một nốt nhạc đệm sáng sớm. Một chút ánh nắng ban mai, lặng yên rơi vào trên giấy tuyên thành, làm bừng sáng lên phong cách, quy phạm thập phần quy củ cùng nguyên tắc. Đến đây, cháu đã có chút hiểu biết về thư pháp, biểu diễn cho ta xem một chút. Thủ tướng thấy mực cũng đã được mài không sai biệt lắm, liền cầm lên bút lông thượng đảng Hồ Châu, đã thấm qua mực nước đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhất thời có chút ý cười xấu hổ, nhìn về phía Thủ tướng, khó xử. Đừng sợ, cháu cũng nói, kỹ cạnh trong lòng, chủ yếu là trong lòng có bút. Nào, đến đây, Thủ tướng hứng chí bừng bừng, đem bút lông đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, mắt to long lanh khẽ lưu chuyển một chút, cuối cùng vẫn là ngọt ngào cười rộ lên, liền không khách khí tiếp nhận bút lông, đứng trước thư án ngưng thần nhìn về phía giấy tuyên thành trước mặt, nghĩ nghĩ, cuối cùng cúi người, đôi mắt hiếu thần sáng ngời, bộc lộ chút khí thế ổn kính hữu lực chữ viết theo lối chữ khải, trong lòng là sự cảm kích cùng tôn kính viết, lạc giả dưới chân núi, đông hải chi tân, đạo lý không nói, hạ tử thành hề. Đôi mắt thủ tướng khẽ nhúc nhích, hơi kích động nhìn câu thơ giữa giấy tuyên thành. Bút lông trên tay đường khả hình cũng chứng lại, lặng yên dừng lại ở trên nét chữ xinh đẹp nằm ngay ngắn trên giấy tuyên thành, cuối cùng quay đầu lại, nhìn về phía thủ tướng kìm lòng không đậu cảm kích cùng tôn kính nói vừa cùng thủ tướng ngài nói tứ trí đệ tam trí là trí thú cao nhã thì không tục thái trong mắt của cháu người xưa sớm đã có cái nhìn xa trông rộng hiểu được phàm là học thơ học từ trò chuyện hứng thú nói yêu thích đều nhất định phải xuất phát từ cái tâm thậm chí đối mặt cuộc sống muôn hình vạn trạng nhất định phải hiểu được sang hèn cùng hưởng không thể quá mức biếng nhác tục tăng có lẽ là theo sư phụ lâu ngày chính cháu cũng đã thay đổi rất nhiều Quốc gia của chúng ta luôn chú trọng truyền thống dân tộc, nhưng là vì sao người theo đuổi nó càng ngày càng ít? Những thứ ấy bị đẩy ngã thành cổ xưa, những thứ ấy sánh ngang cùng thiên nhiên, đều cho chúng ta thấy được gió mưa của năm tháng. Có đôi khi, học tập tất nhiên là quan trọng, nhưng là chúng ta lại làm rơi đi những tinh thần xã hội, điều này thật là đáng tiếc. Có lẽ chúng ta chính là bởi vì học được quá nhanh, nên đã ném đi một cơ hội tốt ngàn năm có một. Thủ tướng trầm mặc nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, sư phụ thường nói, người Trung Quốc chúng ta đối với học tập quá cứng nhắc, bởi vì chúng ta không chỉ có đánh rơi, dần mất đi tính nhân văn dân tộc, mà còn quên đi những trí tuệ mà ông cha ta đã tích lũy được. Đường Khả Hinh thật tâm nói, vốn trí và thú, liền như hổ thêm cánh. Cái gọi là, bản tâm lạc vì, ý chỉ phàm là sự thành công ấy, đều có sự lạc quan, hướng về phía trước, thậm chí rộng hơn nữa là tiếp thu ý chí mạnh mẽ, có lẽ không chỉ có mình thích, mà còn phải làm nội ỉ bật được cái hài hước của tinh thần, cháu nghĩ, bởi vì chúng ta đi quá nhanh, mà quên theo đuổi bản chất của nó chính là niềm vui thích. Bây giờ rất nhiều cái tựa gấm thêm hoa, ngài và cha cháu giống nhau, không nói đạo lý, lại dưới tàng cây thành hề không ít, nhưng mặt đối với hàng vạn học trò theo sau mà đối đãi bằng cái tâm nồng nhiệt, các người cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng xin tin tưởng chúng cháu, chỉ cần phía trước có hương hoa, phía sau nhất định sẽ có bươm bướm. Cảm tạ lão nhân ra ngài, đã cho chúng cháu hiểu được tất cả ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thủ tướng lại một lần nữa đánh giá lại người thiếu nữ trước mặt này, trong đôi mắt già nua, bộc lộ một chút kích động cùng tán dương, bỏ đi một vai trò làm thủ tướng của một quốc gia, ông ấy cũng chỉ là một lão nhân gia cũng biết mệt mỏi mà thôi. Đường khả hình trầm mặc nhìn về phía thủ tướng, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, ánh mắt chợt lóe, bắt đầu có chút sợ hãi vì mình nói sai, sắc mặt đột nhiên biến chuyển, khẩn trương cúi đầu đến không dám nói gì. Thủ tướng thâm trầm nhìn về phía Đường Khả Hinh, cái nhìn dài tựa thiên thu, rốt cuộc mới bộc lộ ý cười nói: Đường Chí Long dạy dỗ con gái, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đường Khả Hinh ngẩn ra, có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía ngài ấy, ông lại nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu này, mới nói: đáng tiếc a, à, cháu không thể là con dâu của ta, nếu như là thì thật tốt, cháu có thể mỗi ngày ở trước mặt của ta, bồi ta lúc mệt mỏi những lúc như vậy, có một đứa cháu gái, con gái trò chuyện cùng ta cũng tốt. Khuôn mặt đường khả hình, soạt một chút đỏ lên. Khủ khủ, phía trước một trận tiếng ho khan truyền đến. Đường khả hình hơi giật mình quay mặt sang, cư nhiên nhìn thấy Tô Thủy Kỳ một thân áo sơ mi kẻ ô màu lam, quần thường màu tràm, thập phần tuấn lãng đẹp trai, mị lực vô hạn đứng ở phía dưới cảnh trúc, đôi mắt dịu dàng, đầy thâm ý nhìn về phía cô, trên khuôn mặt điển trai là chút ý cười bất đắc dĩ hai mắt của cô sáng ngời, đón một trận gió nhẹ, tay cầm bút lông, không hiểu sao lại rơi xuống đất, làm bắn ra một vệt mực nước. chương 1028 Tô Thủy Kỳ, anh tại sao lại ở chỗ này? Đường Khả Hinh nói xong, liền vội vàng ngồi sổ người xuống, nhặt bút lông có dính mực lên. Tô Thủy Kỳ nghe thấy những lời ngốc nghếch này, liền phì cười, tùy ý để lá trúc lướt qua khuôn mặt tuấn Mỹ, toàn thân tràn đầy hương thuốc thanh mát, càng làm tăng thêm mị lực thành thục, sự cẩn trọng của anh, trên đầu ngón tay trắng nõn, còn mang theo chút hương vaseline. Sáng nay anh vừa tan tầm về nhà, liền nghe quản gia nói đường khả hình tới, anh sửng sốt đủ 3 phút ngây ngốc ở trên sân cỏ, nói không nên lời. Cho đến khi dì tình ở trước mặt anh vẫy tay mấy lần, anh mới hồi phục lại tinh thần, lập tức có chút xấu hổ khẩn trương, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút ngọt ngào cùng vui mừng, đã rất lâu rất lâu rồi, nụ cười mới nở trên môi anh. Đường khả hình đứng ở trước thư án, tay cầm bút lông, khứu sát nhạy bén, cô lập tức xoay người, mở to mắt nhìn về phía tô thủy kỳ kỳ quái hỏi anh mới vừa từ bệnh viện trở về sao. Trên tay còn có hương vaseline. Thủ tướng nghe xong những lời này, cũng chậm rãi quay mặt sang, nhìn về phía cháu trai. Âm, um, vừa mới trở về, ông nội, sớm, tô thủy kỳ vẻ mặt bộc lộ chút tươi cười nhàn nhạt, nhạt, đáp một tiếng, rồi mới bước trên những tán trúc phủ xanh mặt cỏ, đi đến trước thư án cổ xưa mà chàm, cúi đầu nhìn trên giấy tuyên thành, đó là những nét chữ xinh đẹp có lực của đường khả hinh, tay nhẹ miết trên nét chữ nào đấy, đôi mắt lộ ra chút thưởng thức, mềm giọng nói, anh trên đường trở về, gặp một vụ tai nạn giao thông, cổ họng của tài xế bị vật cản, phổi tích máu, xe cấp cứu còn chưa tới, nên anh ở lại làm một phẫu thuật nhỏ, giúp anh ta thông họng, cắm ống thông khí, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường khả hinh tay nắm bút lông, nghe những lời này, lập tức sợ đến có chút ngây dại. Tô Thủy Kỳ nghiêng mặt, ôn nhu nhìn về phía bộ dáng kia của Đường Khả Hinh, lại không nhịn được cười lên một tiếng nói, thế nào, bị dọa? Ách, Đường Khả Hinh lập tức có chút mất thể diện cười rộ lên, nói, "Vâng, có chút sợ hãi." Tài xế kia không có việc gì chứ ạ? À? Không có việc gì, đưa đến bệnh viện rồi. Anh trực tiếp rửa tay ở ven đường, khả năng còn có chút mùi thuốc tiêu độc khử trùng. Tô Thủy Kỳ nói qua loa một chút, lại liếc một cái tờ giấy tuyên thành trên mặt bàn, nghiên mực, liền nhịn không được cười rộ lên nói, hôm nay ông nội có nhã hưng tốt như vậy. Lúc cháu tiến vào, có để ý qua phòng ăn còn chưa có người đến, ngài đã liền gấp gáp như vậy muốn gặp cháu dâu sao. Đường khả hình nghe thấy lời này, mặt thoáng cái đỏ lên, lập tức cúi đầu, không có ý định nói chuyện. Thủ tướng mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, cầm lên bút lông trước mặt, cho vào một góc nghiên mực bên cạnh, bút lông dính chút nước suối thanh trong, chất lỏng màu đen liền giống như mây mù tản đi, lão nhân ra ngài vừa rửa bút lông, vừa cất giọng nói ta nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, còn không bằng anh cùng khả hình đâu. Trong nhà có cháu trai hay không có thì cũng không sai biệt lắm, bình thường nói cũng không nói nhiều thêm một câu. Sau này ta về hưu, cũng không biết nên trông chờ ai nói với ta được hai câu đây. Không phải còn có chị cháu sao? Tô Thủy Kỳ nhịn không được cười rộ lên, nói. Lúc này tịnh kỳ, mới mỉm cười dẫn hai người hầu đi tới, trong tay cô còn ôm một chiếc áo khoác sợi len màu lam, Trung Quy vẫn cảm thấy có chút lớn so với cô. Thủ tướng hơi nhíu mày, tay cầm bút lông đặt trong nước, nhẹ quệt vài lần, mới trầm giọng nói, chị gái anh thì lại nói nhiều như con vẹt thế kia, chính là so với vẹt của anh còn nói nhiều hơn một chút ấy. Vừa nói xong, một thân ảnh màu xanh, trong nháy mắt như mũi tên lao thẳng qua thư án, cuối cùng dừng lại trên cành cây, đôi cánh màu xanh liên tục vẫy vẫy, sửa lại cái đầu vàng ống, cái mỏ đỏ, không ngừng kêu xèo xèo tiểu hinh hinh, cẩn thận tâm. Đường Khả Hinh lập tức nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía con vẹt trên cành trúc, lập tức tò mò nói, Tô Thủy Kỳ, nguyên lai đây là con vẹt anh nuôi sao? Nó rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ách, Tô Thủy Kỳ lập tức có chút lúng túng đứng ở trước thư án, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đám lông anh vũ trên cành kia, đang không biết có nên ném nó ra ngoài hay không thì xúc sinh kia lại gọi, tiểu hinh hinh, tiểu hình hinh lồng ngực của hắn hụt một hơi không biết nên nói như thế nào phốc tịnh kỳ đứng ở một bên vì ông nội khoác áo lên người vừa kìm lòng không được cúi đầu cười đường khả hinh nghiêng mặt giống như đứa nhỏ lướt nhìn tô thủy kỳ lại kỳ quái hỏi nó rốt cuộc là nói cái gì vậy nó nó tô thủy kỳ nhất thời có chút thất thố quay mặt sang nhìn đường khả hinh hai mắt nháy liên tục có chút lúng túng nói nó 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 đang nói Thủ tướng rửa bút xong, liền im lặng không lên tiếng đem bút treo lên, để nó đón gió nhanh khô, mới nhàn nhạt xoay người lại, nói, nó đang nói sao nhỏ trên trời, sáng lấp lánh. Tô Thủy Kỳ nhất thời một bộ dạng quẫn bách nhìn ông nội. Thủ tướng khó có được lúc tươi cười như vậy, liền chậm rãi xoay người đi về phía trước, lại bởi vì đứng hơi lâu, chân có chút tê mỏi, đường khả hình chú ý đến điều này, lập tức khôn ngoan vươn hai tay, nhẹ nhàng một bắt được cánh tay của lão nhân ra người. Thủ tướng dừng bước lại, chậm chạp cúi đầu, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu, nhìn về phía ngài ấy cười ngọt ngào. Hai người cứ như vậy trầm mặc đi vào phòng ăn, Tịnh Kỳ cũng dẫn hai người hầu mỉm cười đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ một mình một người, đứng ở trước thư án, bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn con chim anh vũ vẫn còn đang đậu trên cành trúc, tức giận vươn tay chỉ chỉ, đập đập lên thư án, ra lệnh, ngươi xuống cho ta. Xuống đây anh bạn anh Vũ đang đậu trên cành trúc, nhìn Tô Thủy Kỳ, cũng cảm giác được chủ nhân có chút tức giận, rũ rũ đầu, xoay trái xoay phải, hai mắt chính là long lanh đảo liên liệu. Người nếu không xuống đây cho ta, ta lập tức cho người ít formalin, có tin hay không? Tô Thủy Kỳ chỉ vào nó, lại uy hiếp nói. Anh bạn này quả nhiên là do bác sĩ nuôi dưỡng có khác, lập tức kêu một tiếng, liền dương cánh, như mũi tên lao đến trước bàn, trái phải lắc lắc cái đầu nho nhỏ, nháy mắt liên tục thật không đáng yêu chút nào. Ngươi vừa nói cái gì? Tô Thủy Kỳ chỉ vào nó, sắc mặt đen thui hỏi. Tiểu hinh hinh, tiểu hinh hinh, tiểu anh vũ lập tức sơ lên cái mỏ đỏ trói thanh thúy kêu lên. Ngươi còn dám nói, Tô Thủy Kỳ tức giận, vung tay phải lên, hung hăng, hướng má trái của nó, quăng, một cái tát. Úi, cái đầu tiểu anh vũ liền ngoẹo sang bên trái. Bạn nào muốn đọc trước 100 chương liên hệ? Còn dám nói hay không? Tô Thủy Kỳ lập tức lại giơ tay lên uy hiếp Tiểu Hinh Hinh Tiểu Hinh Hinh Tô Thủy Kỳ một trận xấu hổ quấn bách lại giơ tay hung hăng quất thêm cái nữa ôi ôi lần này Tiểu Súc Sinh đương nhiên bị quất sang bên phải nó cũng không khách khí xoay cánh kêu to Tiểu Hinh Hinh Tiểu Hinh Hinh ngươi Tô Thủy Kỳ đến thổ huyết với nó kìm lòng không nâng chén nước mực ông nội vừa mới rửa lên vốn định bắt lấy nó ép nó uống Pháp Tiểu Anh Vũ thoáng cái vùng cánh bay đi, ai biết thân thể mới vừa bay lên, đuôi liền bị nắm lấy, nó cảm thấy không ổn, lại dương cánh quát to một tiếng, ô ô ô. Tô Thủy Kỳ lập tức bắt lấy con xúc sinh này, nhìn nó xoay trái xoay phải, lập tức nhịn không được có chút đắc ý cười rộ lên nói, không cần phải gọi nữa, lần này hẳn là sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, Tiểu Anh vũ không ngừng xoay cánh, lắc lắc thân thể, thanh thanh thúy thúy, nha nha kêu to ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Thủy Kỳ lập tức muốn dọa nó uống nước. Tô Thủy Kỳ, ra ăn điểm tâm, lập tức có người ở sau người chụp lấy bờ vai của anh. Tô Thủy Kỳ giật mình, tay tình không khỏi buông lỏng, tiểu anh vô tức khắc tránh khỏi kiềm chế, phát một tiếng, vọt ra khỏi chén nước trong tay Tô Thủy Kỳ, xoay cánh kêu to, khiến Tô Thủy Kỳ mặt đen như mực, tránh qua một bên kêu to một tiếng, ném cái bát trong tay đi, khuôn mặt u ám xoay qua đây, chờ mắt nhìn đường khả hình đứng ở phía sau Việt trước tấm bình phong, anh lập tức ngẩn ra. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt nhìn Tô Thủy Kỳ, trên mặt bị hát nước mực đen thành một đoàn, cô lập tức buồn cười, phù một tiếng, nhịn không được cười rộ lên, vừa cười vừa nhìn người này, nói, dùng bữa sớm một chút a. À? Biết rồi, Tô Thủy Kỳ nhất thời cảm thấy có chút mất thể diện xấu hổ, vừa nhanh chóng lau đi chút nước mực trên mặt, vừa ngẩng đầu, hai mắt lưu chuyển, nhìn khắp rừng trúc, muốn xem xem súc sinh kia ở nơi nào đây, nếu tìm được nó, nhất định sẽ vặt sạch lông của nó, anh thở dốc một hơi, liền phải xoay người cất bước đi vào trong. Đường khả hình tiếp tục cười cười đi vào trong, nhìn tịnh kỳ cùng dì chu đã đứng ở trước bàn ăn, vì thủ tướng thu xếp, nhìn thấy tô thủy kỳ một thân lấm lem đi tới, liền sửng sốt gọi tôn thiếu ra. Ngài đây là, thủ tướng vừa mới tiếp nhận khăn lông nóng người hầu đưa tới, cũng hiếu kỳ hơi xoay người, nhìn cháu trai vác cái mặt nhếch nhác, sơ mi cũng bị nhiễm đen, liền nhíu mày nói, hồi bé cho anh học viết bằng bút lông, anh lại không học. Hiện tại lại nghịch nước mực của ta làm cái gì? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nghe xong lời này, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn ông nội. Tịnh Kỳ liền cũng nhịn không được cười đi tới trước mặt Tô Thủy Kỳ, tôn kính hỏi thiếu gia có thể dùng sớm một chút được không? Ừ, anh lên lầu tắm rửa trước, khả hình cứ từ từ dùng bữa nhé. Tô Thủy Kỳ nói cho hết lời, liền làm vẻ mặt ghét bỏ tay tháo cúp áo sơ mi, lau đi chút mực, thật lúng túng xoay người đi lên lầu. Đường khả hình thập phần hiểu lễ nghĩa đứng ở bên cạnh bàn ăn, không dám ngồi xuống, chỉ là khôn ngoan đứng ở nơi đó, nhắc mí mắt nước nhìn thân ảnh Tô Thủy Kỳ xoay người đi lên lầu, lại thật không khỏi tùm tỉm cười. Đường tiểu thư, mời ngồi. Tịnh kỳ đầu tiên là tự mình kéo ghế ngồi thứ nhất bên trái thủ tướng ra, mỉm cười mời cô an thoảng. Đường khả hình liền ôn nhu mỉm cười nói cảm ơn, rồi cẩn thận ngồi xuống, chỉ thấy một người hầu, còn trẻ, tuổi chừng đôi mươi, mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu đen, nhanh chóng mang tới một chiếc gối tựa chỉ vàng sắc đỏ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phía sau đường khả hình, hai người khác thì mang qua một mâm nước chanh, cùng một ấm trà hoa quả, ôn nhu đặt ở trước mặt cô. Tịnh kỳ quan sát người hầu phục vụ chu đáo xong, liền nghiêm mặt nhìn ra bên ngoài cửa nói, nhanh một chút chương 1029, chương thuộc giao. Phòng bếp phủ thủ tướng, nằm phía sau rừng trúc, một tòa biệt thự hai tầng được mô phỏng theo kiểu nhà vườn vùng Tô Châu. Mùi bánh tiramisu thoang thoảng lan ra. Tô Linh cảm thấy ăn bữa sáng ngon lành, là một dạng hưởng thụ cuộc sống, bởi vì ông nội tuổi tác đã cao, hơn nữa lại rất chú trọng dưỡng sinh, cho nên cô quản lý mọi việc trong nhà, đặc biệt sai người ở phía sau rừng trúc, có chừa ra một mảnh đất để trồng rau xanh và hoa quả, thỉnh thoảng người trong gia đình sẽ đi bộ đến vườn xem, cảm thụ thiên nhiên phong phú mang đến cho thực vật nguồn sống dồi dào, thậm chí biết ông nội thích nghe tiếng mưa tí tách trên từng đọt chuối tây, cô liền sai người trồng một số ít cây ngay ngoài thư phòng người. Người tô ra quả thật xa hoa, có thể xa hoa của bọn họ là một loại quan điểm sống, một loại chăm sóc, một loại hồi tưởng. Toàn bộ các thanh truyền đến, cùng với một trận tích tác tiếng nước mưa. Hai cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn đen, búi tóc khéo léo, đang đứng trước cây chuối tiêu phía dưới thư phòng thủ tướng, tay cầm một cây dao sắc nhỏ, đang dùng sức cắt hoa trên một gốc chuối tây nào đó, làm cho lá chuối bộc bộc rơi xuống đất, cuối cùng dùng hết sức cắt xuống một hoa chuối tây to lớn đồng thời thở dốc một hơi, liền vừa nói vừa cười đi tới phòng bếp. Trợ lý nhà bếp trước sân, đang lo lắng đứng bậc trên hành lang, liếc mắt một cái nhìn thấy hai người hầu bưng một hoa chuối tây đưa vào tới, anh ta tức khắc đi qua, hai tay nhận lấy bắp hoa chuối tây to lớn kia, lại nhanh chóng xoay người bước qua sân nhỏ đi vào phòng bếp, bếp trường tức khắc tiếp nhận hoa chuối tây, lập tức đem đi rửa sạch sẽ, nhanh chóng bóc đi lớp vỏ màu hồng tím bên ngoài, lấy ra phần tim hoa non mềm màu vàng bên trong, bỏ vào trong nước sôi đã được chuẩn bị sẵn, loại bỏ đi vị chát. Chỉ để lại hương vị riêng biệt đầy ý vị của đầu thu, lại nhanh chóng vớt lên, dùng tay xé thành sợi, lại bỏ vào giữa nồi cháo trắng thơm ngào ngạt, trộn lẫn gà xé nhỏ với nước chanh cùng hương vị tương đặc biệt dùng thìa ngọc quấy nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Một người đầu bếp chuẩn bị điểm tâm khác, đã đem tỏi ngọt loại thượng đẳng tới, đã được xào tạo nên sắc vàng, đặt trong một cái đĩa ngọc nhỏ, thành hình tròn, ở giữa là thịt bò sống trộn lẫn với lòng đỏ trứng, lại nhỏ vào chút tương, đây là loại nguyên liệu vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc. Trợ lý đầu bếp đã đưa qua đậu hủ được dùng loại nước suối trên đỉnh núi làm theo phương pháp thủ công, cắt thành khối hộp đặt giữa đĩa, mặt trên của mỗi khối có một chút thịt bằng cùng với trứng cá muối, Bên cạnh là một ít gừng sắt sợi tươi vừa được đào lên. Gừng sắt sợi kia vẫn lộ ra mùi bùn đất, thập phần độc đáo. Trợ lý đầu bếp bên này đã đem món cháo gà nấu chuối tây, nhanh chóng múc vào trong chén xứ, đặt vào giữa mâm. Một người hầu đã tiến vào, đem mâm này bưng ra ngoài. Hai người hầu kế tiếp lại thật cẩn thận bưng những món điểm tâm khác, xoay người đi ra ngoài. Nhà ăn, toàn bộ phòng khách to lớn, vẫn bóng trúc phất phới, ánh lên đại sảnh cổ kính vô cùng nên thơ, không gian lại vẫn yên tĩnh, lúc này đang lục tục đi vào vài người hầu, các cô khẽ bộc lộ ý cười, bước qua hành lang dài tao nhã uyển chuyển, bưng vào từng phần điểm tâm khéo léo, thật cẩn thận đưa đến trước bàn ăn, tinh di cùng tịnh kỳ mỗi người đứng ở một bên, tự mình nhận lấy các món điểm tâm, mỉm cười đặt trên bàn ăn, các món ăn từ màu sắc đến hương vị đều đầy đủ, khiến người ta phải nuốt nước bọt. Thủ tướng ngồi trên ghế chủ vị, mỉm cười nhìn về phía đường khả hình đang hoa mắt rối loạn nhìn kia, liền nói, Khả Hinh, tại nhà thủ tướng hãy coi như đang ở nhà mình đi, không cần khách khí, nhớ cháu là con gái của đường Trí Long, nhất định đã thưởng thức qua vô số mỹ vị trong thiên hạ, hôm nay liền nếm thử chút cơm canh đạm bạc của nhà thủ tướng, xem có mùi vị khác hay không nhé. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời thật có lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía thủ tướng cảm kích mỉm cười nói, lời này của thủ tướng thật sự là làm cháu ngại quá, tuy cha cháu địa vị đầu bếp cao quý, nhưng mà ông ấy từ trước đến nay ở nhà vẫn luôn cực kỳ chú trọng việc dưỡng sinh, nhà chúng cháu bình thường ăn uống, đều thập phần đơn giản. Huống chi, cha cháu vẫn luôn cảm thấy, phàm là trải qua sự sàng lọc của tổ tiên, đều để lại những mỹ thực chân quý, chim thú sống nhất định chính là thứ tốt và thích hợp nhất với chúng ta, cho nên không hề cố ý cắt những thứ thực vật lạ tươi sống cho chúng cháu ăn. Hôm nay may mắn được Thủ tướng mời, nhìn thấy những món mỹ thực đặc biệt với phong vị độc đáo như vậy, thật sự làm cho người khác mở mang tầm mắt thủ tướng nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Tinh di tôn kính đứng ở một bên, lại tự tay nhận lấy chén sứ xanh có cháo gà chuối tây mà người hầu bưng qua, thật cẩn thận đặt giữa những món điểm tâm tinh xảo, một trận mùi hương thơm ngào ngạt quẩn quanh, mang theo mùi vị một loại hoa quả nhiệt đới, lan tỏa ra xung quanh. Đường khả hình ánh mắt sáng lên, kìm lòng không được nhìn về phía chén cháo gà đang bốc hơi nghi ngút kia, thần kỳ kêu nhỏ thơm quá a, à, đây là cháo gì vậy? Hương vị lại đặc biệt như vậy. Tịnh Kỳ vừa định mỉm cười trả lời. Đây là cháo gà hoa chuối tây. Ngoài phòng lập tức bay tới một giọng nói thanh thúy. Đường Khả Hinh vừa nghe thấy thanh âm ngọt ngào thanh thúy này, liền biết là Tô Linh đã trở lại, liền thập phần lễ phép mà khẩn trương đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa. Tôn tiểu thư, vài người hầu vừa chuyển đồ ăn qua xong, nghe nói Tô Linh trở lại, tức khắc phân ra đứng ngoài cửa chính, thập phần tôn kính kêu. Tô Linh đã thần thái sáng láng bước qua bậc thang, nở nụ cười hào hứng động lòng người, tay cầm túi sách chân châu, muốn đi vào phòng khách, lại không hiểu phát hiện con vẹt của em trai, đang toàn thân ẩm ướt, dường như vừa tắm qua, hiện ra bộ lông vô cùng tiên diễm, rụt đầu lại, móng vuốt phát run đi vào trong, cô kỳ quái nhìn vật nhỏ này, bộ dáng ủy khuất rét lạnh, liền hỏi, sao vậy? Làm sai chuyện gì sao? Chú vẹt nhỏ không trả lời vấn đề của cô, mà tiếp tục lắc lắc thân mình, móng vuốt lại hướng vào trong, rất thương cảm hai người hầu đứng bên cạnh cửa nhịn cười nhìn về phía chú vẹt nhỏ kia tô linh vốn nhìn cái vật nhỏ này bình thường bị chiều hư nghịch ngợm cổ quái mỉm cười không nói gì chỉ cất bước đi vào phòng khách vừa đem túi sách trong tay đưa cho người hầu liếc thấy đường khả hinh đang đứng phía bên kia thập phần lễ phép cùng khẩn trương liền tức khắc nhiệt tình nói khả hinh mau ngồi đi tôi còn nói rằng tức khắc trở về cùng cô dùng điểm tâm không nghĩ tới tôi đến muộn rồi Đường khả hình tức khắc khẩn trương mỉm cười nói, tô tiểu thư, người quá khách khí rồi, tôi qua bên này, thật là quấy dày rồi. Nói gì vậy, tô linh hệt như một người chị gái, cô y oán trách liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, mới cất bước đi về phía bàn ăn, lấy tư thái nữ chủ nhân, nhìn một lượt những món điểm tâm tinh xảo trên bàn ăn, vừa ý liền gật gật đầu, vươn tay nhẹ đỡ đường khả hình ngồi xuống, lại mỉm cười giải thích với cô, đây là cháo gà hoa chuối Tây, tôi vẫn luôn thích dùng loại cháo này, cảm thấy nó mùi thơm vô cùng, có hương vị độc đáo, mà còn giàu protein, món ăn vẫn duy trì được lượng vitamin, là cách sắp xếp nguyên liệu vô cùng nổi danh của dân tộc Thái. Cô cũng nếm thử đi. Đường khả hình cảm nhận được sự nhiệt tình của Tô Linh, lòng cô ấm áp, đành phải mỉm cười. Trở lại sớm thế, Thủ tướng cầm chén trà gừng, thanh đạm nhấc một ngụm, hỏi. Bên Hàng Châu có tơ lụa nhung gấm loại tốt nhất, lúc chuẩn bị xuất khẩu thì đột nhiên phẩm nhuộm có vấn đề, mẹ vì vụ việc này đang nổi trận lôi đình ở nước ngoài, nghĩ lại một chút cũng không có gì để làm, cũng khiến cháu chán chết được, làm người nhà thủ tướng, thật là rất thiệt thòi, không những không thể đạt được sự che chở của thủ tướng người, hưởng lợi từ một chút ưu đãi từ người, mà còn hoàn toàn phải dựa vào cái tâm để cẩn thận làm việc, không để cho người khác nói tô ra chúng ta ý thế hiếp người. Càng không thể làm chuyện sai trái gì tổn hại tới danh tiếng liêm khiết của ông, kể từ khi mẹ nhận của hồi môn của Singapore để kết hôn với cha, Ông bà ngoại cũng nơm nớp lo sợ, lần trước cháu trở về thăm bọn họ, hai ông bà cụ không có chút khách sáo hỏi cháu, ông khi nào thì về hưu. Tô Linh lại gần chỗ ông ngồi, liền nói một đoạn như thế. Đường Khả Hinh vừa mới uống trà hoa vào trong miệng, nghe thấy lời này, nhịn không khỏi sặc sụa, phốc một tiếng, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, liền lấy tay che miệng ho khan. Tô Linh nhất thời ngọt ngào tươi cười, tiếp lấy khăn ấm từ người hầu, lau đôi bàn tay ngọc ngà của mình, hỏi cô thế nào rồi? Khả Hinh, trà không ngon sao? Không, không, đường Khả Hinh liền không khỏi xấu hổ cười rộ lên. Thủ tướng không có ý kiến, uống trà lạnh nhạt nói, Khả Hinh cháu phải quen dần, trong nhà này cũng chỉ có nó mới cùng vẹt nói nhiều như vậy, cười hay không cười, đều làm nhảm nói như vậy. Ông nội, Tô Linh lập tức bộc lộ vẻ ai oán quay sang, nhịn không được nhìn ông nội. Tình di mỉm cười nâng cốc trà hoa táo mà tiểu thư thích dùng, đưa tới trước mặt Tô Linh. Thủy kỳ đâu, Tô Linh ngẩng đầu lên, nhìn vào trong phòng, liền kỳ quái nói, "Khả Hinh hôm nay là ngày đầu tiên đến nhà chúng ta làm khách, nó thế nào lại không về?" Trở về rồi, đang ở trên lầu rửa mặt chải đầu. Tình Di cười nói, vừa dứt lời, Tô Thủy Kỳ thay áo sơ mi trắng bằng một chiếc áo len, mặc quần thường màu nâu đất vừa mới giặt qua, còn chưa hoàn toàn được sấy khô, mang theo vài phần sạch sẽ cùng lười biếng đi xuống lầu. Con vẹt nhỏ vừa mới đi vào phòng khách đang muốn di chuyển móng vuốt nhỏ tới bàn ăn, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, nó lập tức khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ thong thả đi xuống lầu, nó liền rất nhanh lay động cơ thể, chạy đến trốn ở dưới chân thủ tướng. Tô Thủy Kỳ đứng bên cầu thang, tức giận mắt nhìn chằm chằm về phía dưới chân ông nội, ánh mắt nhíu lại, cũng chỉ im lặng không lên tiếng chậm rãi bước tới bàn ăn, nói "Chị về rồi à?" Gia đình này, ngoại trừ em hay ở bên ngoài, mọi người gần như đều ở nhà. Tô Linh ngẩng đầu lên, chưa đùa em trai. Tô Thủy Kỳ từ chối cho ý kiến mà chỉ cười cười, theo vị trí mà tỉnh kỳ kéo ghế ra chính mình ngồi vào cạnh Đường Khả Hinh, tay nắm lấy bả vai cô, có chút mệt mỏi, thở hổn hển nặng nề nói, mệt mỏi quá ha. À. Đường Khả Hinh quan tâm quay mặt sang nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nghe nói lãnh phó tổng cơ thể không tốt, nhờ được các anh cùng với bác Phúc đến cứu, thật là tạ ơn trời đất, em tối hôm qua lúc qua đây, vẫn rất lo lắng về việc này, mọi người thật là vất vả cảm giác mọi người vài ngày hẳn chưa được ngủ, ăn sáng xong hãy lên lầu nghỉ ngơi. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, mỉm cười quay sang, ôn nhu nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, thật sự không thể tin được, mình có thể ở cùng nhà với cô như thế này, tự nhiên cảm thấy xuất hiện một chút ngọt ngào. Tiểu Hinh Hinh, tiểu Hinh Hinh. Dưới bàn truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Tô Thủy Kỳ chợt biến sắc, thập phần ngượng ngùng cùng tức giận hơi nghiêng đầu duỗi chân muốn đá vật nhỏ kia, nói các người mau cái thứ xúc sinh này ra ngoài đi. Ôn ào chết được, từ từ đã, mới vừa tắm xong cho nó, cũng chưa hong khô lông mà nó đã chạy đi chơi, có thể là nó đang đói, cho nó ăn chút điểm tâm. Thủ tướng nhàn nhạt nói, Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn ông. Tô Linh nhịn không được cười. Tịnh kỳ tự mình xuống bếp vì đường khả hình làm cháo gà hoa chuối tây, tình di cùng một người hầu, thật cẩn thận cầm một cái giỏ bằng trúc tinh xảo, mang tới bàn ăn không xa gần cửa sổ sát đất trước đài, bóng trúc phản chiếu rõ mọi thứ bên trong giỏ, đặt một chiếc chăn đệm bằng nhung đỏ thấm, còn treo một chiếc vòng bằng vàng, cùng nó vui đùa, người hầu liền ngồi xuống, đem con vẹt nhỏ dưới đáy bàn, nhẹ nhàng đi a à lại vào giỏ trúc, một người khác lại bưng một đĩa thức ăn nhỏ, đưa đến trước mặt nó. Con vẹt tức khắc thập phần vui vẻ cúi đầu, dùng cái miệng có màu tươi ấy lấy thức ăn, ăn trông rất ngon, nhưng có thể là do vừa mới tắm xong, nên hơi cảm lạnh, vừa ăn vừa hát hơi mấy cái. Đường khả hình phát hiện con vẹt này rất đáng yêu, đặc biệt là nhúm lông vàng trên đầu, lông dần dần về sau dựng đứng lên, xòe ra giống như cây quạt, trông rất đẹp mắt, ánh mắt cô vừa sáng ngời có thần nhìn nó, vừa cầm lấy thìa, nếm thử món cháo gà hoa chuối tây kia, nhất thời cảm nhận được loại cháo độc đáo mang theo hương vị của hoa quả vùng nhiệt đới này, cùng với gà và dầu tự làm trơn mềm, kết hợp không chê vào đâu được vô cùng ngon miệng, thậm chí có thể nhận ra chút tình ý nho nhỏ phát ra. ăn rất ngon à, cô vui mừng bảo, không nhịn được hút một ngụm cháo, cười ngọt ngào nói. tô linh vừa hút cháo, vừa hài lòng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường khả hinh, cũng vui vẻ chân thành nói, ăn ngon thì ăn nhiều thêm chút, chúng tôi mỗi ngày đều ăn rồi. tôn tiểu thư, tịnh kỳ có phần xấu hổ nhắc nhở cô, mỉm cười nói, đây là chuối tây trong vườn nhà chúng ta, cây cuối cùng đấy. Đoán chừng vì thời kỳ nở hoa, hẳn không quá dài đâu. Tô Linh thật sự có phần mất mát. Đừng bận tâm, Tô Thủy Kỳ mỉm cười, gắp một khối đậu hủ, đưa đến bát của Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô dịu dàng nói, năm nay không có, sang năm lại tới nhà của anh ăn. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, trong lòng ấm áp, cảm kích mỉm cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng ôn nhu mà chuyên chú nhìn cô, rất lâu nói không nên lời. Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh cái thứ xúc sinh này có đồ ăn, vẫn còn không nhàn rỗi. Tô Thủy Kỳ nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận quay đầu, nhìn cái thứ đáng đánh đòn kia, trong lòng nén nhịn tức giận, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường khả hình thập phần tò mò, mỉm cười hút cháo, rồi lại hỏi, con vẹt này thật sự rất dễ thương, em lúc trước cũng có một con, chỉ là nuôi vài ngày, nó lại bay đi mất, em vì chuyện này mà khóc rất nhiều, mà vật nhỏ này là được hai cái vậy. Tô Thủy Kỳ ngẩn ra. Tô Linh kìm lòng không được ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh, nói cái. Năm nay vừa mới tròn một tuổi, đáng yêu sao? Ừ, đường Khả Hinh lại uống một ngụm rượu, hai mắt lại khẽ cười liếc nhìn vẹt, nó cũng cúi thấp đầu, cắn lấy cắn để thức ăn, ăn xong bày ra vẻ hưởng thụ kêu lên, tiểu Hinh Hinh, thật là đáng yêu. Cô nhất thời bất ngờ bật cười, nồng nhiệt hỏi lại, nó tên gì a? À? Phụt, Tô Thủy Kỳ vừa mới hút ngụm cháo, nghe lời này, Sạc tới nghẹn rồi, mặt mũi hơi ngượng ngùng chỉ ho khan, hai mắt nhấp nháy, không biết bây giờ làm sao mới tốt. Tên của nó là gì? Đường Khả Hinh ngước đầu lên, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, mắt tròn to sáng lên, không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Ách, Tô Thủy Kỳ nhất thời ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh, không biết làm thế nào. Tô Linh nghe lời này, thật không nhịn được cười, nhìn về phía cô nhiệt liệt nói, nó gọi là tiểu Hinh Hinh, như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Sáng sớm, tòa nhà hoàn Á trải qua một đêm ngột rửa của mưa gió, chiếu ra vô số ánh sáng rực rỡ. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng đi tới. Cô mặc một bộ váy ngắn màu đen, tôn lên mái tóc ngắn ngang vai, tóc vén qua sau tai, để lộ đôi bông tai bằng ngọc, hình dáng trông rất hoàn mỹ. Đôi mắt sáng ngời, tay cô cầm một phần văn kiện, nhanh nhẹn đi xuyên qua đại sảnh khách sạn Á Châu, tiến vào hoa viên. Trước khi đi vào vòng quanh vườn, hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy mặt cô không quen liền trưng ra bộ mặt thâm trầm ngăn cản, muốn xem giấy tờ của cô. Sắc mặt cô thản nhiên mỉm cười, tay cầm lấy một tập tài liệu, đưa ra trước cặp mắt sáng quắc của hai viên bảo vệ. Hai bảo vệ nhìn thấy giấy chứng nhận công tác, tức khắc biểu lộ thần sắc tôn kính, hơi tránh người ra, để cho cô tiếp tục đi về phía trước. Hai mắt cô lóe ra vài phần ý cười, lại ngửa mặt tiếp tục đi về phía trước, cô tên Trương Thục Giao, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Đại học Harvard, là thư ký bí mật của Trang Hạo Nhiên, vẫn cùng lãnh mặc hàn đảm nhiệm thân phận hacker trước mắt lãnh mặc hàn bị thương cô từ nước anh liền trở về phụ trách bàn bạc xử lý công việc với đám phương di và tịnh kỳ còn có trách nhiệm công việc của lãnh mặc hàn trong thời gian bị thương chỉ thấy cô tiếp tục cất bước đi về phía trước dưới ánh nhìn quái lạ của vài nhân viên lễ tân cô im lặng ngưng mặt đi vào thang máy thang máy trong suốt nhanh chóng đi lên trên sau cùng dừng trước tầng cao nhất của tổng giám đốc cửa thang máy mở ra trương thục giao cất bước đi ra nhìn thấy tiêu đồng vừa đi ra khỏi phòng thư ký, cô mỉm cười. Ngài cuối cùng cũng tới, giám đốc đang chờ ngài, tiêu đồng đi trước dẫn đường cho Trương Thục Giao, mỉm cười nói. Trương Thục Giao mỉm cười gật đầu, tay cầm văn kiện, đi về hướng phòng làm việc tổng giám đốc, gõ cửa phòng. Tiến vào, một giọng nói có vẻ hết sức nghiêm túc vang lên. Cô biết tổng giám đốc đang xem văn kiện, chỉ mỉm cười, mở nhẹ cửa phòng, cùng tiêu đồng đi vào phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên một thân mặc âu phục màu đen, khoác bên ngoài là vest trắng, mở một vài cúc trên cổ áo, thân thể từ trong ra ngoài đều toát lên mùi nước hoa đầy nam tính. Anh ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn vào đống văn kiện, đôi mắt lóe lên tia không hài lòng, không nói một từ nào, hai ngón tay cầm vào góc văn kiện day day, cứ thế lặp đi lặp lại động tác này. Tổng giám đốc Trương Thục Giao mỉm cười tay cầm một phần văn kiện, bước đi tới trước bàn làm việc, thản nhiên đợi chờ. Trang Hạo Nhiên không nói một từ, tiếp tục xem xét trong năm nay, hoàn cầu mua lại nhà máy rượu, ngày càng mở rộng hơn rất nhiều, anh hơi nhíu mày. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng cả hai đều yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, nói, Trang Hạo Nhiên vừa xem văn kiện, vừa tính táo phân phó. Trương Thục Giao lúc này mới kính cẩn cầm văn kiện trong tay mình, đặt ở trên bàn làm việc, lên tiếng nói, đây là tôi cùng Tịnh Kỳ còn có phương di, sau buổi hợp tác tối hôm qua, hồ sơ tư liệu của xuất xứ cùng lập nghiệp của hách dục hải cha của Như Mạt. Mời anh xem qua. Trang hạo nhiên hai mắt chợt dừng lại, cảm giác được thần kinh anh đang căng thẳng, sắc mặt ngưng lại, để lộ sự nghiêm túc, nhìn dữ liệu cuối cùng của hai nhà máy rượu, rồi ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn về phía trương thục giao. chương 1030, Tiểu Hinh Hinh. Tài liệu chậm rãi được mở ra. Trang hạo nhiên ngồi trên ghế tổng giám đốc, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu xem tài liệu trước mặt nhìn chằm chằm vào nội dung trên tờ giấy, thở sâu. Thục Giao đứng trước bàn làm việc, tư thế ngay ngắn, nghiêm túc nói, hôm qua, mặc dù tịnh kỳ không chính thức cùng ông ta giáp mặt, nhưng lúc đó khi xem nơi mà người giả dạ hành đánh nhau, thân thủ xuất ra, đặc biệt rất giống cái tên bộ đội đặc trùng mà ở Mỹ hay gọi là Green Beret. Phương châm của bộ đội này là, cho dù đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bất kể là biển lớn hay núi cao, cho dù đó là mặt đất bằng phẳng, hay vùng sâu gồ ghề, ngày hay đêm cho dù ở các nước đang phát triển hay phát triển chỉ cần bọn họ nhận được mệnh lệnh thì không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành bọn họ rất thành thạo nhảy dù lặn dưới nước chiến đấu trên cạn trong rừng trên sa mạc chiến đấu trong tuyết đánh du kích và thậm chí là chiến tranh khủng bố từng người một đều là cao thủ đứng đầu thế giới trại huấn luyện của bọn họ nằm giữa bang washington của mỹ và công viên rừng rậm quốc gia nicolao vẻ mặt trang hạo nhiên chăm chú mí mắt hơi nâng lên nhìn tài liệu. Thục sao vẫn tiếp tục báo cáo, tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ, suốt đêm hôm qua kiểm tra nhân viên có quan hệ mấy chục năm lịch sử với Green Beret, nước Mỹ, phát hiện trong đó có một người tên là Wayzy si có quốc tịch Mỹ, đã từng là đội trưởng Green Beret, bộ đội đặc trùng, sau đó bởi vì một số lý do mà rời khỏi quân đội, chưa đến bao lâu, lại lấy thân phận lính đánh thuê, làm việc cho các nước đang phát triển, thay bọn họ giết rất nhiều quan chức chính trị, mà chúng tôi truy tìm thân thế của ông ta khi đó, phát hiện lúc ông ấy đang nhậm chức tại bộ đội đặc trùng, đã từng thu nhận một người Trung Quốc làm đệ tử. Lợi dụng tính cách hung bạo của người đó, thành lập một đội quân ma quỷ. Đội quân ma quỷ này giết người như ngoé mà trụ sở bí mật đã từng ở sa mạc Sahara. Sau khi rời khỏi căn cứ, Uezi si thuận tiện tiêu trừ không để lại bất kỳ dấu vết gì, ngay lúc đó người giả hành đã thành lập rồi. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này trầm mặc rất lâu, sau cùng mới trầm giọng lạnh như băng nói theo ý của cô Hách dục hải vô cùng có khả năng là đồ đệ của -di si tiêu đồng có chút tò mò quay đầu nhìn về phía thục giao thục giao gật đầu gần như khẳng định nói tôi cùng với phương di và Tịnh kỳ đã khẳng định là đáp án này hơn nữa Tịnh kỳ còn là nhà quân sự trẻ tuổi đặc biệt xuất sắc của đất nước cô ấy cũng là một trong những người đại diện đã từng cùng với nước nga tiến hành diễn tập quân sự thậm chí cô ấy càng có quyền quyết định cho nên tịnh kỳ đối với thông tin huấn luyện quân sự này, vô cùng thông thạo. Tịnh kỳ cho rằng, bất cứ kẻ nào, có lẽ một dạng môn phái võ công giã chiêu số, tuyệt đối không có khả năng có quân sự hóa tranh đấu cùng bác kích dấu vết. Đó gần như là một loại hiệu suất và tiết tấu cứng như sắt. Trang hạo nhiên không nói lời nào, hơi ngửa mặt, lại chăm chú nhìn vào tập tài liệu này, đôi mắt lóe lên tia sáng. Thục giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên nhanh chóng nói hiện tại tôi cùng với phương di và tỉnh kỳ vẫn còn đang suy đoán người giả dạ hành thông thạo hoạt động của loài chim thậm chí hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể và thông tin của chúng mà bọn họ còn giết người không chớp mắt thủ đoạn tàn nhẫn lộ ra một loại cảm giác sợ hãi cực điểm rất có khả năng trụ sở huấn luyện bí mật của bọn họ cũng nằm giữa bang washington của nước mỹ và công viên rừng rậm quốc gia nicolau dù sao mảnh đất nguyên thủy như thế này cũng không nhiều chim bọ cạp kiến, quái vật, thậm chí ngay cả thực vật cũng có thể đem con người rơi xuống hòa tan. Loại địa phương này muốn sinh tồn gần như là mục đích sống duy nhất của bọn họ. Nếu là như vậy thì không phải đơn giản rồi sao? Tiêu đồng trực tiếp mở miệng nói chuyện, chúng ta ngay lập tức phái người đi thăm dò trụ sở huấn luyện nằm giữa bang Washington của Mỹ và công viên rừng rậm Nicolau, còn có những dấu hiệu mà gần đây bọn họ sử dụng. Nếu phát hiện ra sự thật chính xác, chúng ta có thể chặt đứt hít hầu của bọn họ trang hạo nhiên nâng mí mắt nhìn lướt qua tiêu đồng trên khuôn mặt thoáng qua nụ cười sau đó trở nên âm u nhàn nhạt nói địa phương kia không có bỏ cạp rắn độc quái vật một người muốn trở nên tàn nhẫn có rất nhiều phương pháp địa phương kia cũng chỉ là một mảnh đất đen mà thôi thế giới này còn có rất nhiều vùng đất đen đều do chúng ta không biết tàn nhẫn không có người nào lòng dạ độc ác hơn người nào cả giống như sự biến mất của wajc có khả năng cũng chỉ đi đến địa ngục mới có thể tìm được ông ta tiêu đồng và thục giao nghe xong những lời này đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên sắc mặt trang hạo nhiên nghiêm trọng nhìn không ra một chút dao động nhớ lại một việc rất nhỏ sau cùng mới đạm mạc nói bản năng một con người theo thói quen trốn trong bóng tối thậm chí lái xe không cần đèn sáng đi đường không cần chỉ vẽ lúc giết người ngay cả máu đều là màu đen tại thời điểm hoạt động gần giống như ở địa ngục đen tối lạnh lẽo u ám lộ ra sự sợ hãi và uy hiếp không muốn người khác biết. Mà đáng sợ nhất chính là, người đó dường như không cần ánh sáng. Như vậy, cuối cùng người đó là muốn cái gì? Tiêu đồng và thuộc giao không thể lý giải được, trầm mặc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn về phía hai người các cô, mỉm cười nói, trong địa ngục ma quỷ, cho dù dương nanh múa vuốt như thế nào, có tàn nhẫn khát máu ra sao, đến cuối cùng vẫn là muốn. Sống lại, ánh mắt nhóm người tiêu đồng sáng lên. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt giống như bắt được một phần linh hồn của người nọ trong bóng đêm, thậm chí cảm nhận được người kia đang ngồi trên sofa đỏ thẫm trong bóng tối đang bình tĩnh yên lặng nhìn thuộc hạ lâm công của mình trong rừng rậm bị rắn độc quấn quanh đến chết, cặp mắt vô cùng lạnh lẽo. Âm u mà sâu thẳm, Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào tấm hình kia, từ từ mở miệng, giống như cùng người nọ linh hồn hợp lại thành một, nói một người muốn sống mới khó, muốn chết. Cực kỳ dễ dàng. Ý của anh là, khuôn mặt thuộc giao ngay thẳng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói, khách dục Hải thành lập vương quốc sát thủ, ông ta cũng biết có một ngày, những linh hồn đã chết sẽ bị thượng đế thu hồi, cho nên ông ta mới lựa chọn hợp tác cùng với phía chính phủ, yêu cầu sau khi đã đạt được mục đích, rửa sạch thân thể của chính mình, để linh hồn cũng có thể trong sạch lúc sống. Cũng là cách duy nhất để ông ta còn sống. Trang Hạo Nhiên hé mắt, nhìn về phía cô, mỉm cười nói, chỉ có như vậy mới có thể cùng con gái công khai mối quan hệ tiêu đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thục giao lập tức nhìn Trang Hạo Nhiên, nói cho nên hiện tại việc quan trọng nhất chúng ta cần làm không phải chặt đứt hiết hầu của ông ta, mà là hiểu rõ ông ta và những người đó hợp tác vì mục đích gì. Không, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt trả lời cô, mới trầm tính, cười lạnh nhìn Thục giao, hiện tại chuyện quan trọng nhất chúng ta cần làm đó là xác minh thân phận thật sự của ông ta ở nhiều đất nước, bao gồm cả đất nước của tôi, tiết lộ thân phận và một loạt hành vi phạm tội của ông ta để cho những hành vi của ông ấy chịu sự phán xét của tòa án quốc tế. Đó cũng là cách duy nhất để ông ta không có chỗ nào lẩn trốn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hai người kinh ngạc trong nháy mắt, rồi thở dài một hơi, nhìn về phía người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên để lộ ý cười nhìn các cô, trong lúc đó Vi Lưu đảo mắt, cũng đã suy nghĩ đúng chỗ, nhanh chóng nói, "Tiêu Đồng, cô lập tức phái người đi xác minh thân phận thực sự của Hách Dục Hải." Tôi cần ADN của ông ta cùng với tóc và vân tay. Sau đó lấy thân phận của tôi tại nước Anh, liên hệ với lãnh sứ các nước, xâm nhập vào nội bộ phòng điều tra trong tập đoàn sát thủ của Hách Dục Hải, cũng như toàn bộ hành vi phạm pháp của ông ta. Nhớ rõ, chuyện này nhất định phải tiến hành bí mật. Không thể để lộ một điểm tin tức, miễn cho đứt dây động rừng. Trang hạo nhiên tiến lên trước. Vâng, tiêu đồng lập tức gật đầu. thuộc giao, trang hạo nhiên kêu lên một lần nữa, anh tiếp tục nói đi, thuộc giao tôn kính gật đầu. Trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đang muốn nói tiếp, nhưng lại hạ thấp tầm mắt, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thuộc giao chằm chằm nói, khách dục hải mưu tính sâu xa, tôi muốn rằng, chắc hẳn ông ta không thể ngờ được. Cho nên biện pháp phòng bị của ông ta, nhất định làm được rất thích hợp, mà con người như thế, vì sự nghiệp đất nước và tập đoàn sát thủ của chính mình dám chắc còn có thể che giấu. Che giấu, thuộc giao khó hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên, nhíu mày hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn thuộc giao nói, cô hãy suy nghĩ một chút, ở trên thương trường, tất cả chúng ta là vì ích lợi mới cùng người khác hợp tác. Hợp tác vẫn được, nhưng đòi hỏi phải phân tích thật kỹ lưỡng, cùng hưởng vinh nhục, nhất định phải dâng tặng bí mật của bản thân hoặc một thứ gì đó quý giá thì đối phương mới càng có thể tin tưởng cô. Khách dục hải từ xưa đến nay, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ một người nào nhưng mà ông ta lại cùng với con gái mình nhiều năm như vậy không hề gặp mặt, lại có thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ như vậy, nhất định cũng sẽ cùng con gái ông ta chia sẻ kế hoạch lớn. Tiêu đồng vừa kinh ngạc vừa kích động nói, ông ta như vậy cho nên mới vội vã muốn con gái. Bởi vì con gái biết toàn bộ bí mật của ông ta và một ít bí mật của đối phương. Bí mật không phải là trọng điểm, Trang Hạo Nhiên nhắc nhở. Vậy đó là, thuộc giao lại cảm thấy khó hiểu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang hạo nhiên mỉm cười, nhìn cô, một người muốn tẩy sạch bản thân mình, đem lượng lớn tài sản kiếm được từ tập đoàn sát thủ nhiều năm của mình, về sau đứng đắn, sạch sẽ lừa gạt được, nhất định liền muốn. Rửa tiền, ánh mắt tiêu đồng sáng lên. Trong tức khắc, thuộc giao vui mừng cười rộ lên, nói tôi biết rõ. Như nhiều năm qua, vẫn là để cho người cha quản lý nhiều ngân hàng lớn tại Thụy Sĩ. Cho nên cô ta mới có thể dễ dàng giữa hai giới chính trị và kinh doanh mặc kệ dùng tiền để mua hay bán bọn họ luôn thành thạo từng thứ một vì tương lai không sử dụng công ty để thuận tiện rửa tiền nói cách khác trong tay như mạt không chỉ có bí mật còn có chìa khóa tài nguyên lớn cô ta hợp tác cùng với hàng loạt viên chức kế hoạch thành lập công ty chỉ với mục đích để rửa tiền cho nên hách dục hải mới vội vã muốn tìm đến con gái thứ nhất là lo lắng an nguy của cô ta thứ hai là trên tay người phụ nữ đó có quá nhiều lợi ích thực tế Thứ ba đây là biện pháp phá vỡ sự hợp tác giữa hách dục hải và người dạ hành. Thông minh, Trang Hạo Nhiên bỗng chốc nở nụ cười, mới tiếp tục nói, nếu muốn chiến thắng chính mình, thì phải hiểu được tâm hồn của mình đến cuối cùng là muốn cái gì. Nếu muốn chiến thắng một đối thủ khác, thì phải biết rằng đối thủ muốn đến tột cùng là cái gì. Ông ta hiện tại rất muốn là con gái. Tôi hiểu rồi, Thục Giao nhanh chóng gật đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, ngay lập tức, tôi cùng với Phương Di, sẽ làm tốt công tác phòng bị, sau đó nghĩ cách để buộc cô ta nói ra mối quan hệ bí mật giữa hai người bên đối tác. Sau đó sẽ chú ý đến các công ty lớn trong nước được thành lập gần 3 năm về trước và chuỗi các xí nghiệp nhỏ, đem một loạt kế hoạch và hành vi rửa tiền của cô ta cũng như cha cô ta triệt phá một lần. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn thuộc giao một cái, biết rõ về phương diện phản ứng cô vô cùng nhanh nhẹn, liền mỉm cười nói, mặc hàn bị thương trong khoảng thời gian này, cô vất vả rồi. Thục giao không nhịn được cười một tiếng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tùy tiện nói, tại nước Anh, tôi vẫn đi theo anh từ đó cho đến giờ, lúc ấy anh nói muốn trở về, tôi còn không bỏ được, bởi vì có thể cùng anh học hỏi, đó là thời điểm quý giá trong cuộc đời tôi, liền suy nghĩ rằng như thế nào mà anh không bỏ tôi tại nơi xa lạ. Tuy cẩm y ngọc thực, nhưng tôi vẫn muốn đi theo anh, làm những chuyện thách đấu người đời. Thật đáng tiếc, trong lòng anh có hoa thơm, cuối cùng bươm bướm phải bay trở lại. May mắn cho tôi là ở châu Âu đã không để cho anh mất mặt. Mạc Hàn chắc là không có việc gì. Trang hạo nhiên thu lại sắc mặt, nhớ lại chính mình đi thăm lãnh Mạc Hàn sáng nay, cậu ta vẫn chưa có tỉnh lại, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, từ từ đi. Thục sao im lặng một lúc, thuận tiện gật đầu, hứa hẹn nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh hoàn thành việc quan trọng thật tốt trong lúc Mạc Hàn bị thương. Về chuyện điều tra bắt người rửa tiền, sẽ không ai dám phiền đến anh người ngày kiếm bạc tỷ, tôi sẽ yên lặng chờ Mạc Hàn tỉnh lại ở phương diện này anh ta là cao thủ. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trước mặt, nở nụ cười thật sâu, chân thành và thưởng thức nói cảm ơn cô. Không có gì, thuộc giao dừng lại một lát, mới nhìn Trang hạo nhiên mỉm cười nói, việc này không nên chậm trễ. Tôi liền đi làm việc đây. Thục giao nói xong, gật đầu với Trang Hạo Nhiên, liền xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bóng lưng của cô, cười nhẹ một tiếng, thở một hơi thật sâu, lại muốn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu nhưng mà tay vừa mới cầm lên liền khựng lại đôi mắt đảo vòng ngay lập tức ngẩng đầu kêu lên đợi một chút thục giao khó hiểu đứng bên cạnh cửa xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi anh còn có việc gì nữa hay sao trang hạo nhiên nhìn cô trực tiếp hỏi vừa rồi có phải cô theo gia đình thủ tướng sang đây không bởi vì cô cùng với tịnh kỳ và phương di trong một buổi tối đã thảo luận về việc tra cứu tư liệu vâng thục giao mỉm cười gật đầu Tiêu đồng đứng ở một bên, cũng cảm thấy kỳ lạ nhìn Trang Hạo Nhiên. Chỉ là, Trang Hạo Nhiên tạm dừng một lúc, mới nhìn Thục Giao có phần lo lắng hỏi, khả Hinh ở nhà thủ tướng có khỏe không? Thục Giao mỉm cười, lần nữa đi đến chỗ Trang Hạo Nhiên vô cùng cẩn thận báo cáo, khả Hinh ở chỗ thủ tướng không tồi, nói như vậy chuyện buổi tối hôm qua, anh đã biết đến, chúng tôi hợp tác diễn một tuồng kịch, đặc biệt xuất sắc. Sáng nay 7 giờ 5 phút cô ấy liền ra ngoài, đúng lúc đụng phải thủ tướng có việc lớn nghiêm trọng, làm cho cô ấy thực sự hoảng sợ, về sau không có việc gì. Khả Hinh vẫn xuống lầu cùng với thủ tướng nói chuyện về thư pháp một hồi. Tiếp theo đúng là tô thiếu ra trở về, mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười cùng nhau dùng điểm tâm sang, cô ấy thả lỏng không ít. Trong lúc đó, được tặng một con vẹt làm cho cô ấy chơi đùa đến vui vẻ. Trang hạo nhiên yên lặng nghe xong, xác nhận cô không có việc gì, khuôn mặt yên tâm, thoáng cười dịu dàng thục dao mở mắt nhìn anh liếc mắt một cái lại không nhịn được cười nói con vẹt kia quả thật rất khôi hài hôm nay lúc tôi đi ra ngoài nhìn thấy cũng rất thích thật đáng yêu giống như một đứa trẻ hay giận dỗi ham ăn thích bám người thích quấy rối tô lão ra thích kêu nó là vật nhỏ của thật nó có cái tên kêu rất êm tai tiểu tinh tinh ầm uhm, thượng đế dương lên cái chảo cắn răng hướng sau gáy người nào đó gõ một cái trang hạo nhiên hoa mắt Lập tức khoa Trương ngẩng đầu, nhìn về phía Thục sao, chừng mắt, khó tin kêu: "Tiểu Hinh Hinh." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1030.